Chương 221, thay đổi thái độ. Vĩnh Nhạc vẫn là công ty có giá trị mấy trăm triệu. Nhưng bây giờ nhà họ Đường đang thiếu nợ mấy trăm triệu, có bán đi thì cũng chỉ đủ để trả hết nợ. Phá sản, trở thành một gia tộc bình thường, đây là chuyện không thể nào thay đổi được. Ông xã, anh thật sự có cách để lôi kéo đầu tư à? Đường Sở Sở nhìn Giang Thần, trên mặt mang theo vẻ nghi ngờ. Giang Thần khẽ gật đầu. Lôi kéo đầu tư? không phải là chuyện rất dễ dàng sao? Anh thấy đường thiên long cũng là một người rất đáng thương, cũng không muốn tâm huyết hơn nửa đời người của ông ta cứ như vậy mà bị hủy hoại trong phút chốc. Mặc dù đường thiên long là một người bảo thủ, nhưng như vậy cũng đều là do những chấp nhiệm của ông ta. Dẫn dắt nhà họ đường bước lên con đường huy hoàng, đây là mơ ước của ông ta. Vì mong ước này, ông ta đã không ngừng phấn đấu. Vốn dĩ đây là tuổi nên hưởng phúc, nhưng ông ta vẫn tiếp tục lao lực vì chuyện của gia tộc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hơn nữa ông ta làm việc cũng đều có giới hạn. Nếu không thì đã không đặt ra quy tắc gia tộc rằng những người trong gia tộc phải làm ăn đàng hoàng, không được đi đường ngang ngõ tắt. Đường Hải mở miệng nói, nếu Giang thần có lòng tin kéo được đầu tư như vậy, vậy thì cứ giao chuyện này cho cậu ta đi. Nhưng Giang thần này, tôi cảnh cáo cậu, nếu không kéo được đầu tư, cậu cút xéo cho tôi. Bố, bố thật sự tin tưởng đồ vô dụng giang thần này à? Chúng ta vẫn là nên nhanh chóng nghĩ cách, sử dụng quan hệ, xem coi ai có thể tìm được người quen biết với nhà họ Ngụy, nói giúp một chút để nhà họ Ngụy buông tha cho chúng ta đi. Ngụy Quang chết rồi, bây giờ ai là chủ nhà họ Ngụy chúng ta còn không biết, làm sao sử dụng quan hệ được. Người nhà họ Đường đều bắt đầu lo lắng, tụ tập lại một chỗ nói chuyện. Có người muốn đặt tất cả tiền đặt cược lên Giang Thần, bởi vì bây giờ nhà họ đường đã không còn đường lui nữa. Cũng có người không cam lòng nhìn ra tộc cứ như vậy mà bị diệt vong, muốn tiếp tục nghĩ cách. Còn đường Thiên Long cũng không nói gì nhiều, chống gậy đi lên lầu. Lúc này, ông ta có hơi còng lưng, trông có vẻ hơi tang thương. Đường Thiên Long đi rồi, Hà Diễm Mai cũng sở mũi, vẻ mặt nghi ngờ, hôm nay ông cụ đổi tính rồi à, sao không trách mắng sở sở vậy. Hà Diễm Mai hiểu rất rõ tính cách của đường Thiên Long. Đường Sở Sở gây ra rắc rối lớn như vậy cho nhà họ Đường, theo như tính cách của Đường Thiên Long, đáng lẽ ông ta phải nổi trận lôi đình, sau đó đuổi Đường Sở Sở ra khỏi gia tộc mới đúng, nhưng bây giờ ông ta lại không hề trách mắng một câu nào. "Sở Sở, chúng ta cũng trở về thôi." Giang Thần kéo Đường Sở Sở đi. Sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Đường, Đường Sở Sở không nhịn được mà hỏi, "Ông xã, anh có cách có thể lôi kéo được nhà đầu tư sao?" Tình trạng hiện tại của nhà họ đường cũng là do một tay cô gây nên, cô cũng thấy hơi ái náy, tự trách, nếu Giang Thần có thể kéo được đầu tư, vậy thì không thể nào tốt hơn được nữa. Giang Thần cười nhạt nói, mấy hôm nữa là đại hội Trung Y, các bác sĩ Trung Y trên thế giới này đều tập hợp trên phố Y, đây là cuộc hội họp lớn của Giang Trung, cũng là cuộc hội họp lớn của cả nước. Nếu như có thể thể hiện điểm tốt trong đại hội này, trở thành thần Y đứng đầu thế giới, vậy thì việc lôi kéo đầu tư không phải sẽ rất đơn giản sao? Với khả năng của Giang Thần, muốn lấy ra mấy trăm triệu để cứu nhà họ Đường là chuyện vô cùng dễ dàng. Nhưng anh không muốn cứ đưa tiền một cách dễ dàng như vậy. Còn có một con đường, đó là đợi chủ mới của nhà họ Ngụy lên nắm quyền rồi, anh sẽ đến tìm chủ của nhà họ Ngụy, như vậy cũng có thể giải quyết vấn đề. Chỉ là, Giang Thần cảm thấy nhà họ Đường thật sự quá mạnh mẽ, phải cho bọn họ một bài học, để bọn họ trải nghiệm sự thăng trầm của cuộc đời, để ngày tháng sau này họ mới đoàn kết với nhau được. Có thế nào thì nhà họ đường cũng là nhà mẹ đẻ của đường sở sở, anh cũng hy vọng nhà họ đường có thể hòa thuận với nhau. Ờ, đường sở sở ờ một tiếng, không nói nhiều nữa. Cả nhà cùng nhau trở về nhà. Lúc về đến nhà họ đường đã là một giờ khuya. Trong nhà, Giang thần nhìn chằm chằm đường sở sở. Sở sở, tiếp, tiếp nhé. Mặt đường sở sở đỏ bừng lên, trách mắng, tiếp cái gì mà tiếp, ngủ đi. Ờ. Giang thần ủ rũ ở một tiếng. Màn đêm, cứ im hơi lặng tiếng mà trôi qua. Ngày hôm sau, Giang thần thức dậy từ sớm. Cả nhà ăn bữa sáng, sau đó đến bệnh viện thăm đường Tùng. Sau một đêm nghỉ ngơi, trạng thái tinh thần của đường Tùng tốt hơn nhiều. Nhưng muốn hồi phục sức khỏe thì cần dưỡng bệnh trong thời gian dài. Hơn nữa bác sĩ còn nói, sau này có thể xuống giường đi lại hay không cũng phải xem tình trạng hồi phục của sức khỏe cậu ta. Nếu hồi phục tệ thì sau này cậu ta sẽ phải ngồi trên xe lăn cả đời. Trong phòng bệnh, Ngô Mẫn khóc đến chết đi sống lại. Đường Tùng an ủi nói, "Bà xã, em khóc cái gì? Lần này anh có thể nhặt lại được cái mạng đã là không tệ rồi, em hãy suy nghĩ thoáng chút đi." Sau khi trải qua lần sống chết này, Đường Tùng đã suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều, nói với vẻ tự trách, "Đây đều là do anh tự chuốc lấy, không trách người khác được." Nói xong, cậu ta nhìn về phía Giang Thần trên mặt mang theo sự cảm kích. Anh, anh rể, lần này thật sự cảm ơn anh, nếu không phải có anh, bây giờ em đã trở thành người chết, nằm trong phòng để xác rồi. Một tiếng anh rể khiến trong lòng Giang Thần vô cùng hài lòng, bất giác đứng thẳng người lên. Sau khi trải qua tất cả những chuyện vừa rồi, có vẻ thằng nhóc này đã tỉnh ngộ rồi. Cô tránh ra, để tôi xem xem. Anh đi về phía giường bệnh. Ngô Mẫn đang khóc như mưa lập tức đứng dậy, Giang thần nhìn đôi chân của Đường Tùng, rồi nhìn tay của cậu ta, sau đó kiểm tra cơ thể của cậu ta. Đường Tùng vừa mới phẫu thuật, đúng như những gì bác sĩ nói, có thể hồi phục hay không, sau này có thể xuống giường đi lại hay không, cần phải xem khả năng hồi phục của bản thân cậu ta. Sau khi kiểm tra xong, Giang thần cười nói, "Không sao, cậu có thể hồi phục. Trở về tôi sẽ kê một đơn thuốc, bảo Ngô Mẫn đi bốc thuốc, rồi nấu cho cậu, cứ dùng thuốc theo quy trình trị liệu là có thể hồi phục." Nghe thấy vậy, đường tùng vô cùng vui mừng. Cậu ta biết Giang Thần chính là Hắc Long. Khả năng của Hắc Long có một không hai, y thuật đứng đầu thế giới. Cậu ta cũng đã từng nhìn thấy khả năng và y thuật của Giang Thần. Khi Vĩnh Nhạc xảy ra chuyện lần trước, Giang Thần đã dễ dàng giải trừ nguy cơ của Vĩnh Nhạc bằng y thuật của mình. Cảm, cảm ơn anh rể. Đường Tùng vội mở miệng, nói, bà xã, còn không mau cảm ơn anh rể. Ngô Mẫn nhìn Giang Thần một cái, hư lạnh một tiếng. Cảm ơn, nếu lần này không phải vì giang thần, chồng cô ta đã không xảy ra chuyện rồi. Em có thái độ gì vậy? Đường Tùng đột nhiên không vui, trách móc ngô mẫn, anh cảnh cáo em, đừng có trương vẻ mặt ủ rột đó ra, sau này nhìn thấy anh rể thì phải kính trọng, kính trọng đó có biết chưa? Bỏ đi, giang thần hơi phất tay, nói cậu đang bị thương, đừng tức giận. Vẫn là anh rể rộng lượng, đường Tùng tỏ vẻ cảm kích, đường sở sở nghi hoặc khi thấy thái độ của đường tùng đã xảy ra chuyện gì vậy trước kia cậu ta tìm mọi cách để gây khó dễ mắng mỏ giang thần sao bây giờ lại kính trọng anh như vậy mở miệng câu nào cũng anh rể anh rể anh trăm công nghìn việc không còn việc gì thì trở về đi đi làm việc của anh đi có giang thần ở đây đường tùng cảm thấy cả người không được tự nhiên sở sở chúng ta về trước nhé Đường sở sở nói, anh đến công ty trước đi, em cũng không có việc gì nên muốn ở đây với em trai thêm một lúc nữa. Giang thần sờ cầm. Đến công ty, đến công ty cái gì? Ở thời đại khoa, anh cũng chỉ là có tiếng không có miếng. Vậy anh đi trước đây. Giang thần cũng không nói gì, nói một câu rồi rời đi. Anh phải đi đến bệnh viện quân khu kiểm tra tình trạng sức khỏe của tiểu hắc. Anh đi ra khỏi phòng bệnh, rời khỏi bệnh viện, lái xe đi đến bệnh viện quân khu. Trong phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện quân khu, Tiểu Hắc đang nằm trên giường bệnh, đeo máy thở, trên người gắn không ít dây, bên cạnh toàn là thiết bị máy móc. Cô một gái trẻ ngồi trước giường bệnh, ngây người, người nhìn Tiểu Hắc đang hôn mê. Giang thần đi qua. Văn tâm lập tức đứng dậy, gọi anh, anh Giang. Giang thần hơi phất tay. Anh nhìn các thiết bị một cái. Các chỉ số sinh tồn của Tiểu Hắc rất ổn định. Nhưng Giang Thần không tin tưởng những thiết bị khoa học kỹ thuật cao này lắm, anh tin tưởng bản thân mình hơn, nên tự mình bắt mạch chuẩn đoán cho Tiểu Hắc. Sau đó, anh kê một đơn thuốc, cho người đi bốc thuốc, nấu theo cách thức ghi trên đơn thuốc. Chương 222, cảnh cáo. Tình trạng của Tiểu Hắc cơ bản đã ổn định. Bây giờ phải dựa vào khả năng hồi phục của bản thân anh ta. Thân thể con người rất phức tạp, nó có một chức năng rất đặc biệt, đó là tự chữa lành cho mình trên lý thuyết, bất kể vết thương nặng như thế nào, thân thể cũng có thể tự hồi phục. Nhưng điều này cũng có một giới hạn nhất định, nếu vượt qua giới hạn mà thân thể có thể chịu đựng thì năng lực tự chữa trị sẽ không còn. Trong sách ghi học mà Giang Thần có được có ghi lại kiến thức này, sử dụng thuốc để kích thích các cơ quan, tế bào và máu của con người để đẩy nhanh cơ chế tự chữa lành của cơ thể. Anh, anh Giang, tiểu hắc không sao phải không anh, anh ấy sẽ tỉnh lại đúng không? Văn Tâm nhìn Giang Thần với ánh mắt đầy hy vọng. Giang Thần gật đầu, không sao đâu, có tôi ở đây, dù cậu ta có muốn chết cũng không chết được, yên tâm đi. Nếu Giang Thần đã nói vậy thì Văn Tâm có thể yên tâm rồi. Giang Thần kê đơn thuốc xong, anh đã ở bệnh viện với Tiểu Hắc rất lâu. Mãi đến lúc ăn cơm trưa mới rời khỏi bệnh viện quân khu, lúc gần đi anh có dặn dò bác sĩ phải quan sát tình trạng Tiểu Hắc thật kỹ, nếu có gì bất thường phải lập tức báo cho anh. Cùng lúc đó, quân khu, trong văn phòng của Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương mặc quân phục, ngồi trên sofa. Đối diện ông ta là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi. Người đàn ông này khoác trên mình một bộ âu phục, ông ta có khuôn mặt hình thoi và mái tóc ngắn, ngón tay của ông ta nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn tạo nên giai điệu rất có tiết tấu. Anh Tiêu Giao, tôi thấy anh có hơi quá đáng rồi đó. Người đàn ông lên tiếng, giọng điệu mang theo ý trách cứ tiêu giao vương điềm tĩnh nhìn vị khách không mời mà đến trước mặt, rồi thản nhiên nói chẳng hay ý anh Điền là đang nói về cái gì. Người đàn ông trước mặt đây tên là Điền Long, là một quan chức cấp cao ở Kinh Đô. Ông ta không phải người trong giới quân sự, mà là người của giới chính trị. Địa vị của ông ta cực cao, có thể sánh ngang với ngũ đại soái. Điền Long nói thẳng, Giang Thần đã tạm rời cương vị công tác, không còn là Hắc Long, không còn là một trong ngũ đại soái, vậy mà tiêu giao vương lại ra tay giúp đỡ giang thần, chẳng lẽ anh không biết có biết bao kẻ muốn cậu ta chết? Tiêu giao vương nhìn Điền Long, rồi nói, ừ thì tôi không biết thật mà, chẳng lẽ anh Điền đây muốn giang thần chết, mặc dù cậu ta đã cách chức, nhưng dầu gì cũng từng lập vô số chiến công, bảo vệ biên giới Nam Hoang nhiều năm, là chiến thần của nước Trung Quốc chúng ta, hơn nữa cậu ta còn đang cầm hình kiếm trong tay, không giữ chức nhưng vẫn chẳng khác gì đang giữ chức. Bộp, sắc mặt Điền Long lập tức trầm xuống, ông ta vỗ bàn một cái giọng nói lạnh lùng cất lên tiêu giao vương tôi cảnh cáo anh chuyện của giang thần tốt nhất là anh đừng có sen vào kẻo rước họa vào thân bằng không ông trời cũng không cứu được anh ngang ngược tính tiêu giao vương cũng nóng dám nổi quạo trước mặt ông ta ông ta càng nổi quạo hơn ông ta đứng lên quát điền long đây là giang trung một phần ba đất này là địa bàn của tôi tất cả do tôi định đoạt được lắm điền long lạnh lùng nhìn tiêu giao vương không muốn nói nhiều mà lập tức xoay người rời đi. Sau khi ông ta rời đi, tiêu giao vương mới ngồi xuống. Những lời giang thần nói ngày hôm qua vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Ông không ngờ nhanh như vậy đã có người tìm tới cửa. Điền Long là quan chức cấp cao trong cơ quan đầu não của chính phủ Kinh Đô. Ông ta là trưởng ban hành chính, quản lý mọi viên chức, có thể nói là dưới một người mà trên ngàn người. Điền Long tìm tới cảnh cáo ông, bảo ông đừng để tâm tới chuyện của giang thần xem ra kinh đô loạn thật rồi sắc mặt ông ta có chút âm u điền long vừa rời đi không lâu thì lại có người tới tìm ha ha anh tiêu dao muốn gặp anh có tí mà khó còn hơn lên trời nữa mới ló đầu tới cửa chút xíu thôi mà đã bị chặn lại rồi tiếng cười của ai đó vang lên vừa thấy người tới thì sắc mặt tiêu dao vương lại càng trở nên nghiêm trọng người này mặc áo khoác đen đội mũ lưỡi chai đen và đeo cả kính dâm. Thiên tử, sao anh lại đến Giang Trung? Tiêu Giao Vương nhìn người đàn ông xuất hiện ở phòng làm việc của mình và hỏi với sắc mặt nghiêm trọng. Người tới không ai khác mà chính là người đứng đầu ngũ đại soái thiên tử, cũng chính là đại nguyên soái của Trung Quốc, chịu trách nhiệm quản lý tất cả quân sĩ. Thấy Tiêu Giao Vương đứng đầu năm quân thế thôi, nhưng một khi thiên tử đã ra lệnh thì đến cả Tiêu Giao Vương cũng phải ngoan ngoãn điều quân theo ý của ông ta. Tuy nhiên, Thiên tử vẫn không cách nào điều động quân Hắc Long, bởi vì quân Hắc Long cực kỳ đặc biệt. Đây không phải quân đội biên chế trong nước, mà là quân đội trấn thủ biên cương. Quân Hắc Long chỉ nhận lệnh của Hắc Long. Hắc Long tiền nhiệm đã tử trận, quân Hắc Long cũng từ đó mà không có chủ soái, mãi đến khi Giang Thần xuất hiện và rồi lúc này, anh mới trở thành chủ soái tân nhiệm của quân Hắc Long. Thiên tử đi tới và ngồi xuống ghế sofa, hai chân vắt chéo thấy sắc mặt tiêu giao vương có chút âm u bèn cười nói, sao vậy, lẽ nào anh tiêu giao đây không chào đón tôi? Làm gì có? Sắc mặt tiêu giao vương dịu lại, ông ta cười hỏi, thiên tử anh bận rộn, một ngày trăm công ngàn việc, sao không ở kinh đô lo việc mà chạy tới Giang Trung này làm gì? Thiên tử cười đáp, cũng chẳng có gì, chẳng qua là Giang Trung sắp diễn ra đại hội y học, mà giờ biên cương cũng thái bình. Nên tôi tự thưởng cho bản thân nửa tháng nghỉ ngơi để đến thành phố Giang Trung thăm thú, nói chung là để xem sự kiện thường niên của nước Trung Quốc chúng ta ấy mà, sẵn tiện thăm luôn ông bạn cũ. Thiên tử nói thì nói vậy, nhưng tiêu giao vương thừa biết rằng thiên tử đến Giang Trung không phải chỉ để mua vui. Tiêu giao vương không nói gì, chỉ ngồi xuống một bên. Thiên tử nói tiếp, à đúng rồi, tôi nghe nói Hắc Long chưa chết mà đang có mặt ở Giang Trung, lại còn là con rể của nhà họ đường. Đêm qua, cậu ta còn gọi điện thoại cho anh, bảo anh đích thân điều quân giúp cậu ta giải quyết phiền phức nữa mà nhỉ. Tiêu giao vương đính chính, không phải đích thân điều quân giúp cậu ta giải quyết phiền phức, mà là nhận được tin báo có tổ chức phi pháp tụ tập. Tiêu giao vương, anh quản hơi nhiều rồi đó, giờ anh đã là tổng soái của năm quân khu lớn, những chuyện đó là nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát phố trang khu vực. Tôi hy vọng sau này anh bớt bao đồng lại, đừng làm việc tùy tiện thế nữa. Nếu không, một khi bị truy cứu trách nhiệm thì chính là tội lớn, nói một cách nghiêm trọng thì mũ quan của cậu khó mà giữ được. Tiêu giao vương hiểu rằng mục đích thiên tử tới đây là để hỏi tội ông. Lý do cùng là vì ông đã giúp giang thần. Đối mặt với chất vấn của thiên tử, tiêu giao vương thản nhiên nói, lực lượng cảnh sát vũ trang ấy hả? Bọn họ dám quản chuyện của thương minh năm tỉnh sao? Thương minh năm tỉnh ngang ngược hoành hành khắp năm tỉnh, một tay che trời suốt bao năm qua, tôi không đào sâu gốc dễ là đã nể mặt thế lực đó lắm rồi. Tiêu giao vương, thế cục bây giờ khác rồi hy vọng anh biết chút thức thời thiên tử cũng không nhiều lời vừa dứt lời ông ta đã cầm lấy mũ trên bàn và đứng lên rời đi sau khi ông ta rời đi tiêu giao vương mới lấy điện thoại gọi cho giang thần cậu đang ở đâu mới rời khỏi bệnh viện quân khu sao vậy chờ đó tôi lập tức tới gặp cậu tiêu giao vương cúp điện thoại sau đó thay đồ bình thường rồi ra ngoài giang thần đang chờ ở cửa bệnh viện quân khu Khoảng 20 phút sau, một chiếc xe thương vụ bình thường xuất hiện trước mặt anh, cửa kính xe hạ xuống, tiêu giao vương vẫy tay, lên xe. Sau khi Giang Thần lên xe, tiêu giao vương lấy một điếu thuốc đưa cho anh. Giang Thần nhận lấy và hỏi, sao vậy, có chuyện à? Sắc mặt tiêu giao vương trông rất nghiêm trọng, nói, hôm nay có người tới tìm. Hả? Giang Thần nghe vậy thì có chút hứng thú, anh hỏi, ai vậy? Điền Long trưởng ban hành chính, còn có cả thiên tử nữa. Giang thần cười nhẹ, chuyện này đã nằm trong dự đoán của anh. Tiêu Giao Vương nói tiếp, hai người này lần lượt đại diện cho chính trị và quân đội, bọn họ đồng thời cảnh cáo tôi bớt lo chuyện của cậu lại. Ừ, Giang thần gật đầu và nói, chuyện này cũng nằm trong dự đoán, sắp tới ông cũng đừng quan tâm chuyện của tôi nữa. Tiêu Giao Vương khó hiểu, ông ta hỏi, tôi chỉ tự hỏi, tại sao lúc cậu chưa rời trước thì không chống đối cậu, mà đến khi cậu rời trước thì lại chống đối. Giang thần liếc nhìn tiêu giao vương rồi nói, không hiểu sao ông ngồi lên vị trí ngũ đại soái được luôn á, công nhận hay thật ấy chứ. Đạo lý đơn giản như vậy mà ông cũng không hiểu, ông cứ từ từ suy ngẫm đi, chừng nào ông ngẫm ra là hiểu liền à. Nói xong, Giang thần mở cửa xe bước xuống. Tiêu giao vương ngồi trên xe hút thuốc. Ông đang suy nghĩ, suy nghĩ những lời Giang thần nói, và ngẫm nghĩ những lời của Điền Long và Thiên Tử. Ông là quân nhân, chỉ có cho mình nhiệt huyết, chưa bao giờ nghĩ tới mưu mô, cũng chẳng quan tâm đến chuyện chính phủ, cho tới nay, ông luôn giữ khuôn phép, phấn đấu sức lực xây dựng quốc gia. Nhưng ông ta cũng không ngốc, chỉ cần suy nghĩ thấu đáo một chút là có thể hiểu ra ngay. Ông nghĩ tới sự đặc biệt của quân Hắc Long. Quân Hắc Long được thành lập từ 30 năm trước, đây là quân đội độc lập với bất kỳ quân khu nào, quyền lực rất lớn, hơn nữa chủ soái Hắc Long qua các nhiệm kỳ đều được kế thừa hình kiếm ông nghĩ tới cái chết của đại tướng Hắc Long tiền nhiệm. Đây là chuyện của 10 năm trước. 10 năm về trước, chủ soái đầu tiên của quân Hắc Long tử trận, thế lực của nhà nước Trung Quốc lần nữa gột rửa. Nghĩ tới đây, cuối cùng Tiêu Giao Vương cũng hiểu rồi. Giang thần nói rất đúng, nhất định phải chọn phe. Cuối cùng, ông ta cũng đã hiểu phe cánh mà Giang thần muốn ám chỉ là gì. chương 223, tại sao người cưới em là anh? Giang thần trở về. Cùng lúc đó, thành phố mới thời đại khoa, phố ẩm thực, một nhà hàng mới mở. Trong phòng riêng, hứa tinh nhìn đường sở sở và hỏi, sở sở, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Quang chết là thế nào? Ngụy Chi sao lại bị đánh đến nhập viện, đến giờ còn đang trong tình trạng hôn mê, tớ nghe nói xương của anh ta gãy hết cả rồi, hơn nữa, còn. Cô ngắt lời, sau đó nói khẽ còn biến thành thái giám nữa. Hả? đường sở sở sửng sốt, thật hả, cậu nghe tin này ở đâu vậy, có chính xác không đó? Vô cùng chính xác, chính miệng người nhà họ ngụy tiết lộ đàng hoàng. Tớ, tớ đâu có hay biết gì đâu. Đường sở sở cảm thấy khó hiểu. Lúc sáng, Giang thần đánh ngụy chi thì cô biết, nhưng đến tối rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì quả thật cô không biết. Cô chỉ biết là Giang thần gọi điện báo cho quân đội, tiêu giao vương điều quân, ngụy quang chống quân lệnh nên bị nổ súng bắn chết. Sở sở, cậu đừng giấu tớ, tớ nghe nói, nhà họ ngụy cho người bắt cậu và đường tùng, ngay cả quân đội cũng ra mặt. Hứa tinh, tớ thật sự không biết, đúng là tớ đã bị bắt, nhưng là giang thần gọi báo cho quân đội, rồi tiêu giao vương điều quân, còn những chuyện cụ thể sau đó thì tớ thật sự không biết. Giang thần chồng cậu ấy hả? Ừ đúng rồi, đường sở sở gật đầu. Hứa tinh không tin, cái thứ vô tích sự như anh ta mà có thể báo án tới tai quân đội hả, hơn nữa chút chuyện nhỏ này sao có thể làm phiền đến tiêu giao vương đích thân xuất binh. Đường sở sở lắc đầu, mình cũng không biết nữa. Cô cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nên lãng sang chủ đề khác. Cô hỏi, à mà, tớ nghe người ta đồn là hắc Long chết rồi, vậy tin này là thật hay giả? Nghe vậy, sắc mặt hứa tinh trầm hẳn. Giang thần chủ tịch tập đoàn Giang Long chính là hắc Long, cũng là bạn trai cũ của cô ta, mấy năm nay cô ta vẫn luôn nhớ nhung Giang thần. Hai, cô ta thở dài chắc đây là số trời rồi tớ và anh ấy không có kết quả hứa tinh xin lỗi cậu nhưng tớ và anh ấy thật sự không có gì cả không phải như người ta đồn tớ và anh ấy không có lên giường với nhau thật không đó những lời này của đường sở sở ngay cả hứa tinh cũng không tin cô ta là phụ nữ cô ta vô cùng tin vào trực giác của mình không lâu trước trước cửa tập đoàn giang long cô ta đã thấy giang thần bắt gặp ánh mắt chiều mến yêu thương giang thần dành cho đường sở sở, đó chính xác là ánh mắt của kẻ si tình. Bỏ đi, dù sao người ta cũng chết rồi, đừng nhắc tới chuyện đau lòng này nữa, đừng để một gã đàn ông ảnh hưởng đến tình cảm chị em chúng ta. Người chết ngủ yên, người còn sống thì phải cố gắng sống tiếp. À mà, tối nay có một buổi họp lớp, cậu cũng tới góp vui nha, dù sao cũng lâu rồi chưa gặp lại các bạn học cũ. Không được, đường sở sở khẽ lắc đầu. Khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, hiện tại nhà họ Đường còn gặp phải nguy cơ phá sản, cô còn tâm tư đâu mà đi họp lớp. Nhưng tớ đã lợi dụng rất nhiều quan hệ để mời Thái Khôn đến biểu diễn, hơn nữa tớ còn tổ chức cùng với bạn học của Giang Thần, sau buổi họp lớp sẽ đến ngoại ô thành phố, lập cho anh ấy một tấm bia, coi như tiến anh ấy một đoạn. Nghe vậy, Đường Sở Sở cũng siêu lòng. Thái Khôn là thần tượng của cô, cô rất yêu mến anh Thái Khôn tiến hắc long giang thần một đoạn đường thì sao có thể thiếu cô trong khoảng thời gian này hắc long giang thần đã giúp cô rất nhiều nghĩ ngợi một lúc cô khẽ gật đầu vậy được thôi hứa tinh nói địa điểm tụ họp là làng long tuyền sau buổi họp lớp tối nay chúng ta sẽ nghỉ lại làng long tuyền một đêm đến sáng mai mới đi lập bia cho giang thần nói xong sắc mặt cô ta có chút gượng gạo cô ta đính chính à thì ý tớ là hắc long giang thần chứ không phải ông chồng giang thần cùi bắp của cậu. đường sở sở cười, cô cũng không để trong lòng. cô hỏi đúng rồi, có thể dẫn người nhà theo không? chuyện này thì hứa tinh hơi nhíu mày. trên lý thuyết mà nói, buổi họp lớp này có thể dẫn theo người nhà. nhưng cô ta lại không muốn đường sở sở dẫn giang thần đi cùng, bởi vì cô ta đã xem xét chọn cho đường sở sở một anh bạn trai trong số bạn học, tuy kém hơn ngụy chi nhưng so với tên rác rưởi giang thần thì cũng hơn gấp vạn lần. Sau một lúc suy nghĩ, cô ta nói, cậu muốn dẫn ai thì cứ dẫn. Ok, cảm ơn cậu, đường sở sở mỉm cười. Sau khi cô và hứa tinh hẹn thời gian gặp nhau xong thì trở về nhà. Khi về đến nhà, Giang thần đã trở về. Ông xã, để em kể anh nghe một chuyện. Ừ, em nói đi. Đường sở sở nói, hứa tinh tổ chức một buổi họp lớp với mấy đứa bạn cấp 3, em định đi ừm đi thì đi còn có cái gì thì em cứ nói đi ấp a ấp úng làm gì đường sở sở nói bọn em sẽ ở lại làng long tuyền một đêm sáng hôm sau sẽ ra ngoài ô thành phố lập cho hắc long một tấm bia coi như là tiễn hắc long đoạn đường cuối cùng phụt giang thần đang uống nước nghe vậy anh cười sặc cả ra lập bia cho hắc long đứa âm binh nào hay ra trò này vậy là là hứa tinh đường sở sở có chút ngượng ngùng Cô sợ Giang Thần tức giận nên vội vàng nói, vì, vì 10 năm trước Hắc Long là bạn trai của Hứa Tinh. Giang Thần vuốt cằm, lập bia cho anh. Anh còn chưa chết kia mà. Anh cũng không tiếp tục truy hỏi. Ừ, vậy em đi đi. Em định dẫn anh đi cùng. Cũng được, Giang Thần gật đầu, đường sở sở rất đẹp, một mình ra ngoài không an toàn, anh lo lắng, vậy nên phải đi theo mới có thể yên tâm. Hai người ở nhà, ăn cơm chưa? sau khi nghỉ ngơi một lúc thì rời đi. Giang thần lái chiếc xe Volkswagen trị giá 200 triệu nhân dân tệ mà đường Tùng sở hữu trước đó đi, bởi vì chiếc Maserati và chiếc Ferrari phiên bản giới hạn trong nhà đều đã bị tòa án tịch thu, chuẩn bị đấu giá. Sau khi lên đường, sở sở gọi cho hứa tinh báo rằng mình đã xuất phát. Hứa tinh là người khởi xướng buổi họp lớp này, nên lúc trưa sau khi cô ta tạm biệt đường sở sở, thì đã bắt đầu đến làng Long Tuyền. Trên đường đi, Đường Sở Sở kể, lần này, ngoại trừ bạn học chung lớp của em thì còn có một vài bạn học của Giang Thần, 10 năm trước em học lớp B, còn Giang Thần học lớp A. Khi nhắc đến chuyện của 10 năm trước thì Đường Sở Sở bỗng trở nên thao thao bất tuyệt. 10 năm trước, Hứa Tinh được mệnh danh là hoa khôi học đường, còn Giang Thần thì là, anh cười cái gì? Ai nói anh đâu? Ý em là Giang Thần của tập đoàn Giang Long, Hắc Long Giang Thần. Không, anh đâu có cười gì đâu, em nói tiếp đi. Giang Thần nhịn cười. Đường Sở Sở nói tiếp, con bé Hứa Tinh này quen với Giang Thần cũng không thèm kể em nghe một tiếng, nếu không phải lần này cô ấy quay về thì em cũng không biết, hơn nữa em cũng không ngờ bạn trai của Hứa Tinh lại là Hắc Long, chính là người luôn luôn âm thầm giúp em suốt thời gian qua. Nói xong, cô nhìn Giang Thần. Anh cũng biết Hắc Long luôn âm thầm giúp em mà nhỉ? Giang Thần sờ sờ mũi, cũng không phủ nhận. Trước đây, sau khi em bị tiêu chiến bắt, Hắc Long đã cứu em là anh ấy báo cho anh biết đúng không? Đường Sở Sở của trách, vậy sao anh không nói sớm cho em biết? Giang Thần chỉ cười cười, chứ không nói nhiều. Đúng rồi, anh cũng từng là tướng quân Nam Hoang, từng cộng sự với Hắc Long mà, anh kể chuyện của anh ấy cho em nghe đi. Giang Thần bảy phần bất lực. Kể chuyện của mình, nhưng kể chuyện gì mới được? Em muốn biết chuyện gì? Đường Sở Sở suy nghĩ rồi nói, ai cũng đồn anh ấy cái thế vô song y thuật có một không hai, anh kể về chuyện này đi. Giang thần cũng không biết phải nói gì. Nhưng đường sở sở hiếu kỳ như vậy, nên ít nhiều gì anh cũng phải kể đôi chút. Người đời chỉ biết thực lực anh ấy cái thế vô song, nhưng không ai biết anh ấy đã phải chịu bao nhiêu đau khổ mới có được nó. Em biết không, trong lúc binh lính của anh ấy đang nghỉ ngơi, thì anh ấy lại vác trăm ký trên lưng rồi chạy bộ xuyên núi. Hằng ngày, quân Hắc Long phải tham gia huấn luyện 5 tiếng đồng hồ, nhưng riêng Hắc Long thì là 15 tiếng đồng hồ. Thù hận còn nặng trên vai anh ấy, anh ấy muốn báo thù. Anh ấy thẹn với một cô bé, là cô bé đã kéo anh ấy ra khỏi vụ hỏa hoạn, nhưng rồi anh ấy lại không màng đến an nguy của cô bé ấy, mà chỉ lo nhảy xuống sông. 10 năm nay anh ấy vẫn luôn tự trách, anh ấy muốn bù đắp cho cô bé ấy. Đường sở sở biết cô bé mà Giang Thần nói là mình. Cô không ngờ Hắc Long lại có nhiều chuyện như vậy giang thần tiếp tục nói hắc long chinh chiến xa trường vừa để trở về trong vinh quang vừa để báo thù và cũng vừa để báo ân bù lại những thiệt thòi mà anh đã nợ cô bé năm xưa nói xong khóe mắt giang thần bắt đầu thấy cay cay nhớ lại những gì anh đã trải qua trong suốt những năm qua anh thật sự rất muốn hỏa khóc đường sờ sờ thì ngờ vực anh là cấp dưới của hắc long có chuyện gì anh ấy cũng kể cho anh thế tại sao người cưới em không phải là anh ấy mà là anh vừa nói xong cô đã hối hận mà vội vàng giải thích chồng à em không hề có ý gì khác anh đừng có để bụng giang thần cười anh nói anh lấy em tất cả đều là trùng hợp anh vừa bị giáng chức trở lại thành phố giang trung thì hay tin nhà họ đường kén rể biết được cô dâu là em lại chợt nhớ đến cô gái đã cứu mạng chủ soái mà anh ấy từng kể chủ soái đối xử với anh không tệ anh ấy luôn muốn bù đắp cho cô bé năm xưa với cả anh cũng không nhẫn tâm nhìn em bị người khác ăn hiếp cho nên anh quyết định ở rể nhà họ đường, cam tâm tình nguyện chịu đủ mọi uất ức trong nhà họ đường mà không một lời oán thán, tất cả là vì muốn báo đáp ơn chi ngộ của Hắc Long. Đường sở sở nói, cuối cùng đường sở sở cũng biết tại sao Hắc Long giang thần biết cô đã kết hôn, biết tại sao anh ấy không cưỡng cầu cô. Thì ra là bởi vì chồng của cô Giang Thần của hiện tại chính là cấp dưới của Hắc Long Giang Thần, anh ấy không muốn làm ra chuyện đập chậu cướp hoa, nhất là khi đó là hoa của cấp dưới mình. Giang Thần cười cười, không nhiều lời, mặc cho Đường Sở Sở nghĩ như thế nào thì nghĩ. Chờ giải quyết xong những chuyện phiền phức hiện tại, đợi đến khi Trung Quốc hoàn toàn yên ổn thì anh sẽ công bố tất cả. Đến lúc đó anh sẽ chính thức ở ẩn, cùng Đường Sở Sở tổ chức một hôn lễ hoành tráng chấn động thế giới. Chương 224, lớp A, lớp B ganh đua nhau. Làng Long Tuyền là địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Giang Trung. Sâu trong núi Long Tuyền thuộc Giang Trung có một suối nước nóng thiên nhiên đây là thánh địa nghỉ dưỡng được nhiều kẻ nhà giàu lui tới. Vì để tổ chức buổi họp lớp này, hứa tinh đã mạnh tay chi hẳn vài triệu nhân dân tệ bao trọn Long Tuyền, đồng thời cũng chi ra rất nhiều tiền để mời Thái Khôn đến biểu diễn. Biết trong buổi họp lớp được bao ăn, bao ở, còn có thể được nghe minh tinh hát miễn phí, những bạn học cả hai khối lớp của trường Giang Trung 10 năm trước đều tới đông đủ. Kẻ nghèo thì đến ăn trực, uống chùa. Kẻ giàu thì đến để nhân cơ hội này khoe mẽ, thể hiện cho bạn học thấy bây giờ mình có bao nhiêu tiền, thành công thế nào. Những bạn học lớp A sau khi biết giang thần của lớp bọn họ chính là Hắc Long, sau buổi họp lớp sẽ lập bia và lễ truy điệu cho giang thần, thì đều tới tham gia. Giang thần và đường sở sở xuất phát khá trễ. Lúc đến làng Long Tuyền thì đã hơn 4 giờ chiều. Bên ngoài làng Long Tuyền đã tập hợp được kha khá người. Những người này đều là những bạn học đến sớm. Bọn họ chia làm hai nhóm, một nhóm lớp A, và một nhóm lớp B. Mặc dù năm đó cũng từng học chung trường, nhưng 10 năm trôi qua, dường như không còn nhớ mặt nữa, chỉ còn nhớ những bạn cùng lớp. Hơn nữa hàng năm mỗi lớp đều có học mặt, nên mọi người cùng lớp cũng nhớ mặt nhau. Có người đến nữa rồi kìa. Ai vậy? Wow, nhìn con Lamborghini có giá hơn 5 triệu nhân dân tệ kia kìa, chắc đây là chiếc sang trọng nhất từ nãy tới giờ. Là ai vậy ta? Là người lớp A hay lớp B? hai nhóm người đứng bên ngoài sơn trang, nhìn chiếc xe ở xa đang lái tới, khẽ thầm thì. Chiếc xe thể thao Lamborghini chạy đến và dừng ở bãi đậu xe trước cửa, một chàng trai anh Tuấn thoạt nhìn khoảng 27-28 tuổi mặc vest sang trọng xuống xe. Đây, đây không phải là ngô tử thông của lớp B sao? Đúng là tử thông của lớp chúng ta. Nghe nói giờ cậu ta có tiền dữ lắm, tự mình mở công ty, hàng năm kiếm lợi lên tới vài tỷ đồng. Người của lớp B vui vẻ bước ra chào hỏi Ngô Tử Thông. Còn người của lớp A thì lại là tỏ ra vẻ mặt thất vọng. Nhiều người tới như vậy, nhưng những người có tiền đều là người của lớp B. Xe tốt nhất của lớp bọn họ cũng chỉ có giá 200.000 nhân dân tệ, một cái bánh xe của người ta đã bằng chiếc xe của họ rồi. Người lớp B nhìn hai mươi mấy người lớp A với thái độ khinh bỉ. Người lớp A thật kém cỏi làm sao, một người trong lớp B lên tiếng bằng thái độ cợt nhả lập tức có người hùa theo, đúng vậy, được cái nghèo kiếp sát giống nhau, tôi cảm thấy hơi bực rồi đó, chẳng biết lớp trưởng hứa gọi mấy người lớp A tới làm gì. Người lớp A nghe thì muốn phản bác, nhưng biết phản bác bằng cái gì bây giờ. Lúc này, một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, mặc quần áo bình thường đứng dậy, anh ta phản bác, chúng tôi tới để tham gia lễ truy điệu của Hắc Long, chứ không phải tới tham gia họp mặt, ai nói người lớp chúng tôi kém cỏi. Lớp chúng tôi có Hắc Long. Đúng đó mấy người các cậu biết hắc Long là ai không? Cậu ấy là một trong ngũ đại soái của Trung Quốc, là chiến thần hộ quốc của nước ta, các cậu lấy gì để so với hắc Long lớp chúng tôi? Người của lớp A lập tức vồ dậy. Người của lớp B cũng không chịu yếu thế. Lấy người chết ra khoe tưởng ngon lắm hả? Tôi thừa nhận hắc Long rất lợi hại, nhưng ai biết hắc Long có thật sự là giang thần, tất cả chỉ là đồn đoán, chưa hề được phía nhà nước chứng thực. Lớp A các người đừng lấy vị anh hùng trong lòng tôi ra làm màu nữa, Hắc Long là chiến thần hộ quốc của nước ta, là anh hùng trong lòng tôi, tôi không cho phép các người vấy bẩn anh ấy." Một cô gái xinh đẹp lên tiếng tức giận. Trong lúc hai lớp đang tranh cãi ồn ào thì một chiếc xe Volkswagen cũ nát xuất hiện. Một chiếc xe Volkswagen bình thường không khiến mọi người chú ý. Nhưng khi nhìn thấy người xuống xe, hai mắt của họ đều sáng lên. "Đường Sở Sở năm đó tôi biết đây sao?" "Wow!" Đường sở sở, đây chính là cô gái xinh đẹp được giới truyền thông năm đó gọi là mỹ nữ năm ngàn năm khó gặp, là cô gái đẹp nhất Giang Trung. Quả không hổ danh, thật sự quá đẹp, khí chất cũng suốt trần. Các bạn lớp B vây quanh, ai ai cũng vui vẻ chào hỏi đường sở sở. Đường sở sở cũng chào hỏi bọn họ. Tuy đã 10 năm không gặp, nhưng cô vẫn có thể nhận ra kha khá, khá bạn. Giang thần thì không ai để mắt đến. Anh cũng không tham gia với người của lớp B anh nhìn thấy cách đó không xa có hai mươi mấy bạn học lớp a khuôn mặt của họ đều có nét khác theo thời gian nhưng anh vẫn có thể nhận ra vài người trong số đó anh lia mắt tìm người anh em trí cốt xưa trong đám bạn cũ năm đó thành tích học tập của anh rất tốt còn giỏi về nhiều mặt nên cũng có kha khá anh em tốt nhưng người bạn tốt nhất phải kể đến lâm tử minh trong đám đông anh bắt gặp lâm tử minh trong bộ trang phục khá tầm thường trông như bác nông dân anh đi tới định chào hỏi nhưng khi đi được nửa đường thì lại vòng về. Bởi vì hiện tại anh không phải là giang thần của 10 năm trước, mà là giang thần con rể nhà họ đường. Sở sở, cậu khỏe không, cậu còn nhớ mình không, mình là Ngô Tử Thông, chính là tên mập năm đó theo đuổi cậu nè. Ngô Tử Thông nhìn thấy đường sở sở thì sáng bừng hai mắt, anh ta đi qua và giới thiệu bản thân một cách đầy tự hào, năm đó đúng là mình rất nghèo, cũng rất mập, nhưng qua 10 năm cố gắng phấn đấu, hiện tại mình đã tự mở được công ty, hàng năm kiếm được vài tỷ, hơn nữa hiện tại mình cũng hết mập rồi, quan trọng hơn là mình còn độc thân. Ừm, đường sở sở chỉ khẽ gật đầu cho có lệ. Đường sở sở, một giọng nói truyền đến. Đường sở sở nghe tiếng gọi thì quay lại và thấy một cô gái đang nắm tay anh chàng điển trai đi tới. Cô bước tới, gọi một tiếng tĩnh ân. Cô gái này chính là Kim tĩnh ân. Còn người đàn ông mà cô ta dẫn theo tên là Hứa Khung, là người hứa ra ở Giang Bắc lúc trước khi ở giang bắc đường sở sở đã gặp hai người họ đường sở sở vui vẻ chào hỏi nhưng kim tĩnh ân lại mặt lạnh lùng vung tay cho cô một cái tát chát âm thanh chua chát của cái tát vang lên trên khuôn mặt đường sở sở lập tức hiện lên dấu tay màu đỏ cái tát này đã khiến cho đường sở sở ngứa người tĩnh ân cậu đường sở sở con tiện nhân kim tĩnh ân lại tát thêm một cái cô ta quát to bởi vì mày mà hai người nhà họ hứa bị đánh trọng thương một trong số đó còn trở thành tàn phế sắc mặt hứa khung cũng trở nên tối sầm cũng tại con khốn này nên hứa vi và hứa áo mới bị đánh cho tàn phế ban đầu anh ta cũng nghĩ chồng của đường sở sở tức giang thần chính là hắc long nhưng bây giờ tin tức truyền ra hắc long là một người khác hoàn toàn không phải chồng của đường sở sở mà là người con trai năm xưa đường sở sở cứu chẳng qua là trùng tên giang thần mà thôi hiện tại hắc long đã chết Đường Sở Sở đã không còn chỗ dựa. Hai người bọn họ không nể mặt Đường Sở Sở chút nào. Toàn cảnh vừa rồi đã bị nhiều bạn học nhìn thấy. Bọn họ ai nấy cũng thắc mắc khó hiểu, chuyện gì thế này? Giang Thần đi tới, vừa lúc nhìn thấy Đường Sở Sở bị đánh, còn bị tát tận hai cái liên tục, anh trầm mặc bước tới. Kim Tĩnh Ân giơ tay lên định tát cái thứ ba. Giang Thần nhanh chóng tiến lên ngăn cái tát của cô ta, anh chụp tay cô ta rồi vung tay tát lại cô ta. Chát, một cái tát, âm thanh của nó rất vang. Cả người Kim Tĩnh Ân xoay ngang tại chỗ, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, lẫn trong máu còn có mấy cái răng. Giang. giang Thần không thèm do dự chỉ vì cô ta là phụ nữ, anh nhấc chân đá một cái. Kim Tĩnh Ân bị đá ngã xuống đất. Vợ của tôi mà cũng dám đánh, tưởng tôi chết mất xác rồi hay gì? Sắc mặt Giang Thần vô cùng máu lạnh. Kim Tĩnh Ân bị đánh đến ngẩn người, cô ta bị đá ngã xuống đất tất chân màu đen bị rách, da thịt nứt ra, cơn đau khủng khiếp kéo đến khắp người. Bị tát vào miệng, khoang miệng càng đau hơn cả, đau đến nỗi cô ta khóc lớn, chồng, giết nó đi. Hứa khung giận dữ, hét lớn, vệ sĩ đâu, giết nó cho tao. Anh ta là người của hứa ra, khi ra ngoài luôn đưa theo vệ sĩ bên mình. Lập tức có bốn người đàn ông cao to vạm vỡ vào tới. Các bạn học xung quanh thấy vậy thì sợ hãi lùi về sau chương 225, Kim Tĩnh Ân độc ác. Bốn tên vệ sĩ đều nặng hơn trăm ký, cánh tay còn lớn hơn vòng eo người bình thường. Mấy người này vừa đi ra, cơ bắp trên người đã run run, khiến nhiều người chết khiếp. Người lớp A thì nhào vô hóng chuyện, người lớp B thì né cho xong chuyện. Anh à, đừng có đánh lộn, đường sở sở kéo giang thần, cô lo anh lại không khống chế được, càng đánh người thì sẽ lại càng đắc tội nhà họ hứa, như thế rất phiền phức giang thần nhìn đường sở sở cười nghe lời em vậy thấy hai người ân ái mặn nồng vẻ mặt ngô tử thông trầm hẳn anh ta từng theo đuổi đường sở sở nhưng hồi cấp ba anh ta học không giỏi gia cảnh cũng không giàu có đường sở sở thấy anh ta rất chướng mắt đến nay có dịp gặp lại anh ta đã tự mở công ty kiểm được nhiều tiền là ông chủ bạc tỷ anh ta nghĩ chỉ những người thành công như anh ta mới có thể xứng đôi với đường sở sở bây giờ đường sở sở gặp nạn anh ta cũng phải cố gắng biểu hiện một chút tranh thủ buổi họp lớp này theo đuổi được đường sở sở anh ta đi tới nói một cách thân thiện cậu hứa đường sở sở là cô gái tôi xem trọng mong anh nể mặt mô tử thông tôi con mẹ nó mày là thằng đéo nào hứa không đưa tay tát một cái dám đánh người phụ nữ của anh ta dù là bố con thằng nào thì cũng phải trả giá đắt mô tử thông bị đánh đến đứng hình phải vài giây sau mới kịp phản ứng, cậu hứa, tôi là người sáng lập công ty tia sáng. Cút, hứa không nhấc chân đá cho anh ta một phát. Toàn cảnh diễn ra dưới sự chứng kiến của nhiều người. Đặc biệt là người lớp A, ai nấy cũng nín nghẹn, muốn cười thật to nhưng vẫn cố nhịn. Mô tử thông này cố ý khoe khoang nhưng hứa không lại không cho cậu ta chút mặt mũi nào. Kim Tĩnh Ân đã đứng dậy, tất chân của cô bị rách, da đùi cũng bị chảy xước, mặt đều sưng đỏ, khóe miệng còn vết máu, Vẻ mặt cô ta giữ tợn đáng sợ, giống như một người người đàn bà tranh chua. Đường Sở Sở, tao cho mày biết, mày tiêu rồi, thằng chồng rác rưởi của mày cũng tiêu rồi. Đường Sở Sở xin lỗi, Tĩnh Ân, xin lỗi cô, đây là hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, mong cô niệm chút tình cảm xưa, xin đừng truy cứu. Tình cảm? Kim Tĩnh Ân lạnh lùng nói, tôi với cô thì có cái gì mà tình cảm? Nói xong, cô tạo hòa khóc nhìn Hứa Khung, anh Khung, anh phải xả giận cho em. Hứa không lập tức nghe theo, đánh gãy hai chân nó. "Vâng thưa cậu Hứa." Bốn vệ sĩ nhìn Giang Thần, từng khối thịt dày dặn của chúng run lên, chúng nắm chặt tay, khớp xương kêu rắc rắc. Tất cả mọi người đều cho rằng Giang Thần sắp tiêu rồi. "Làm gì vậy hả?" Một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Mọi người nghe vậy thì quay sang và thấy Hứa tinh mặc đồ màu đỏ, vô cùng gợi cảm xinh đẹp đi tới. "Tình tình" Kim Tĩnh Ân khóc lóc kể lể, thằng chồng rất rười của đường sở đánh mình, cậu xem này, cậu mời loại người gì tới vậy? Hứa tinh nhìn chằm chằm giang thần, từ sâu ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét, cô ta lạnh lùng quát, giang thần, anh lập tức xin lỗi tĩnh ân, ngay. Tôi thật lòng xin lỗi cậu, đường sở sở vội vàng xin lỗi thay giang thần. Mình muốn anh ta quỳ xuống, đánh gãy hai chân của anh ta, lúc đó mới bỏ qua chuyện anh ta tát mình, kim tĩnh ân ngẩng đầu lên, vẻ mặt uất hận, sau đó xoay người nhìn hứa tinh, tinh tinh, không phải mình không nể mặt cậu, cậu nhìn mình đi, chân của mình đã bị xước hết rồi, mặt của mình thì bị đánh xương lên, răng cũng rụng mất mấy cái. Cô ta há miệng, trong miệng còn có máu tràn ra. Cô ta cầm khăn tay, không ngừng lau máu chảy ra từ miệng. Hứa tinh nhíu mày, cô không ngờ giang thần lại ra tay độc ác như vậy, ngay cả phụ nữ cũng không tha. Đứng nở ra đó làm gì, đánh cho tao, hứa khung lên tiếng vài vệ sĩ vung nắm đấm về phía Giang Thần. "Đừng." Đường Sở Sở đứng ra chắn trước người Giang Thần. Ngay lúc cô chắn trước người Giang Thần, những nắm đấm đó đã tiến tới gần sát. Cô nhíu chặt lông mày, từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng vài giây trôi qua, nắm đấm đó cũng chưa nện xuống người cô, cô trợn mắt há hốc mồm. Nắm đấm của mấy gã vệ sĩ đã bị Giang Thần đỡ lấy. Giang Thần đã đỡ được nắm đấm của một tên vệ sĩ, anh thản nhiên nói, nể mặt Sở Sở Tôi sẽ không làm khó dễ các người, lập tức cút, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Được, để tao coi coi mày không khách khí là không khách khí thế nào, đánh chết mẹ nó cho tao. Kim Tĩnh Ân lên giọng, cơn tức sục sôi lên não, nhưng tự hỏi tới giờ mà cô ta vẫn còn thể hiện. Cô ta hận đường sở sở đã lâu. Chính vì ả à đàn bà khốn kiếp như đường sở sở mà nhà họ Hứa mới phải gặp biết bao nhiêu phiền phức rắc rối. Bây giờ, chồng ả à khốn đó còn dám đánh mình? đúng là chán sống gã vệ sĩ thu nắm đấm về sau đó lại vung tay đấm về phía ngực giang thần cú đấm này rất mạnh và vô cùng khí thế chuyển động của nó kéo theo âm thanh vù vù như gió xé cho dù là một cái đầu trâu thì khi đối mặt chỉ sợ cũng phải chịu ngã giang thần không né tránh mà trực tiếp đón lấy hai quả đấm va chạm vào nhau rắc, âm thanh gãy rời của xương cốt vang lên vệ sĩ của hứa không đau đớn gào to vội vàng rút tay về vẫy vẫy bàn tay, đứng tại chỗ la hét. Khung cảnh vừa rồi khiến nhiều người hết hồn, choáng váng. Mà Giang Thần vội vàng ra tay, chỉ vài chiêu đã đánh bại ba gã vệ sĩ còn lại, đánh cho bọn họ nằm đo đất, rên đau thảm thiết. Giang Thần nhìn Đường Sở Sở với vẻ mặt đắc ý, vợ này, không làm mất mặt em chứ. Chồng của em xuất thân là quân nhân, mấy tên võ mèo này sao có thể là đối thủ của anh được. Giang Thần đang trông mong lời khen của Đường Sở Sở nhưng đường sở sở lại sụ mặt, cô đã nhắc nhở Giang Thần, bảo anh đừng ra tay. Anh giỏi quá ha, không phải em đã nhắc nhở anh đừng ra tay rồi sao, anh còn muốn gây bao nhiêu phiền phức, kéo bao nhiêu thù cho nhà họ đường nữa đây. Hả? Giang Thần ngây ngẩn cả người. Kẻ thù, nhà họ hứa ấy hả? Anh vốn chẳng xem nhà họ hứa ra gì. Hứa không thấy đám vệ sĩ của mình bị hạ đo đất, anh ta khó thở, giận dữ, rồi chỉ vào Giang Thần, thằng khốn, mày tiêu rồi, đường sở sở, nhà họ đường cô tiêu rồi. Hứa tinh đứng ra hòa giải, nể mặt mình chút đi mà, tới đây bỏ qua nha. Hứa khung quát, hứa tinh, cô bất ý chút vội đầu mà lên mặt làm bà cố nội người ta đi nha, cả nhà cô đã bị trục xuất khỏi nhà họ hứa từ khuya rồi, cô mà có mặt mũi gì. Kim tĩnh ân cũng góp lời, tình tình, không phải mình không nể mặt cậu, mà là đường sở sở và thằng giác giang thần này rất đáng ghét, chuyện này tốt nhất cậu đừng xen vào, nếu không tình cảm chị chị em em của chúng ta chấm dứt từ đây hứa tinh nhíu mày cô cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như này cô tức giận quát giang thần còn không may quỳ xuống xin lỗi cậu hứa xin lỗi tĩnh ân quỳ xuống xin lỗi chúng cũng xứng hả giang thần lạnh giọng cất tiếng không giết chúng đã là nể mặt sở sở lắm rồi ở phía xa xa đám bạn lớp a đều giơ ngón cái lên thằng nhóc này khá ngay cả người nhà họ hứa cũng không coi ra gì chẳng phải người ta đồn chồng của đường sở sở là một tên phế vật sao thế sao lại mạnh vậy được ảo thật đấy đúng đó đánh ngã bốn tên vệ sĩ ác đạn to như cái lu dễ dàng vậy mà sao có thể là phế vật được chứ người lớp a bàn tán xì xào giang thần anh bớt nói vài câu đi đường sở sở thật sự không muốn làm lớn chuyện lên nữa cô kéo giang thần ra phía sau rồi bước lên phía trước rồi kính cẩn cúi đầu xin lỗi cậu hứa tĩnh ân tôi thành thật xin lỗi việc này là lỗi của tôi là lỗi của giang thần tôi thay anh ấy xin lỗi hai người nếu hai người vẫn còn tức giận thì cứ đánh tôi đi được đường sờ sờ là cô tự nói đấy nhé đừng trách tôi không niềm tình cảm chị em xưa sắc mặt kim tĩnh ân sầm xuống cô ta móc một con dao sắc nhọn từ trong túi sách ra rồi lạnh lùng nói để tôi rạch mặt cô hai nhát việc này coi như xóa bỏ Đường Sở Sở sợ hãi lùi lại. Hứa Tinh cũng không nhịn được nữa, Tĩnh Ân, cô đừng có được nước làm tới. Giang Thần bước lên, bất lực nói, muốn gì cứ nhắm vào tôi, tôi thay Sở Sở chịu hai nhát dao của cô. Giang Thần suy yếu nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy tốt là không nên làm lớn chuyện. Cũng không phải anh sợ, chỉ là lúc này nhà họ Đường đang trong tình cảnh khốn cùng, không thể vùng vẫy. Anh bước lên, nhìn con dao trong tay Kim Tĩnh Ân, thản nhiên nói, hai đao đúng không, từ trên xuống dưới tùy cô, tôi hy vọng sau hai nhát dao, cô sẽ không làm khó sở sở nữa. Giang thần, đây là tự mày nói, có chết thì trách mày ngu chứ đừng trách Kim Tĩnh Ân tao ra tay độc ác. Kim Tĩnh Ân nắm chặt dao, vung tay đâm vào ngực Giang Cung. Nhưng mà cô ta cảm thấy mình giống như đâm trúng một tảng đá, gặp phải lực cản gì đó rất lớn, chẳng những không thể đâm vào da thịt của Giang thần, mà cô ta còn bị đẩy bật lại. Chuyện quái gì đây? Kim Tĩnh Ân trợn mắt há mồm. Hai lớp A và B đang hóng hớt chuyên cũng té ngửa. Đây còn là người sao trời. Thế quái nào dao găm cũng đâm không thủng. Giang thần nhìn chiếc áo bị đâm thủng của mình rồi cười nhẹ, còn một đau nữa, nhào vô đi. Anh tinh thông y thuật, hiểu biết kết cấu thân thể con người. Rèn luyện 10 năm, trong lúc rèn luyện, anh còn phối thuốc cho mình để tế bào mình càng thêm dày, khiến cho da thịt càng thêm cứng rắn chỉ với chút sức lực của Kim Tĩnh Ân thì sao có thể làm anh bị thương. Nếu đổi lại là một người đàn ông trung niên vạm vỡ, cầm trong tay một con dao sắc bén và ra tay hết sức thì may ra mới có thể đâm vào cơ thể anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 226, quần áo với chất liệu đặc biệt. Mọi người ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa với sự việc trước mắt. Kim Tĩnh Ân không tin vào ma quỷ, cô ta lại vung dao lên đâm về phía Giang Thần kết quả vẫn như vậy, cô ta là phụ nữ nên sức lực rất yếu, hơn nữa dao găm cũng không quá sắc bén, hoàn toàn không có khả năng đâm thủng da thịt của giang thần. Sao lại như vậy? Kim Tĩnh Ân không tin, cô ta gào rú, mày, mày dở cho đều, trong quần áo của mày giấu thứ gì? Cô ta không tin, đây là dao găm, cô ta vọt qua, muốn cởi quần áo của giang thần. Này này này, cô làm gì vậy, giữa thanh thiên bạch nhật biết bao nhiêu người mà cô đòi lột đồ tôi à? Giang Thần lui về phía sau, giữ một khoảng cách nhất định với cô ta, anh nói, "Trước đó đã nói rồi, tôi chịu hai nhát dao của cô thì cô sẽ không truy cứu nữa, hai nhát dao đã đủ, mọi chuyện đến đây coi như kết thúc." Cả đám người nhìn Giang Thần bằng ánh mắt nghi hoặc. Chuyện này thật quá sức tưởng tượng. "Không, may giờ mánh đều, Kim Tĩnh Ân không có ý định buông tha cho Giang Thần và Đường Sở Sở." Giang Thần không còn cách nào, anh cởi quần áo của mình ra ở trên ngực của anh xuất hiện hai chấm đỏ. Đó là vết đâm của Kim Tĩnh Ân. Tuy rằng không làm anh bị thương, nhưng vẫn để lại vài dấu vết trên người anh. Cô nhìn đi, giờ cho đều là đều chỗ nào. Đây không phải chỗ cô đâm sao. Đỏ lên hết rồi đây này, còn có lỗ nhỏ nữa nè, tại con dao găm của cô cùi mía, trách ai bây giờ. Nhiều người vây quanh xem thử. Quả thật là như thế. Có vết đỏ, dường như còn có chút máu tràn ra, giống như là bị kim đâm, xuất hiện một giọt máu. Hứa tinh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn đứng dậy, giảng hòa, tĩnh ân, cô đã đâm hai nhát dao rồi, chuyện này kết thúc ở đây đi, mọi người đều là bạn cùng lớp, hà tất phải khiến mọi chuyện trở nên bế tắc như vậy. Tôi, Kim tĩnh ân không muốn bỏ qua, nhưng quả thực cô ta đã đồng ý giao kèo, nếu tiếp tục làm lớn chuyện thì cô ta cũng đuối lý. Chồng à, chúng ta đi. Kim tĩnh ân kéo hứa không đi. Lúc này, mấy tên vệ sĩ của hứa khung cũng đã gượng dậy. Anh ta liếc nhìn Giang Thần một cách hung tợn, lạnh lùng hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Gây ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ Kim Tĩnh Ân và hứa khung cũng không tham gia hội họp gì nữa, trực tiếp rời đi. Hứa tinh cũng không biết làm sao, ba chị em tình sâu nghĩa nặng hôm nào, bây giờ lại xem nhau như kẻ thù. Sau khi hai người rời đi thì có rất nhiều người vây quanh. Đường sở sở nhìn Giang Thần với ánh mắt lo lắng, quan tâm, cô hỏi thăm anh có sao không? không sao, có thể bị gì được chứ? Giang Thần cười vô tư. Giang Thần sửa sang lại quần áo. Đường Sở Sở nhìn anh trầm chằm, cô thắc mắc, dao đâm cũng không làm anh bị thương, anh có còn là người không vậy? Vẻ mặt Giang Thần xấu hổ. Có ai lại nói với chồng mình như vậy không? Anh xấu hổ bật cười. Thật ra, chất liệu quần áo của anh rất đặc biệt, có thể đỡ dao, những con dao bình thường không thể đâm thủng được đâu. Giang thần bắt đầu nói dối. Lúc này mọi người mới hiểu ra. Chẳng trách anh lại nắm chắc phần thắng như vậy, hóa ra là vì chất liệu quần áo đặc biệt. Được rồi, vào trong thôi. Hứa tinh chào hỏi, tiếp đón mọi người vào sân Trang. Lúc này mọi người mới đi vào làng Long Tuyền. Ngô tử thông đuổi theo đường sở sở, và nở nụ cười tươi giói, sở sở, cậu không sao chứ? Mình thấy tên họ hứa kia cũng ngứa mắt, chẳng có chút bản lĩnh gì cả, chỉ vào quan hệ gia đình mà làm phách anh thì khác mình hoàn toàn dựa vào năng lực bản thân vừa ra làm đã gặt hái được thành công nói xong anh ta liếc nhìn Hứa Tinh Hứa Tinh đã đi tìm anh ta từ lâu nói là giới thiệu đường sở sở cho anh ta Hứa Tinh lập tức nói sở sở tử thông không tệ đâu rất có đầu óc kinh doanh cậu ấy lập nghiệp từ hai bàn tay trắng hiện tại đã tự mở công ty một năm kiếm vài tỷ cũng không thành vấn đề Hứa Tinh muốn tác hợp cho Đường Sở Sở và Ngô Tử Thông. Đường Sở Sở là người bạn thân nhất của cô ta cho nên cô ta không hy vọng Đường Sở Sở đi theo tên vô dụng Giang Thần. Làm sao Đường Sở Sở có thể không biết tâm tư của Hứa Tinh, cô nói, "Hứa Tinh, mình đã có chồng rồi và mình sẽ không ly hôn, cậu đừng nói nữa, nếu không mình giận cậu." Hứa Tinh cũng đành chịu. Mọi người tiến vào làng Long Tuyền. Những người trong lớp A tụ họp lại với nhau và những người trong lớp B cũng tụ họp lại với nhau. Nhóm người tụ họp trò chuyện với nhau. Theo thời gian, càng lúc càng có nhiều người tới. Đến 6 giờ chiều, người của lớp A và lớp B gần như đã đến đông đủ. Vào lúc này, bọn họ đã đến gần sơn trang. Dẫn đầu là một người anh chàng mặc quần áo màu trắng đơn giản, vẻ ngoài anh tuấn, da thịt trắng nõn và nhuộm mái tóc màu bạch kim. Có vài vệ sĩ theo sau anh ta. À, đúng là Thái Khôn rồi. Đại Minh tinh Thái Khôn. Lớp trưởng quan hệ rộng thật ngay cả đại minh tinh Thái Khôn cũng có thể mời đến. Nhìn thấy Thái Khôn xuất hiện, người của lớp A và lớp B đều phát cuồng, bọn họ nhanh chóng vây quanh xin chữ ký của Thái Khôn. Thái Khôn mỉm cười như lời chào hỏi mọi người. Khoảng thời gian này, anh ta rất buồn bực. Anh ta bị thời đại khoa phong sát, không có bất cứ vai diễn nào, không phim điện ảnh cũng chẳng phim truyền hình. Cho tới nay, anh ta tiêu tiền rất nhiều, mỗi ngày tiêu ít nhất cũng hơn 100.000 nhân dân tệ, Bây giờ bị phong sát, anh ta bị cắt đứt nguồn tài chính, chỉ có thể nhận vài buổi diễn bình thường để kiếm chút cơm. Nếu không phải nhận được 2 triệu nhân dân tệ của Hứa Tinh thì anh ta đã không đến đây, với thân phận của anh ta, tới nơi này nơi này biểu diễn thật sự rất mất mặt. Anh ta định tới thời đại khoa, tìm ông chủ đứng sau thời đại khoa để xin lỗi. Nhưng bây giờ ngay cả cửa lớn của thời đại khoa anh ta còn không vào được. Trong khoảng thời gian này anh ta luôn điều tra tin tức về ông chủ đứng sau thời đại khoa, nhưng vẫn bật vô âm tín. Giang thần ngồi ở một góc trên sofa, nhìn đám người vây quanh Thái Khôn, không khỏi vui mừng ra mặt. Đây không phải là minh tinh đã gây ra tai tiếng để tự lăng xê cho mình tại thời đại khoa trong khoảng thời gian trước sao. Cũng vì chuyện này mà anh đã phong sát người tên Thái Khôn này. Anh nhìn đường sở sở cứ như fan cuốn quyết chạy tới chỗ của Thái Khôn, Xin chữ ký của Thái Khôn rồi còn muốn chụp chung với anh ta." Giang Thần mỉm cười, không nói gì. Sau khi Thái Khôn chào hỏi với mọi người xong thì anh ta đi lên một phòng ở lầu 2 của Sơn Trang để nghỉ ngơi. Anh ta tới đây cũng chỉ hát mấy bài trong lúc ăn cơm chiều thôi. Sự xuất hiện của Thái Khôn khiến cho cuộc họp lớp lần này đạt đến cao trào. Những người của lớp A và lớp B tụ họp lại với nhau, trò chuyện không ngớt. Giang Thần trở thành đối tượng bị mọi người bàn tán. Vì đường sở sở quá xinh đẹp còn Giang Thần lại quá bình thường, hai người kết hợp với nhau, Giang Thần lại là một người ở rể, không muốn người ta bàn tán cũng khó. Trong lúc này, Ngô Tử Thông vẫn luôn quấn lấy đường sở sở. Anh ta tiếp tục khoe khoang, nói mấy năm nay bản thân đã nỗ lực như thế nào, đã trải qua bao nhiêu trắc trở mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Nói cái gì mà bây giờ đã lớn tuổi nên muốn tìm một người cùng nhau vượt qua phần đời còn lại không ít bạn học nữ độc thân bật đèn xanh. Nhưng trong mắt ngô tử thông chỉ có đường sở sở, không thể chứa thêm người khác. Hứa tinh cũng nói giúp. Nhưng đường sở sở vẫn không có phản ứng gì. Còn Giang thần ngồi một mình trong góc, anh lấy di động ra chơi Plan vs Zombie, một mình chơi rất vui vẻ. Đúng lúc này, ở nơi xa truyền đến một loạt tiếng động. Một người đàn ông ăn mặc bình thường bị đánh hoảng sợ bỏ chạy vào trong sảnh lớn, có vài người đuổi theo sau anh ta, tay đấm chân đá vào anh ta. Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Bạn học lớp A nhìn thấy Lâm Tử Minh của lớp mình bị đánh, muốn ra tay ngăn cản. Một người nói nhỏ, "Đừng có hành động thiếu suy nghĩ, đó là người của lớp B, anh ta tên là Đinh Ngọc Long, là một tay côn đồ, nghe nói là xã hội đen, còn đi theo tên đại ca gì đó, Lâm Tử Minh chắc chắn đã đắc tội với anh ta." Người lớp A vừa nghe thấy là xã hội đen thì sợ xoắn người. "Đừng, đừng đánh nữa, anh Long, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, cầu xin anh cho tôi một con đường sống." Lâm Tử Minh bị đánh ngã xuống đất, hai tay che đầu, không ngừng xin tha. Giang Thần ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi nhíu mày. Anh chợt đứng lên, đi về phía sảnh lớn, hét to, "Dừng tay lại, mấy người đang làm gì vậy?" Chương 227, người dẫn đầu lâm tử minh của lớp a không biết làm sao lại làm mít lòng đinh ngọc long của lớp b bị mấy thằng đàn em đinh ngọc long dẫn đến đánh ngã xuống đất một trận tay đấm chân đá mọi người đều ở một bên xem cuộc vui không có ai hỏi han quan tâm giang thần đi đến hét lớn một tiếng vang vọng lúc này mấy thằng đàn em đi theo đinh ngọc long mới dừng tay lâm tử minh vội vàng bò dậy khỏi nền đất trên người anh ta toàn là dấu chân trên mặt mắt sưng mũi tím dáng vẻ quá ư là chật vật anh ta nhanh chóng tránh trốn ở sau lưng giang thần đinh ngọc long ôm ấp một em gái du côn gợi cảm quăng cho giang thần một cái liếc mắt làm sao mày muốn xen vào việc của người khác à giang thần xoay người nhìn lâm tử minh đứng đằng sau hỏi sao lại thế này lâm tử minh nhỏ giọng nói tôi tôi đi toilet đi ra không cẩn thận đụng phải người phụ nữ của anh ta tôi đã xin lỗi rồi nhưng mà anh ta lại nhìn thấy ánh mắt hung tợn của đinh ngọc long lâm tử minh không dám nhiều lời mà em gái du côn anh ta đang ôm lập tức lộ vẻ khinh thường nhổ một bãi nước bọt mắng thằng nghèo nát mày làm bẩn hết quần áo của tao rồi mày biết cái váy này của tao bao nhiêu tiền không ba vạn tệ đấy một năm mày cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy đánh mày là nhẹ đấy hôm nay mày phải đền tiền đinh ngọc long lớn tiếng bảo nghe thấy không phải đền tiền nếu không tao đánh gãy chân mày lâm tử minh bị dọa mà cả người run lên ồn ào ở chỗ này đã lôi kéo sự chú ý của đám người hứa tinh. Hứa tinh và một vài bạn học đi đến. Sắc mặt hứa tinh âm trầm, lạnh lùng nói rằng, Đinh Ngọc Long, cậu lại bắt nạt người khác. Lớp trưởng hứa, cậu đang nói cái gì vậy, thế này thì làm sao gọi là tôi bắt nạt người khác. Đinh Ngọc Long cười cười rồi mở miệng nói, ánh mắt quét tới quét lui trên người hứa tinh, còn huyết sáo, giặt một vẻ cà lơ phất phơ. Hứa tinh biết rất rõ Đinh Ngọc Long là thứ người gì khi còn đi học sẽ thường xuyên bắt nạt các bạn học khác tôi cảnh cáo cậu đừng có mà gây chuyện nếu không đừng trách tôi không khách sáo còn nữa đây là họp mặt lớp cậu dẫn người không liên quan đến làm gì không muốn họp mặt vậy thì biến đi hứa tinh không nể mặt đinh ngọc long dù chỉ một chút lớp trưởng hứa dậy phải bỏ đi tôi cũng không truy cứu trách nhiệm thằng nhãi này nữa hứa tinh ra mặt đinh ngọc long cũng không truy cứu nữa ôm em gái du côn gợi cảm huyết sáo đi về phía khu vực nghỉ ngơi cách đó không xa. Đứng lại, Giang thần hét lớn một tiếng. Gì, Đinh Ngọc Long dừng lại, nhìn Giang thần với vẻ mặt pha trò. Đường sở sở kịp thời đi đến lôi kéo Giang thần, nhỏ giọng bảo, Đinh Ngọc Long cũng không truy cứu trách nhiệm nữa rồi, anh còn gây chuyện gì vậy? Giang thần thản nhiên nói rằng, đánh người cứ như vậy mà bỏ qua sao? Đây vốn không phải chuyện liên quan đến anh. Nhưng, lâm tử minh là người bạn tốt nhất của anh hồi còn đi học hai người không có gì giấu nhau tuy rằng hoàn cảnh gia đình lâm tử minh khá là nghèo nhưng điều này không gây trở ngại đến chuyện giang thần và cậu ta trở thành bạn tốt bạn tốt bị đánh anh há có thể khoanh tay đứng nhìn khuôn mặt đinh ngọc long mang theo ý cười nghiền ngấm thằng vô dụng vậy mày muốn tính toán thế nào giang thần thản nhiên nói quần áo bị dơ hết bao nhiêu tiền tao đền cho cậu ấy nhưng mày đánh cậu ấy thế nào tao sẽ đánh trả thế đấy. Hứa tinh nhíu mày, giang thần, cậu quậy phá cái gì vậy, cậu có chuyện gì vậy, đứng sang một bên đi. Đường sở sở lại lần nữa lôi kéo giang thần, chồng à, bỏ qua đi, một điều nhịn chín điều lành. Các bạn học của lớp A và lớp B đều đứng một bên hóng ồn ào. Mọi người đều biết rõ Đinh Ngọc Long là người thế nào, hồi còn đi học chính là tên chuyên bắt nạt trong trường, sau khi tốt nghiệp thì bắt đầu lăn lộn trong xã hội, hiện giờ cũng có chút thế lực bỏ đi, bỏ đi. Lâm tử minh cũng nhẹ nhàng lôi kéo giang thần, nhỏ giọng nói tôi không sao. Ha ha, Đinh Ngọc Long lại cười to thành tiếng. Ra mắt đã nhiều năm, còn không có ai dám nói nhiều như vậy với anh ta, hiện tại một thằng ác rưởi của nhà họ đường lại dám làm ẩm ý với anh ta. Váy của bạn gái tao có giá 3 vạn, hơn nữa nó còn sờ soảng bạn gái tao, cái này mà làm tròn lên thì không phải 3 vạn đơn giản như vậy. Lâm Tử Minh đúng lúc thanh minh, tôi, tôi không. Giang thần thoáng dừng tay, ý bảo Lâm Tử Minh đừng lên tiếng. Anh nhìn vẻ mặt mang ý pha trò của Đinh Ngọc Long, bình thản mở miệng nói, nên tính thế nào thì tính như vậy, ba vạn, ba mươi vạn, hay là ba trăm vạn mày cứ nói một câu, nhưng người của mày đánh cậu ấy bao nhiêu quyền, đá cậu ấy bao nhiêu cước thì mày phải nhận của tao bấy nhiêu quyền, bấy nhiêu cước. Đinh Ngọc Long bị lời nói của Giang thần dọa cho ngây người nếu không biết thân phận của anh, anh ta quả thật cho rằng Giang Thần là nhân vật lớn nào đó. Sau khi thoáng ngây người, anh ta phản hồi lại ngay. Anh ta biết thân phận của Giang Thần là con rể ở rể của nhà họ đường, là một thằng rác rưởi vô dụng. Tuy rằng nhà họ đường có chút tiền, nhưng đó là chuyện của quá khứ. Hiện tại nhà họ đường cũng gặp phiền hức đủ điều, còn thiếu nợ không ít tiền, sắp phá sản rồi. Sau khi nghĩ kỹ những việc này, anh ta hít mắt nhìn Giang Thần, 300 vạn mà mày nói, mày lấy ra 300 vạn đền cho bạn gái tao, tao chịu mấy quyền của mày có phải sợ. Chồng ơi, em gái dù côn ăn mặc gợi cảm, trang điểm quyến rũ nọ tức khắc kéo tay Đinh Ngọc Long. Trước đấy cô ta đã thấy được bản lĩnh của Giang Thần ở cửa Sơn Trang. Ngay cả mấy người vệ sĩ của hứa khung cũng được thêm đến trong nháy mắt, cô ta lo Đinh Ngọc Long không cách nào nhận được mấy quyền này. Đinh Ngọc Long hơi dừng lại, nói, không sao, Thằng nhãi này cũng chỉ là thằng rể ở rể của nhà họ Đường, là đồ bỏ đi, bây giờ nhà họ Đường cũng nợ đùm đề, căn bản là không lấy ra nổi một xu các nào, cho dù có tiền cũng sẽ không đưa cho cái thằng vô dụng làm màu này. Ninh Ngọc Long đã nhìn thấu chuyện này. Giang Thần đến tham gia họp mặt lớp, một người cũng chẳng quen biết, cũng không có ai để ý anh. Anh thế này là đang tìm cơ hội để làm màu lôi kéo sự chú ý. Sự việc ồn ào thành ra như vậy, Hứa Tinh cũng lười quan tâm dù sao đinh ngọc long không phải người tốt gì cho cam đồng thời cô ta cũng chán ghét giang thần sở sở chúng ta đừng đụng vào qua bên kia ngồi xem trò vui đi hứa tinh lôi kéo đường sở sở bỏ đi nhưng chuyện này khuôn mặt đường sở sở lộ vẻ khó xử cô biết bản lĩnh của giang thần ra tay mấy quyền thì đinh ngọc long này chẳng phải sẽ tàn phế hay sao nhưng cô không muốn giang thần lại gây chuyện cô còn chưa nói xong đã bị hứa tinh mạnh mẽ lôi đi hứa tinh mặc kệ, những người khác càng không dám quan tâm, đều đứng một bên xem trò vui. Thậm chí có người đã chuẩn bị sẵn hạt dưa, vừa cắn hạt dưa vừa hóng hớt. Làm liền 300 vạn, tài khoản bao nhiêu, tao chuyển cho mày luôn. Giang thần nhìn Đinh Ngọc Long ngông cuồng vinh váo, khóe miệng nhếch lên phát họa một nụ cười thản nhiên. Đinh Ngọc Long thầm thì trong lòng. Chẳng lẽ thằng nhãi này thật sự có ba chân vạn? Anh ta dò xét Giang thần, nhìn từ đầu xuống chân, nhìn thế nào cũng không giống người có 300 vạn. Sau một thoáng suy tư, anh ta cho một số tài khoản ngân hàng, Giang Thần trực tiếp lấy di động ra chuyển 300 vạn cho tài khoản này. Rất nhanh Đinh Ngọc Long đã nhận được thông báo đã nhận được tiền của ngân hàng, anh ta nhìn tin nhắn đến, trên mặt mang theo vui sướng. Ha ha, 300 vạn, thật sự có 300 vạn, cái thằng ngu này vậy mà thật sự chuyển cho tao 300 vạn. Đinh Ngọc Long kích động nhảy dựng lên. Người vây quanh hóng hớt cũng kinh ngạc nhìn Giang Thần. Thật sự chuyển 300 vạn. Thế này là bị ngu rồi phải không? Khi không cho Đinh Ngọc Long 300 vạn. Mà Giang Thần thì xoay người nhìn Lâm Tử Minh bị đánh xương tím mắt mũi. 1, 2, 3. Anh đang đếm số dấu chân trên người Lâm Tử Minh, số vết thương trên mặt cậu ta. 38, 39, 40. Giang Thần đếm tới 40 thì ngừng lại, xoay người nhìn Đinh Ngọc Long còn đang đắc ý, khóe miệng cong lên bình tĩnh mỉm cười, cứ tính là 40 cái đi, mày nhận hay người đánh bên mày nhận. Đinh Ngọc Long tức khắc kéo một thằng đàn em qua, nói, lên, ăn mấy đòn, lát về lại cho mày 20 vạn. Thằng đàn em này vừa nghe là có 20 vạn, lập tức sướng dơn, hô lên cảm ơn đại ca. Giang thần thì mặt mày xa sầm đi qua. Cơ thể vô lê lên không trung cao đến hơn 1 mét, trực tiếp đá một cú vào ngực thằng đàn em này. Giác, lồng ngực của thằng đàn em trong nháy mắt bị đá đến gãy xương. Cơ thể cậu ta tựa như quả bóng cao su bay ra ngoài, bay xa hơn 2 mét, mạnh mẽ ngã dập lên mặt đất, ngã đến mức cậu ta thất hồn lạc phách. Mặt mũi cậu ta vặn vẹo vì đau đớn, ngoác mồm hét to. Cái này, tất cả mọi người trừng lớn mắt, không tưởng tượng nổi mà nhìn một màn này. chương 228, xin lỗi đi. Đàn em của Đinh Ngọc Long bị đá một cước bay ra ngoài, một cước này lực mạnh như thế nào những người khác cũng không rõ lắm. Tất cả những gì bọn họ thấy là cơ thể của người đàn em này bay xa hơn 2 mét, sau đó mạnh mẽ ngã xuống đất, phát ra thanh âm thê thảm, đau khổ hu hu kêu to. Giang thần bước trên đôi giày to, đi tới. Cộp, cộp, cộp. Mỗi khi đi một bước, sẽ truyền đến âm thanh cộp. Đinh Ngọc Long theo bản năng lùi về sau vài bước, trong biểu cảm mang theo vài phần sợ hãi. Điều này quá khủng khiếp, nếu cái này đá vào người anh ta thì người chịu đau khổ chính là anh ta một cước cũng không chịu được giang thần đi đến trước người đàn em này từ trên cao nhìn xuống trước bao nhiêu anh mắt nhìn chăm chú anh nhấc chân lên bỗng nhiên đạp mạnh một cái người này lăn ra như một trái bóng làm đổ rất nhiều bàn ghế trong hội trường a à, đừng đánh nữa đừng đánh nữa người đàn em này sợ một cước này cũng làm gãy rất nhiều xương trên người anh ta giờ phút này anh ta đau đớn không thể chịu nổi nếu tiếp tục đánh tiếp anh ta sẽ chết mất giang thần nhìn đinh ngọc long thản nhiên nói bây giờ chỉ mới được hai lần còn hơn ba mươi cái nữa ai tới nào đinh ngọc long nuốt nước bọt một cái tên vô dụng nổi tiếng mà thế giới bên ngoài đồn đại này hóa ra lại đáng sợ như vậy mày mày đi đinh ngọc long tiện tay đẩy một đàn em có ba trăm vạn trong tay rồi anh ta sẽ không dễ dàng giao ra đàn em này rụt rè bước tới thằng thằng nhãi tao tao không sợ mày đâu ngoài miệng nói vậy nhưng cơ thể anh ta đang run lên giang thần đi tới đột nhiên ra tay nắm lấy cánh tay của anh ta kéo xuống a à, vẻ mặt của đàn em nhăn nhó nghẹn ngào hét to lên giang thần tung quyền đột nhiên đánh lên người anh ta đàn em bị đánh văng xa mấy mét đập vào một cái bàn ngay lập tức cái bàn bị vỡ tan tành Đàn em nằm trên mặt đất, ngay cả sức lực ngồi dậy cũng không có, chỉ có thể kêu thảm trên mặt đất. Giang Thần lại nhìn về phía Đinh Ngọc Long, cách đó không xa, Hứa Tinh hơi kinh ngạc, liếc nhìn Đường Sở Sở, không nhịn được nói, không ngờ Giang Thần lại có sức mạnh như vậy. Đường Sở Sở bất đắc dĩ gật đầu. Giang Thần xuất thân là một người lính, kỹ năng của anh rất đáng sợ, cô đã từng nhìn thấy Giang Thần hạ gục hàng chục người trong vòng vài phút. Hứa Tinh, đi ngăn cản đi. Nếu cứ tiếp tục đánh thì sẽ xảy ra chuyện mất." Hứa Tinh khoanh tay ôm ngực cười nói, Đinh Ngọc Long vốn cũng không phải người tốt lành gì, để Giang Thần dạy cho anh ta một bài học cũng được mà, tớ muốn nhìn xem, người chồng vô dụng này của cậu rốt cuộc có bản lĩnh gì, có thể giải quyết chuyện này như thế nào. Không biết vì sao, Hứa Tinh lại càng ngày càng hứng thú với người chồng Giang Thần của Đường Sở Sở. Đường Sở Sở bất mãn nói, chồng tớ không phải vô dụng, chỉ là anh ấy thật sự quá thấp kém thôi nhưng chồng của tớ xuất sắc về y thuật và võ nghệ lắm đấy. Ồ, thật giống với Hắc Long, hứa tinh cười nhẹ. Hử, đường sở sở cũng cau mày. Mỗi khi hứa tinh nói về Hắc Long, cô đã nghĩ kỹ lại, hình như đúng là giống thật. Người ta đồn rằng sức mạnh của Hắc Long là vô song trên thế giới, y thuật cũng giỏi số một không ai số hai. Hắc Long cũng tên là Giang Thần. Chồng của cô không chỉ giỏi mỗi y thuật mà sức mạnh của anh cũng rất đáng sợ lúc này đường sở sở có một loại ảo giác rằng chính người chồng giang thần của mình chính là hắc long ý nghĩ đó chợt lóe qua trong đầu giang thần của tập đoàn giang long hắc long tên giang thần kia cô đã từng gặp qua anh ta với chồng của mình vốn dĩ là hai người khác nhau mà hắc long tên giang thần kia đã chết ở núi thiên quang ở nam hoang rồi làng long tuyền phòng khách giang thần từng bước đi về phía đinh ngọc long hai thằng đàn em mà mày đưa ra lúc nãy tao mới tung vài chiêu thôi còn lại sợ không chịu nổi nhỉ đinh ngọc long nhìn đàn em đang nằm trên mặt đất phát ra âm thanh đau khổ trong lòng nhịn không được run lên có vẻ như số tiền này không dễ cầm được rồi giang thần mày đừng có mà ép người quá đáng mày có biết tao là ai không mày có biết tao có quan hệ với ai không tao nói cho mày biết đại ca của tao là anh tam thiên đắc tội anh tam thiên thì mày muốn sống cũng không được mà chết cũng không xong đinh ngọc long bắt đầu uy hiếp một cách gay gắt Giang Thần không để ý, từng bước đi về phía Đinh Ngọc Long. Đinh Ngọc Long liên tục lùi về phía sau, hét lên, hai bọn mày còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, đánh nó cho tao. Hai người đàn em tao nhìn mày, mày nhìn tao. Chớp mắt. Đồng loạt quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ, đại, đại ca Giang Thần, chuyện này không liên quan đến bọn em, làm ơn tha mạng. Đinh Ngọc Long lớn tiếng mắng chửi, nhấc chân đạp hai đàn em xuống đất. Cảnh tượng này bị rất nhiều người nhìn thấy được. Những người này đều là có chung một loại biểu cảm đó là biểu cảm khi đang xem một vở kịch. Ai mà ngờ được rằng, con rể nhà Đường ở Giang Trung nổi tiếng lại có sức mạnh như vậy. Giang Thần đi về phía Đinh Ngọc Long, đột nhiên kéo lấy anh ta, ném về phía Lâm Tử Minh. Bịch, cơ thể rơi xuống đất, bị ném ngã đất mức đầu óc rối mù, xương mũi gãy vụn. Cơ thể của Lâm Tử Minh bị dọa lùi về phía sau vài bước. May ông đây sẽ giết chết mày. Đinh Ngọc Long bò dậy từ dưới đất, lấy ra một thanh công tắc. Nhưng mà, anh ta còn chưa kịp đứng lên, thì Giang Thần đã đi tới, một cước đá lên người anh ta, nhấc chân lên, dẫm lên mặt anh ta, để anh ta không thể cử động, lạnh lùng nói, xin lỗi đi. Mày cái thằng chết tiệt, Giang Thần, mày xong rồi, tao trịnh trọng nói cho mày biết, mày chờ đấy, chuyện này ông đây sẽ không để yên dễ dàng vậy đâu, mày tốt nhất là thả tao ra ngay lập tức, quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái cho tao, nếu không, a, à, đinh ngọc long phát ra tiếng kêu đau đớn. sức lực dưới chân của giang thần càng ngày càng mạnh, mặt của anh ta và mặt đất áp chặt vào nhau, không ngừng ma sát đã bào mòn ra thịt, cảm giác rất đau đớn. xin lỗi đi, giang thần lại mở miệng nói, vâng, rất xin lỗi, tao sai rồi. đinh ngọc long thỏa hiệp, lâm tử minh vội vàng nói, không, không có việc gì. Anh ta nhìn Giang Thần, vẻ mặt cảm kích, nói cảm, cảm ơn cậu, đúng rồi, hay là thôi đi. Lúc này Giang Thần mới thả Đinh Ngọc Long đi. Cô em gái gợi cảm quyến rũ kia nhanh chóng chạy đến, đỡ Đinh Ngọc Long dậy, quan tâm hỏi, chồng, anh không sao chứ? Một nửa khuôn mặt của Đinh Ngọc Long bị ma sát đến hỏng cả da, chảy đẫm máu, nhìn rất đáng sợ. Anh ta giữ tợn nhìn Giang Thần, trên mặt lộ ra một phần hận ý. Mà Giang Thần thì lại lấy điện thoại ra là Bạch Tố gọi tới. Thông báo với ngân hàng bên kia là, tài khoản cá nhân của tôi đã chuyển ra ngoài 300 vạn, hãy hoàn trở lại ngay lập tức. Bạch Tố nhận được lệnh, nhanh chóng đi xử lý. Ngay sau đó số tiền giang thần chuyển ra ngoài đã được ngân hàng thu hồi lại. Đinh Ngọc Long nhận được tin nhắn từ ngân hàng nhắc anh ta rằng tiền trong thẻ đã bị chuyển đi, anh ta tức giận đến nỗi phun một ngụm máu. Vươn tay chỉ về phía giang thần, mày, mày. Giang thần mặc kệ anh ta. Được, được lắm, Giang thần, tao nhớ kỹ mày, mày cứ chờ đó cho tao. Đinh Ngọc Long để lại một cậu nói, mang theo đàn em bị đả thương, cả ngoài u ám rời khỏi làng Long Tuyền. Xa xa, hứa tinh híp mắt, cười nhẹ nói, thằng nhóc này, cũng không hẳn hoàn toàn là vô dụng, ra tay rất tàn nhẫn. Ngoặc kép, bên kia Giang thần đã hòa nhập với các bạn cùng lớp của mình. Lâm Tử Minh ngồi bên cạnh anh. gian thần nhìn anh ta, hỏi, mấy năm qua đều bị như vậy à? Hả? Lâm tử Minh có chút thất thần, nhìn Giang thần, hỏi cậu, nói chuyện với tôi hả? À? Giang thần xấu hổ, sờ sờ sống mũi, chợt đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của cậu, không hỏi cậu. Với thân phận hiện tại này của anh, cũng không nên nhiều lời, xoay người đi về phía ghế sofa trong góc, lấy điện thoại di động ra, tiếp tục chơi Plan vs Zombie. Bên ngoài làng Long Tuyền, Đinh Ngọc Long ngồi trong ô tô, lấy điện thoại ra anh tam thiên em bị đánh em đang ở làng long tuyền anh hãy lập tức đứa mười mấy cao thủ đến đây em muốn báo thù kể từ khi sinh ra đinh ngọc long chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như vậy anh ta muốn trả thù giang thần mày chờ đi tao muốn mày đẹp mặt tao muốn mày nhìn tao làm tình với vợ của mày hứa tinh con đàn bà khốn nạn hôi thối đợi chút nữa tao sẽ để cho mày ở dưới đúng quần tao cầu xin tha thứ trên khuôn mặt anh ta đầy vẻ căm thù mắng to. chương 229, cô gái lông bông lưu manh năm đó. Đinh Ngọc Long không phải là người tốt lành gì. Anh ta từng là kẻ bắt nạt trong trường, có không ít bạn cùng lớp bị anh ta bắt nạt, bây giờ anh ta bị đuổi đi, có rất nhiều người đều vỗ tay hoan hô. Giang thần một mình tự chơi plan vs zombie. Cũng có người đến chào hỏi anh. Anh cười nhẹ một cái, rồi tiếp tục chơi game tiếp. Giang thần, một giọng nói dễ nghe cất lên. Giang thần ngẩng đầu, một cô gái đang đứng trước mặt anh. Cô gái này nhìn khoảng ngoài 18-20 tuổi, trên người mặc váy trắng, mái tóc đen dài, có làn da trắng nón, dáng vẻ trong sáng, đặc trưng của người có mái tóc đen dài thẳng. Hử! Giang thần cao mày, đỗ tiểu quyên. Hả! Đỗ tiểu quyên hơi sửng sốt, cậu biết tôi ư? Giang thần cười nhẹ, hỏi, làm sao, có chuyện gì không? đỗ tiểu quân ngồi xuống đối diện giang thần cười nói cũng không có việc gì cũng bởi vì cậu tên là giang thần vậy nên tới ngồi xem chút thôi ồ giang thần ồ một tiếng cũng không nói gì nữa đỗ tiểu quyên thì nhìn giang thần cô ta biết giang thần này không phải giang thần kia chỉ là cùng một cái tên mà thôi chỉ là cô ta có một thiện cảm không thể giải thích được với cái tên này cái tên này khiến trong lòng cô ta dấy lên những gợn sóng bị một người phụ nữ lại còn là người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ nhìn chằm chằm giang thần cũng cảm thấy toàn thân không thoải mái không thể yên tâm chơi game được nhấc điện thoại lên nhàn nhạt hỏi có việc thì nói đi đỗ tiểu quyên mỉm cười không có việc gì thực sự không có việc gì tôi chỉ ngồi đây một chút được không được sao được tại sao lại không giang thần cũng không quan tâm đứng dậy chuẩn bị rời đi này đợi đã đợi đã hử giang thần nhìn cô ta Quên đi, không có việc gì. Đỗ Tiểu Quyên vốn muốn cùng Giang Thần tán gẫu, nhưng Giang Thần này không phải Giang Thần kia, cũng không cần thiết việc này. Cách đó không xa, Đường Sở Sở và Hứa Tinh cùng một số bạn học trong lớp tập trung lại một chỗ, người có thể ngồi chung một chỗ với Hứa Tinh, không phải là người bình thường, quan hệ của bọn họ rất tốt, nhưng tâm tư của Đường Sở Sở vẫn luôn hướng về Giang Thần. Giang Thần ngồi một mình hồi lâu. Cô lo lắng muốn đưa Giang Thần ra ngoài nhưng cô lại lạnh nhạt với anh trong lòng giang thần sẽ bất mãn thấy có cô gái xinh đẹp đến chào hỏi cô thở dài một hơi khi có cô gái xinh đẹp đến chào hỏi giang thần cũng sẽ không nhàm chán nữa trong lòng cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn ngược lại khi nhìn thấy giang thần đơn phương một mình trong lòng cô cảm giác khó chịu mà giang thần nhìn thấy dáng vẻ đầy tâm sự của đỗ tiểu quyên vẫn ngồi xuống lại lần nữa anh vẫn còn có chút ấn tượng với đỗ tiểu quyên này có tên trong số những kẻ bắt nạt trong năm đầu tiên một người là đinh ngọc long một người là đỗ tiểu quyên khi đỗ tiểu quyên còn đi học cô ta chính là một cô gái lông bông lưu manh ăn mặc không đàng hoàng sau lưng cô ta thường xuyên có mười mấy cô em gái đi theo cô ta hòa mình vào xã hội hút thuốc uống rượu chơi bài đủ thứ điểm của cô ta đứng cuối lớp nhưng lại thích lớp trưởng cũng chính là giang thần Giang thần nhớ tới Đỗ Tiểu Quyên này từng viết thư tình cho anh, nhưng lại bị anh từ chối. Nghĩ đến đoạn chuyện cũ này, Giang thần không khỏi sờ sờ lên mũi, đây đều là những hồi ức đáng nhớ. Mà này, 10 năm qua cô thế nào rồi? Nhìn thấy bạn học của mình, cũng khơi gợi lên ký ức của Giang thần, anh không nhịn được hỏi thăm. Tôi, tôi sao? Đỗ Tiểu Quyên hơi sửng sốt, sau đó nói, hồi đó, tôi viết thư tình cho lớp trưởng Giang thần, nhưng lại bị từ chối. Lớp trưởng Giang Thần nói, muốn theo đuổi cậu ấy thì đầu tiên thành tích học tập cần phải vượt cậu ấy đã, nhưng mà, thi đại học năm đó tôi chỉ đạt hơn 100 điểm thôi. Đỗ Tiểu Quyên cũng không biết mình tại sao lại muốn nói những cái này cho Giang Thần. Chỉ là những chuyện này đã ở trong lòng cô ta quá lâu rồi, muốn tìm người để than thở. À, Giang Thần cười nhẹ, hỏi, sau đó thì sao? Đỗ Tiểu Quyên thở dài, tôi không biết, lớp trưởng Giang Thần biến mất về sau tôi mới biết được nhà cậu ấy xảy ra chuyện, đến năm thứ hai, tôi học lại, tôi ghi nhớ lời dạy của lớp trường, tôi bắt đầu cố gắng học lại, trong năm thứ hai, tôi thành công thi vào đại học hạ. Giang thần hơi kinh ngạc. Anh không ngờ rằng cô gái lông bông lưu manh ăn mặc không theo phong cách chính thống lại học hành chăm chỉ và được nhận vào học viện cao đẳng cao nhất ở Trung Quốc. Làm tốt lắm, Giang thần nhìn dáng vẻ đơn thuần của Đỗ Tiểu Quyên, tán thưởng nói. Cảm ơn. Đỗ Tiểu Quyên mỉm cười hai người trò chuyện rôm giả. Đúng lúc này, có người bước tới gần đường sở sở, trêu gẹo cười nói, sở sở, chồng cậu đang bị mê hoặc kia, cô ta tên là Đỗ Tiểu Quyên, 10 năm trước chính là cô gái lông bông lưu manh, chuyện môn đi dụ dỗ đàn ông, bây giờ nhìn chồng của cậu đánh nhau giỏi quá, nên mới đi câu dẫn, cậu phải cẩn thận đấy. Đường sở sở khẽ cười nói, đang học lớp mà, chỉ là cùng nhau tán gẫu thôi, không sao cả. Cô tin tưởng vào giang thần. Sở Sở, cậu thật là rộng lượng. Sở Sở, nói cho chúng ta biết về người chồng vô dụng của cậu đi, cậu xinh đẹp như thế này, nhà họ Đường cũng là gia tộc lớn, làm sao có thể tuyển được con rể này? Một nhóm bạn cùng lớp bắt đầu buôn chuyện. Nói đến Giang Thần, Đường Sở Sở trên mặt nở nụ cười vui vẻ. Cô đính chính, chồng tớ không phải vô dụng đâu, anh ấy chỉ là tên thấp kém chân chính thôi, nếu như anh ấy muốn thì anh ấy đã nổi tiếng từ lâu rồi. Chỉ là anh ấy không muốn theo đuổi những thứ hư danh này thôi Đường sở sở nói đúng sự thật Nhưng các bạn cùng lớp không tin Gian thần là người như thế nào Thế giới bên ngoài đã sớm đồn đại Một nhóm bạn học tụ họp với nhau Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn cơm Hai lớp hơn 100 người Cộng với một số người nhà Ước chừng khoảng 150 người đã tập trung tại hội trường Bắt đầu dùng bữa Vào lúc này Thái Khôn cũng xuất hiện Bắt đầu ca hát cổ vũ Dựa theo thỏa thuận, anh ta cần hát 20 bài. Tính ra thì giá 10 vạn một bài hát. Có Thái Khôn ca hát cổ vũ, không khí tại hội trường rất sôi động. Thái Khôn cũng bước ra khỏi sân khấu đã được dựng sẵn, đi tới trước bàn ăn, một bên hát, một bên vỗ tay cùng mọi người, như thể đây là một buổi hòa nhạc. Thái Khôn đến bàn của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cũng rất cao hứng, anh ta vội vàng đặt bát đũa trong tay xuống để đứng lên, muốn vỗ tay với Thái Khôn. Nhưng anh ta chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy bao giờ nên có chút kích động, anh ta lúi húi, đặt bát đũa không cẩn thận, làm cho canh đổ đầy trên tay của anh ta, dầu bắn tung tóe người Thái Khôn. Vào lúc này tiếng hát đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt tuấn tú của Thái Khôn tối sầm lại. Anh ta là một người có thói quen sạch sẽ, thích mọi thứ sạch sẽ, với lại anh ta cũng rất không thích một số người hâm mộ có chút nghèo. Bây giờ quần áo của anh ta đều dính đầy dầu mỡ, anh ta lạnh lùng nhìn Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh hoảng sợ, liên tục xin lỗi, tôi rất xin lỗi. Thái Khôn lạnh lùng nói, câu rất xin lỗi có ích không? Cậu có biết bộ quần áo này của tôi có giá bao nhiêu tiền không? Chúng được thiết kế bởi các nhà thiết kế thời trang hàng đầu của Ý đấy. Toàn thế giới chỉ có một cái duy nhất, giá 300 vạn. Hả, 300 vạn ư? Lâm Tử Minh trợn tròn mắt. Cảnh tượng này đã gây không ít sự chú ý của nhiều người. Hứa tinh cũng nhìn thấy, cô ta nhanh chóng đi tới, hỏi cậu Thái, có chuyện gì vậy? Thái khôn chỉ vào quần áo của mình, cô tự mình xem đi. Cậu Thái, tôi thay anh ta xin lỗi anh, ở đây có nhiều người như vậy, khó tránh sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hứa tinh, bộ quần áo của tôi trị giá 300 vạn, tôi đến đâu để biểu diễn chương trình, phí xuất hiện cũng chỉ 200 văn, cô đây là đang muốn tôi thua thiệt sao? Thái khôn tỏ vẻ không hài lòng, gần đây anh ta rất thiếu tiền, quần áo dính nhiều dầu mỡ như vậy, chỉ có thể vứt đi anh ta sẽ không mặc nữa hứa tinh hỏi vậy anh muốn thế nào tôi thái khôn mở miệng ngay khi anh ta nói một từ tôi lập tức nhìn thấy giang thần đi tới nhìn thấy giang thần anh ta thật giống như nhìn thấy ma vẻ mặt trở nên bối rối lập tức thay đổi thái độ chủ tịch sao cậu lại ở nơi này giang thần liếc anh ta một cái sau đó nhìn về phía lâm tử minh thản nhiên nói ca hát thì cứ ca hát đi đừng tìm phiền phức được được được. Thái khôn không dám nói một chữ, không. Không ít ánh mắt của mọi người dừng ở trên giang thần. Hứa tinh cũng nhìn anh, khẽ nhíu mày. Chủ tịch. Chủ tịch gì? chương 230, suy nghĩ của ngôi sao lớn. Thái khôn cả một đời ngung cuồng kiêu ngạo lại bị một câu nói của giang thần dọa cho sợ đần cả người. Anh ta không dám nói nhiều, chỉ ngoan ngoãn đi hát. Giang thần vỗ vào vai lâm tử minh, cười nói, không sao, không cần phải cảm thấy gánh nặng, cứ ăn uống thỏa thích là được. Cảm ơn, Lâm Tử Minh lại cảm kích thêm lần nữa. Giang thần chậm rãi xua tay, tiện tay giúp mà thôi. Hứa tinh liếc giang thần một cái, đồng thời vuốt vuốt cầm tỏ vẻ nghi ngờ, thằng nhóc này, hình như không đơn giản cho lắm. Từ trước tới giờ cô ta luôn nghĩ giang thần là một tên phế vật. Nhưng giờ giang thần lại thể hiện bản lĩnh đáng sợ như vậy, anh dễ dàng hạ gục được mấy tên vệ sĩ của hứa khung, còn đánh cho đám người đinh ngọc long phải rời khỏi bữa tiệc, hơn nữa, ngay cả ngôi sao lớn như Thái Khôn cũng phải nể nang anh vài phần. Còn gọi anh là chủ tịch hội đồng quản trị. Anh là chủ tịch gì chứ? Giang Thần, hừm. Giang Thần nhìn Hứa Tinh. Hứa Tinh nhìn anh, mặt đầy ý cười, nói qua bàn chỗ tôi ăn đi. Giang Thần xua tay, "Không, không nổi nữa rồi." Anh xoay người trở về vị trí của mình. Những người ngồi cùng một bàn với anh anh đều không quen biết, đều là mấy người vô cùng đần độn giả tạo. Hứa Tinh trở về chỗ của mình. Cô ta vừa trở lại thì Đường Sở Sở cũng từ nhà vệ sinh đi ra, cô không hề biết trước đó đã xảy ra chuyện gì. Hứa Tinh định thần lại, hỏi, "Sở Sở, chồng cậu Giang thần ấy, lai lịch anh ta như nào vậy?" "Hả?" Đường Sở Sở hơi sững người. "Lai lịch gì cơ?" Cô không hiểu ý của Hứa Tinh, bèn nhìn cô ta bằng ánh mắt khó hiểu. Hứa Tinh lại hỏi hồi trước anh ta làm gì? Trông tới hồi trước đi lính, giải ngũ từ Nam Hoang về, còn là quân Hắc Long nữa. Đường sở sở nhắc đến Giang Thần, khuôn mặt không giấu nổi vẻ tự hào, cô Đắc Y nói, bây giờ đang đi làm ở thời đại khoa, mặc dù chỉ là nhân viên nghiệp vụ nhưng tớ nghe nói tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên nghiệp vụ của tập đoàn thời đại khoa cũng cao lắm đó. Hứa tinh cũng biết chuyện Giang Thần là nhân viên của thời đại khoa. Chỉ là đột nhiên không hiểu tại sao, Cô ta lại có cảm giác Giang Thần không hề đơn giản. Cô ta liếc nhìn Giang Thần đang ngồi ăn cơm ở đằng xa, cũng không có nghĩ nhiều thêm nữa. Bữa ăn vẫn tiếp tục, Thái Khôn vẫn đang hát. Còn chưa kết thúc bữa cơm, 20 bài hát của Thái Khôn đã trình diễn xong cả rồi. Đường Sở Sở cũng đã ăn no, thấy Thái Khôn hát xong, cô bèn đi tới chỗ anh ta, nhìn Thái Khôn đẹp trai phong độ ở khoảng cách thật gần, cô nhỏ giọng hỏi cậu, "Cậu Thái, tôi có thể chụp chung với cậu một tấm ảnh không?" Thái Khôn nhìn thấy một cô gái, mà lại còn là gái đẹp, là người có nhan sắc không tệ, thân hình cũng quyến rũ yêu kiều. Anh ta nhìn đánh giá Đường Sở Sở. Đường Sở Sở còn xinh đẹp hơn cả mấy sao nữ trong giới giải trí. Thái Khôn từng nổi tiếng khắp đại Giang Nam Bắc, mấy cô người nổi tiếng vừa debut cũng tìm tới anh ta để kiếm phim. Anh ta chơi đùa với phụ nữ chán đến phát nôn ra rồi. Nhưng vừa nhìn thấy Đường Sở Sở, Thái Khôn đã khựng lại. Anh ta gật đầu cười đáp, được chứ, nhưng trong này nhiều người, ồn ào quá, chúng ta ra ngoài đi. Được, được. Đường Sở Sở vui như mở cờ trong bụng, lập tức gật đầu đồng ý. Hai người ra ngoài phòng khách. Có không ít bạn học ăn xong cùng đi ra ngoài, vốn định nhân cơ hội này xin chụp ảnh chung với ngôi sao lớn Thái Khôn, như vậy về sau còn có cái để khoe khoang nữa. Bên ngoài, Thái Khôn và Đường Sở Sở đứng chung một chỗ. Đường Sở Sở lấy điện thoại ra mở mục máy ảnh. Thái Khôn tự động sáp lại gần cô, còn không quên đặt tay vào bờ eo thon nhỏ của cô, hơi hơi siết lấy. Tay anh ta vừa chạm vào người đường sở sở, cô đã cảm thấy cả người mình cứng đơ lại, bất giác đứng dịch ra sao với anh ta. Vẻ mặt Thái Khôn không được vừa ý lắm, anh ta nói, tôi chụp ảnh chung với cô, là vinh dự của cô, gần gũi tí thì có gì không tốt. Nói rồi anh ta lại định ôm đường sở sở. Thôi, không chụp nữa, đường sở sở vội vàng tính rời đi. Cô không ngờ Thái Khôn lại, không chụp thì cũng thôi đi. Một tia sắc lạnh xẹt qua đôi mắt Thái Khôn, anh ta đã hạ mình chụp ảnh chung với fan hâm mộ, tính ra đó là may mắn của họ, là một người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn, không biết có bao nhiêu fan nữ muốn được lên giường cùng anh ta đâu. Những fan nữ kia còn cảm thấy tự hào vì được lên giường với anh ta nữa kia. Không biết điều, anh ta hừ lạnh. Đường sở sở rời đi rồi. Đám fan nữ kia được dịp bu quanh người Thái Khôn đòi anh ta chụp chung với mình. Người nào xinh đẹp một chút, Thái Khôn sẽ lại ôm eo, bá vai bá cổ. Nhan sắc mà có vẻ tầm thường thì anh ta sẽ chỉ đứng sang một bên. Sau khi chụp ảnh xong, Thái Khôn rời đi, trở về phòng nghỉ trên tầng 2 nghỉ ngơi một lát. Quản lý của anh ta, chị Hồng cũng đang nghỉ trong phòng. Mặc dù chị Hồng cũng đã sắp bước sang tuổi 30, nhưng nhờ chăm sóc kỹ càng nên nhìn chị ta mới chỉ như thiếu nữ 18-19 tuổi, da thịt trắng nõn. Chị ta mặc một chiếc váy vô cùng gợi cảm, đang nằm hớ hênh trên giường. Chị Hồng, thái khôn đi tới, mặt anh ta lộ ra vẻ thích thú và hưng phấn chị, chị đoán xem em đã nhìn thấy ai. Chị Hồng bày ra vẻ mặt lười biếng, lại thấy con fan hâm mộ đó đúng không? Không, không phải, em, em nhìn thấy chủ tịch hội đồng quản trị của thời đại khoa cái gì chị hồng lập tức ngồi bật dậy vẻ mặt rất đối kinh ngạc thật thật sao thật sự là chủ tịch hội đồng quản trị của thời đại khoa sao đúng vậy chắc chắn em không nhìn nhầm thái khôn cũng quyết liệt khẳng định sau khi đắc tội với chủ tịch hội đồng quản trị thời đại khoa thái khôn cũng bị cấm xuất hiện trên mọi nền tảng truyền thông có nằm mơ anh ta cũng muốn gặp lại vị chủ tịch kia lần nữa để nhận sai ông trời vẫn còn thương xót cho anh ta chị hồng tối nay em định sẽ ở đây một đêm, em muốn đi tìm chủ tịch để xin lỗi, chỉ cần anh ta chịu tha lỗi cho em thì nhất định em sẽ vực lại được, rồi sẽ lại nổi tiếng khắp đại giang Nam Bắc này. Thái Khôn vẫn le lói chút hy vọng được nổi tiếng lại. Chị Hồng bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói, ừm, nhất định phải xin lỗi cho thật thành tâm, khôn khôn, đợi lát nữa gặp chủ tịch, em nhất định phải giữ thái độ đoan chính chỉnh tề, chủ tịch nói cái gì thì chính là cái đó, em không được phản đối, kể cả anh ta có bắt em quỳ xuống thì em cũng phải quỳ, biết chưa? Chị Hồng, em biết rồi, nhưng mà em lại người nổi tiếng, sao em có thể quỳ xuống trước mặt bao nhiêu người như vậy? Chị Hồng, hay là tối nay hai chúng ta cùng nhau đi tìm chủ tịch được không? Là một người nổi tiếng, Thái Khôn không muốn mất mặt. Chị Hồng gật đầu, ừm, cũng được. Đúng rồi chị Hồng, em thấy thích thích một bạn fan nữ, chị giúp em đưa cô ta tới đây. Thái Khôn nhớ tới Đường Sở Sở. "Được, ai, để chị nghĩ cách." Trên ban công tầng 2 của Sơn Trang. Học sinh lớp 1, lớp 2 ăn cơm xong bèn đi ngâm suối nước nóng, trên ban công tầng 2 lại vừa hay có thể nhìn thấy suối nước nóng phía trước. Thái Khôn chỉ tay vào một cô gái đang mặc trên người bộ bikini hai mảnh màu đỏ, nói: "Chính là cô ta, chị Hồng, chị nhìn xem thân hình cô ta có hoàn hảo không kìa." Thái Khôn bị thân hình của Đường Sở Sở mê hoặc rồi chị Hồng nhìn thấy đường sở sở, gật đầu nói, ừm, để chị nghĩ cách, về phòng đi. Hai người họ trở về phòng cùng nhau. Mà đâu chỉ có Thái Khôn bị đường sở sở quyến rũ, ngay cả đám bạn học lớp 1 lớp 2 cũng nhìn cô đến đưa cả người. Đường sở sở mặc bikini hai mảnh quả thực là quyến rũ muốn chết. Có vài người hướng nội không cả dám nhìn cô, vừa liếc thấy cô đã đỏ mặt. Giang thần cũng bị mê hoặc rồi kết hôn với đường sở sở bao lâu như vậy rồi mà anh chưa từng thấy qua dáng vẻ gợi cảm tới nhường này của cô mặc dù tất cả phụ nữ đều mặc bikini nhưng giang thần nhìn thấy không ít ánh mắt thèm thuồng ảo tưởng đang dán vào người đường sở sở thế nên anh lập tức không vui vợ anh thuộc về một mình anh chỉ anh mới có quyền nhìn cô anh lấy một chiếc khăn tắm đi thật nhanh tới quàng vào người đường sở sở vẻ mặt rất không vừa ý bà xã sao em lại ăn mặc như thế này đi ra đây đường sở sở lườm anh, ai chả mặc như này. Ngay lập tức những, đồng bào, nam nhìn thấy giang thần trùm khăn tắm lên cơ thể quyến rũ của đường sở sở thì đều thay mặt cho 18 đời tổ tông nhà anh thầm mắng cho anh một trận. Đúng lúc này hứa tinh mặc bikini hai mảnh màu trắng cũng bước ra. Hứa tinh còn mặc bạo hơn đường sở sở, cô ta mặc quần lót lọt khe, áo ngực như nhỏ hơn một sai, lộ ra đôi gò bồng đảo đã mắt người nhìn. Giang thần, anh bảo thủ thật đấy, giờ là thời đại nào rồi, anh qua bờ biển bên kia mà xem, phụ nữ ai chẳng mặc như này chứ." Giang Thần liếc cô một cái, anh không quan tâm người khác mặc như nào, tóm lại anh không thích vợ mặc thế này. Nói rồi anh cầm tay Đường Sở Sở dắt cô quay về phòng. "Bà xã, chúng ta không tắm suối nước nóng nữa." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 231: Thủ đoạn của chị Hồng. Một gian phòng ở tầng 2. Vẻ mặt Đường Sở Sở bất mãn, Giang Thần anh làm gì thế sao anh lại không vui như vậy vợ em chờ đi giang thần nhanh chóng đi ra cửa anh đi tới siêu thị sơn trang mua một bộ áo tắm liền thể anh đi trở về phòng rất nhanh đem áo tắm liền thể đưa cho đường sở sở nói mặc cái này đi đường sở sở cầm lấy xem bỗng nhiên dở khóc dở cười giang thần có cần thiết hay không cần thiết mau mặc vào đi được anh đi ra ngoài trước đi đường sở sở đứng dậy đẩy Giang Thần ra khỏi phòng. Sau khi đẩy Giang Thần đi, cô nhìn áo tắm liền thể trong tay, khóe miệng cong lên nụ cười nhạt, trong lòng cô rất vui vẻ. Cô không nghĩ tới, Giang Thần còn có dáng vẻ đàn ông như vậy, nhưng cô thích. Cô nhanh chóng mặc áo tắm Giang Thần mua rồi ra khỏi cửa. Giang Thần nhìn đường sở sở mặc đồ, tuy rằng chân dài, cổ trắng nón, cánh tay cũng đều còn lộ ra bên ngoài, nhưng vẫn ổn hơn nhiều so với lúc trước vẻ mặt giang thần vừa lòng, nói, ừ, không tồi, đi thôi. Đường sở sở nhìn anh một cái, hỏi, sao vậy, anh không đi à? Giang thần sờ sờ cái mũi, nói anh không quen biết ai cả, nên không đi góp vui, anh sẽ ở trong phòng chơi điện thoại di động vậy. Cũng được, đường sở sở cũng không miễn cưỡng anh. Cô thật vất vả mới được đến đây một lần, cô cũng phải chơi đùa thật vui. Cô ra ngoài, Giang thần về tới phòng, nằm trên giường, lấy di động ra chơi game plan vs zombie. Sau khi người đại diện của Thái Khôn chị Hồng đã biết Thái Khôn nhìn chúng đường sở sở, cô ta liền bắt đầu ra tay. Cho tới nay, chỉ cần là Thái Khôn để mắt đến fan, cô ta ra mặt thì không có chuyện gì không giải quyết được. Cho dù là quản lý công ty, hay là sinh viên thanh thuần, cô ta mà ra tay thì trăm phần trăm đều giải quyết được. Chị Hồng thay đồ bơi, đến suối nước nóng, ngâm mình ở trong nước, nhìn liếc qua không ít người phụ nữ, cuối cùng thấy được Đường Sở Sở. Thấy Đường Sở Sở nói đang chuyện phiếm cùng một vài người. Cô ta đi qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Sở Sở. Đường Sở Sở nghi ngờ nhìn cô ta. Chị Hồng hé miệng cười, nói, sang bên này nói chuyện. Cô ta làm một cái dấu hiệu mời. Đường Sở Sở gật gật đầu. Cô cùng chị Hồng đi tới một nơi không có ai. Chị Hồng ngâm toàn thân mình ở trong nước, chỉ lộ một cái đầu ra bên ngoài nhìn cô gái đường sở sở trước mắt gợi cảm mê người, Mỹ Diễm vô song, cười nói cô có biết tôi là ai không? Đường sở sở lắc đầu. Cô đúng thật là không biết. Chị Hồng giải thích nói, tôi là chị Hồng, tôi là người đại diện của Thái Khôn. À, đường sở sở hiểu ra. Chị Hồng hỏi, còn cô? Đường sở sở trả lời, tên tôi là đường sở sở. Cô chính là đường sở sở. Chị Hồng hơi kinh ngạc. Là người trong giới giải trí, đương nhiên cô ta là biết đường sở sở. Đây là người được truyền thông tung hô thành mỹ nữ 5.000 năm mới thấy một thần, là đệ nhất mỹ nữ trong nước. Nhưng đường sở sở không phải người trong giới giải trí, cô ta cũng không chú ý. Chào cô, chị Hồng hơi ngạc nhiên, sau đó trên mặt cô ta nở nụ cười sán lạn, lấy tư sắc của cô, hoàn toàn có thể tiến vào giới giải trí, có thể xông ra sự nghiệp một phen ở giới giải trí, muốn đánh đông dẹp bắc đều không phải là vấn đề. Chị Hồng bắt đầu dụ dỗ. Trước kia cô ta đều dụ dỗ những người phụ nữ khác như vậy. Nói linh tinh một hồi. Nói một đống chuyện xong, cô ta bắt đầu nói trọng điểm. Cô cũng biết địa vị của Khôn Khôn ở giới giải trí là loại cấp bậc rất cao, buổi tối hôm nay đi phục vụ Khôn Khôn một đêm. Từ đây về sau, Khôn Khôn sẽ bảo vệ cô, dẫn cô đi theo bên người, như vậy cô sẽ được ra mắt rất nhanh, thành danh chỉ là vấn đề thời gian. Được rồi, đường sở sở mỉm cười từ chối cô không nghĩ tới chuyện vào giới giải trí càng không nghĩ tới việc bán thân mình mà vào giới giải trí cô xoay người rời đi chị hồng lập tức quát lên đường sở sở cô đừng không biết điều cô biết tôi là ai không tôi là người đại diện mạnh nhất trung quốc thủ đoạn của tôi không phải thứ cô có thể tưởng tượng được cô tin hay không buổi sáng ngày mai video cô cùng khôn khôn lên giường sẽ chuyển đi khắp cả nước chị hồng bắt đầu uy hiếp Đường Sở Sở xoay người nhìn cô ta, nhăn mày lại, lạnh lùng nói, rốt cuộc chị muốn thế nào? Chị Hồng uy hiếp nói, cô biết không, hiện tại có loại kỹ thuật gọi là ghép mặt, tôi lấy video khôn khôn cùng người khác, lợi dụng kỹ thuật đó ghép mặt cô vào. Cô nói xem, đây là tin tức lớn thế nào? Chị. Thân thể Đường Sở Sở run lên. Vẻ mặt chị Hồng đắc ý. Đây là thủ đoạn của cô ta. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cho dù là phụ nữ nhà lành cũng sẽ biến thành dâm phụ. Ngoan ngoãn nghe theo tôi, phục vụ khôn khôn cả đêm, vậy thì sẽ không có chuyện gì. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả, đúng rồi, số phòng khôn khôn là 203. Chị Hồng đứng dậy rời đi. Cô ta lợi dụng một chiêu này, chinh phục được rất nhiều người, không có ai không đi. Cô ta tin tưởng vững chắc đường sở sở cũng sẽ đi. Không đi thì sẽ thân bại danh liệt. Hơn nữa Thái Khôn là đại minh tinh mỗi người phụ nữ đều muốn lên giường cùng anh ta, coi việc lên giường cùng Thái Khôn là vinh dự. Sắc mặt đường sở sở xanh mét. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cô rất lo lắng. Nếu không đi, thì người gọi là chị Hồng này chắc chắn nói được thì làm được. Tuy rằng cô không ở trong giới giải trí, cũng biết giới giải trí thật ra rất hỗn loạn, lâu lâu sẽ tuồn ra thông tin một ngôi sao làm một số chuyện cùng người nào đó. Những trinh tiết của cô khó giữ được. Cô cũng không có tâm trạng nữa. Cô đứng dậy về tới khách sạn Sơn Trang. Phòng cô cũng ở lầu 2. Cô đi ngang qua phòng 203, muốn đến gõ cửa, nhưng cô cảm thấy không thể cứ thỏa hiệp như vậy. Cô nhớ tới Giang Thần nói, cho dù là chuyện gì cũng đều phải bàn bạc cùng anh. Cô về tới phòng. Giang Thần nằm ở trên giường chơi trò chơi, chơi một lát đã ngủ rồi. Cửa phòng mở ra, Đường Sở Sở đi đến. Anh bị đánh thức, xoay người bò dậy thấy sắc mặt đường sở sở lạ lạ, không khỏi hỏi, vợ, làm sao vậy, có phải bị bắt nạt hay không, ai bắt nạt em, nói cho chồng đi, chồng đi xả giận giúp em. Chồng, đường sở sở mặt ủ mày ê, vẻ mặt tủi thân, nước mắt lưng chồng. Giang thần kịp thời ôm cô, kéo cô vào trong lòng ngực, ôm cô, an ủi nói, làm sao vậy, nói cho anh đi. Vừa, vừa rồi người đại diện của Thái Khôn tới tìm em. Đường sở sở kể lại mọi chuyện. Cái gì? Giang Thần giận tím mặt. Thái Khôn tìm chết, dám nhớ thương vợ của anh. Vợ, em chờ đi, anh giúp em hết giận. Đường Sở Sở ngăn Giang Thần lại kịp thời, "Chồng, anh đừng làm loạn, anh ta là Đại Minh Tinh, là nhân vật của công chúng. Nếu anh đánh anh ta, xảy ra chuyện lớn, anh sẽ bị fan hâm mộ dìm chết." Giang Thần hơi hơi dừng tay, cười nói, "Vợ yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không đánh nhau, anh đi giảng đạo lý, em đợi ở phòng đi." Giang Thần nói xong, xoay người đi. Đường Sở Sở cũng không có cách nào, đành phải chờ ở phòng, chờ tin tức tốt của Giang Thần. Giang Thần đi tới phòng 203, gõ cửa. Trong phòng, Thái Khôn nghe được tiếng đập cửa, rất vui mừng, nói "Chị Hồng ra tay, em rất yên tâm, nhanh như vậy Đường Sở Sở đã tự đưa mình tới cửa rồi." "Khôn Khôn, buổi tối em thả lỏng một chút cho tốt đi. Trong khoảng thời gian này em cũng nhịn nhiều rồi." "Được, cảm ơn chị Hồng." Thái Khôn cười, đứng dậy đi mở cửa. Mở cửa phòng ra, phải ôm Đường Sở Sở vào trong lòng ngực mới được. Nhưng mà, nhìn thấy người đứng trước cửa, anh ta trợn tròn mắt. Chương 232, hứa tinh xảy ra chuyện. Thái Khôn còn tưởng rằng là Đường Sở Sở, không ngờ lại là Giang Thần. "Ơ, chủ tịch, sao anh lại tới đây?" Thái Khôn hơi hơi thất thần, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, mời Giang Thần vào phòng. Giang Thần thản nhiên đi vào thái khôn hét lớn chị hồng mau mau pha cà phê đi chủ tịch tới chị hồng nghe được tiếng kêu vội đứng dậy nhìn lại hướng cửa cô ta thấy giang thần sắc mặt không khỏi khẽ thay đổi đây chính là chủ tịch phía sau thời đại khoa một ông chủ có giá trị con người trên ngàn tỷ cô ta không dám chậm trễ chủ tịch mau ngồi đi nói xong thì đi pha cà phê thái khôn đứng ở một bên khuôn mặt đẹp đẽ nở nụ cười chủ tịch chuyện lần trước là tôi không đúng tôi không nên lộn xộn ở thời đại khoa xin anh cho tôi một cơ hội giang thần hơi hơi dừng tay chuyện lần trước tôi không để ở trong lòng thái khôn vô cùng vui mừng cảm ơn chủ tịch tha thứ chị hồng đã bưng cà phê đã đi tới nghe thấy giang thần nói không so đo cô ta cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi đôi tay dâng cà phê lên chủ tịch mời anh dùng giang thần chỉ một bên cái bàn chị hồng đặt lên bàn Thái Khôn nhìn chị Hồng ẩn ý. Anh ta hiểu đàn ông, Giang Thần tới nơi này tuyệt đối không phải tìm anh ta. Không phải tìm anh ta thì là do tìm chị Hồng. Tuy rằng chị Hồng chỉ là một người đại diện, hơn nữa đã qua tuổi 30, nhưng vẫn rất có tư sắc, cũng gợi cảm mê người. "Chủ tịch, tôi ra ngoài trước." Thái Khôn xoay người đi. Chị Hồng hiểu ý, uốn éo mông, đi đến bên Giang Thần, muốn ngồi lên trên người anh giang thần nhấc chân lên đạp một cái chị hồng bị đá văng ngay lập tức ngã trên mặt đất phát ra một tiếng kêu thê thảm ngoặc kép ngoặc kép thái khôn trợn tròn mắt không phải tới tìm chị hồng nghe nói chủ tịch thích những việc thế này thích ngược đãi người khác nghĩ tới điểm này thái khôn cười cười lại bước ra hướng cửa lần nữa cho cậu đi rồi sao giang thần lạnh giọng mở miệng hả thái khôn ngừng lại xoay người nhìn giang thần nói chủ tịch, tôi sẽ không ở nơi này quấy rầy anh cùng chị Hồng. Anh yên tâm, tuyệt đối tôi sẽ không nói ra ngoài, từ nay về sau chị Hồng chính là người phụ nữ của anh. Ồ, Giang thần cười, hóa ra là Thái Khôn cho rằng anh tới tìm chị Hồng. Chị Hồng cũng bỏ dậy từ trên mặt đất, cắn môi, làm ra vẻ ngượng ngùng, dịu dàng nói, từ nay về sau, tôi chính là người phụ nữ của chủ tịch. Giang thần nhíu mày, nói lung tung gì thế, Thái Khôn, tôi tới tìm cậu, không phải vì chị Hồng gì đó. Tôi muốn tới làm phiền cậu đấy. Bốp, anh đập bốp một cái lên bàn. Trái tim Thái Khôn run lên, thật cẩn thận hỏi, chủ tịch, làm sao vậy? Làm sao vậy? Giang thần quát lạnh nói, Thái Khôn, cậu thật to gan a, à, ngay cả vợ của tôi cũng dám nhớ thương. Thái Khôn há hốc mồm, không biết sao lại thế này. Nhớ thương chủ tịch vợ, anh ta không dám, cho anh ta một trăm lá gan, anh ta cũng không dám đâu chợt anh ta nhớ tới cái gì chẳng chẳng lẽ là đường sở sở đúng vậy giang thần đứng lên túm lấy cổ áo anh ta đường sở sở chính là vợ của tôi cậu thật to gan nhớ thương vợ của tôi thì thôi đi còn dám uy hiếp vợ của tôi cậu muốn chết sao chị hồng cũng đã hiểu ý đồ của giang thần khi đến cô ta liền quỳ trên mặt đất chủ tịch không liên quan đến thái khôn đều là do tôi nếu anh muốn trách phạt thì trách phạt tôi đi cô giang thần tiện tay ném một cái vứt thái khôn trên mặt đất thân thể tiếp xúc cùng mặt đất truyền đến từng cơn nóng rát đau nhức nhưng anh ta lại không dám kêu ra tiếng nhìn chị hồng quỳ trên mặt đất giang thần nhấc chân đạp đừng tưởng rằng cô là phụ nữ thì tôi cũng không dám đánh cô thân thể chị hồng bị gạt ngã trên mặt đất cô ta lại không dám hé răng thái khôn cũng quỳ trên mặt đất khẩn cầu nói chủ tịch đều do tôi do tôi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh cầu xin anh tha thứ Giang Thần thật sự muốn đánh chết tên Thái Khôn này, nhưng anh đã nhận lời Đường Sở Sở, không đánh người. Anh hít sâu một hơi, nói chính cậu đi tìm Sở Sở mà xin lỗi đi, nhớ kỹ, là quỳ xin lỗi, nếu Sở Sở tha thứ cho cậu, việc này coi như xong. Còn nếu là không tha thứ cho cậu, vậy chờ bị ném ra biển cho cá ăn đi. Giang Thần lưu lại một câu, xoay người đi. Sau khi anh rời đi, Thái Khôn cùng chị Hồng ôm nhau khóc giống. Chị Hồng tôi xong rồi đời này của tôi xong rồi chị hồng cũng bị giang thần nói dọa cho thân thể run rẩy vội vàng nói mau mau đi xin lỗi tranh thủ cầu xin đường sở sở tha thứ nếu không chúng ta đều sẽ chết đang ở giới giải trí sao cô ta có thể không biết người này là nhân vật lớn thế nào muốn cho hai người biến mất là chuyện dễ như trở bàn tay thái khôn không dám anh ta không dám đi giang thần về tới phòng vừa vào phòng Đường Sở Sở liền đứng lên, nhịn không được hỏi chồng thế nào, anh không đánh người chứ? Giang Thần cười nói, anh là người thô lỗ như vậy sao? Anh đi giảng đạo lý với Thái Khôn, nói với anh ta thân là nhân vật của công chúng thì phải giữ hình được. Anh ta biết sai rồi, sẽ tìm đến em để xin lỗi. Đường Sở Sở thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô chỉ sợ Giang Thần nghe phải một lời nói không thích thì liền đánh người. Trong khoảng thời gian này, Giang Thần đánh người cũng không ít. Nhưng mà, vào giờ phút này, bên ngoài truyền đến tiếng động. Sao lại ồn thế? Đường Sở Sở nhíu mày, lôi kéo Giang Thần, nói, đi ra ngoài nhìn xem. Mới ra cửa liền nhìn đến một người mặc bikini đỏ chạy tới đầy hoang mang rối loạn, Đường Sở Sở lôi kéo cô ta lại, hỏi Tiểu Lệ, làm sao vậy? Tiểu Lệ nói tôi, tôi tìm Dương cấp cứu, hứa tình đã xảy ra chuyện. Hả? Sắc mặt Đường Sở Sở khẽ thay đổi, nhanh chóng kéo Giang Thần xuống dưới lầu lầu một khách sạn đại sảnh nơi này hội tụ không ít người tất cả mọi người phụ nữ đều ăn mặc bikini các cô đều là vừa từ suối nước nóng ra tới mà ở trên một cái bàn còn có một mỹ nữ đang nằm mặc cực kỳ hở hang dáng người cô ta cực tốt hai chân thon dài chẳng qua hiện tại trên mặt cô ta hiện lên vẻ đau đớn vô cùng tránh ra bác sĩ tới một đám đàn ông đã đi tới rất nhiều người phụ nữ đều tránh đường những người đàn ông này là cùng một nhóm. Cầm đầu chính là một người đàn ông chừng 30 tuổi, mặc quần cộc, vai trần, trên người có cơ bụng tám khối, rất có cảm giác đường cong. Wow, đây là ai vậy, thật cường tráng. Tôi rất thích, rất thích dáng người của hắn. Không ít người phụ nữ hoa si nhịn không được kêu lên. Mặt một người trong đám kia có vẻ đắc ý, đặc biệt là mấy người đi theo người đàn ông kia. Một người ngẩng đầu lên, nói đắc ý, đây là lớp số một của chúng ta, còn gọi là mặc thần y quan môn đệ tử một người khác nói theo mặc thần y biết không chính là người năm trước được xếp vào ba vị trí đầu ở đại hội y thuật cuối cùng thua dưới tay phương thần y thủ hạ Mạc thần y y thuật của mặc thần y tê thiên hạ vô song chỉ ở sau phương thần y tất cả mọi người trong nhóm kia đều có vẻ oai lên lần này tụ hội đồng học lớp một này có nhiều loại người lẫn vào nên rất kém cỏi trên cơ bản không có kẻ nào có tiền đồ Bình thường đều bị lớp hai chèn ép. Hiện tại được biết thân phận, mọi người ở lớp 1 đều có cảm giác có mặt mũi. Quan Tuyền đi vào cái bàn trước, nhìn hứa Tình nằm ở trên bàn, dáng người gợi cảm, mê người. Anh ta không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, trong thần sắc có một chút tham lam. Có được không đấy, đưa đi bệnh viện sớm chút đi, chậm trễ thì sợ không kịp. Đưa đi bệnh viện cái gì, từ nơi này đến nội thành bệnh viện phải đi hơn 2 giờ. Đưa đến bệnh viện thì người ta đã chết. Không ít người mở miệng. Có đệ tử Mặc Thần Y Quan môn ở đây, hẳn là không có việc gì. Quan Tuyển hơi hơi dừng tay, ý bảo mọi người yên tĩnh. Mọi người yên tĩnh lại, anh ta mới mở miệng nói, yên tâm đi, chỉ bị rắn độc cắn mà thôi, rất đơn giản, tôi có thể lo được. Chương 233, người ác độc tố cáo trước. Giang Thần vừa tới cũng chứng kiến được tất cả. Đường Sở Sở kéo anh lại, giọng điệu khẩn cầu nói chồng ơi anh mau cứu cô ấy đi giang thần xua tay nói cũng không phải hoàn toàn không còn cách nào khác không cần vội cứ xem đi rồi nói sau quan tuyền nhìn hứa tinh đang nằm trên giường cô ta bị rắn độc cắn hơn nữa vị trí bị cắn lại là bắp đùi da thịt cô ta trắng ngần thậm chí còn có thể nhìn thấy mạch máu vằn lên trông rất sợ lúc này chỗ đùi bị rắn cắn đã sưng phồng lên vết cắn chuyển sang màu đen Độc tố màu tím đen không ngừng lan rộng ra. Quan Tuyền dùng tay ấn chặt lấy vùng xung quanh miệng vết thương của Hứa Tinh. "A!" À, hứa Tinh đau tới mức hét váng lên. Quan Tuyền vội vàng nói, "Hứa Tinh, không sao đâu, có anh ở đây em sẽ không chết, vết thương của em đặc biệt, nên anh phải dùng phương pháp đặc thù mới ép được chất độc trong người em ra ngoài, như này đi, anh đưa em vào phòng, rồi sau đó anh sẽ chuyên tâm chữa trị cho em." Hứa Tinh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng cô ta luôn có cảm giác chập chờn muốn ngủ. Cô còn cảm nhận được sự đau đớn truyền từ vết thương bị rắn cắn lên khắp phần cơ thể phía trên, cô ta biết mình trúng độc, nếu không mau giải độc thì chắc chắn sẽ chết. Hứa tinh, em đồng ý không, đồng ý thì anh sẽ đưa em đi. Bên tai truyền đến tiếng nói. Cô ta đột ngột mở trừng mắt, đập vào mắt mà một khuôn mặt vô cùng đẹp trai, ngực nở cuồn cuộn. Ừ, hứa tinh mê man, khẽ ừ một tiếng. Sứt lời, quan tuyền bèn ôm lấy hứa tinh. Giang thần nhìn thấy thế không khỏi cau mày. Làm gì vậy? Đột nhiên anh nói rồi đi tới. Mặc dù trước giờ hứa tinh vẫn luôn không ưa anh, còn mấy lần gây ra phiền phức cho anh, nhưng dẫu sao cô ta cũng là bản thân của đường sở sở, là phó tổng giám đốc của thời đại khoa, anh làm sao có thể dương mắt đứng nhìn cô ta rơi vào tay quan tuyền được. Quan tuyền dừng lại nhìn Giang thần, nói, không thấy tôi đang đưa cô ấy vào phòng bệnh để trị thương sao cô ấy trúng độc rắn cắn tôi phải dùng phương pháp đặc thù để chữa cho cô ấy là phương pháp của thầy dạy tôi truyền lại người ngoài không được nhìn giang thần anh làm gì đấy đừng làm loạn nữa anh không thấy đùi hứa tinh đã xương tấy hết cả lên rồi sao còn độc tố tím đen kia nữa nếu tiếp tục chậm trễ để xảy ra chuyện anh có chịu trách nhiệm nổi không bác sĩ quan anh mau đưa cô ấy vào chữa trị đi không ít người đồng loạt mở miệng nói Quan Tuyền nhìn Giang thần, nhàn nhạt nói, nghe thấy chưa, xảy ra chuyện anh gánh nổi trách nhiệm không? Nói rồi anh ta lại bế hứa tinh lên. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đêm nay một người phụ nữ xinh đẹp như hứa tinh quỷ dưới háng mình là Quan Tuyền đã sướng đến phát điên lên. Đừng có đụng vào cô ta, Giang thần quát lớn. Quan Tuyền không vui rồi, anh ta dừng lại, hét lên, được, tôi không quan tâm chuyện này nữa, anh đợi mà nhận xác cô ta đi. Nói xong, Quan Tuyền đứng sang một bên. Thật sự làm ngơ. Còn Hứa Tinh lại bắt đầu kêu lên những tiếng đau đớn. Bạn học hai lớp bắt đầu thi nhau chỉ trích. Giang Thần, anh đang làm gì vậy? Ở đây không có việc của anh, cút đi. Đừng có làm chậm trễ thời giờ bác sĩ chữa bệnh nữa. Thấy nhiều người đứng về phía mình, Quan Tuyền tỏ ra đắc ý, anh ta cười nhạt, nói, thằng nhãi, tôi nhắc nhở anh, cô ta trúng độc nặng, còn không mau chữa trị sẽ thành phế nhân, một khi chất độc lan tới não gây ra tử vong cho dù có sống được tiếp thì sẽ trở thành kẻ ngu si đần độn. Quan tuyền bắt đầu hù dọa. Giang thần lườm anh ta một cái, rồi lại nhàn nhạt nói, không đến lượt anh nói, cũng không đến lượt anh nhúng tay vào, chỉ là chút độc tố lại có thể làm khó tôi ư. Ha ha! Đột nhiên quan tuyền cười rộ lên. Chút độc tố, được lắm, vậy thì tôi muốn xem xem anh làm cách nào giải độc, làm thế nào cứu được hứa tinh. Sứt lời anh ta lắc đầu thở dài. Hai, đáng tiếc một người đẹp như hứa tinh lại phải chịu thương tổn rồi. Quan Tuyền nói vậy, bạn học hai lớp lại càng sốt ruột hơn. Thậm chí có vài đồng chí nam đi tới định lôi giang thần đi, miệng quát thằng nhãi biến ngay cho tao. Chỗ này không phải chuyện của anh. Anh là ai? Đường Sở Sở, cậu cũng thật là, sao lại nhìn chúng loại phế vật như thằng chồng cậu vậy chứ? Đường Sở Sở nhìn mọi người, nói chồng tớ cũng là bác sĩ, hơn nữa tay nghề của anh ấy rất cao. Không hề thua kém ai, tớ tin anh ấy có thể cứu được hứa tinh. Cậu tin tưởng có tác dụng sao? Trải nghiệm đọc trụ UEN số 1 tải tương đương TRUMTRUUEN, VN tương đương. Xảy ra chuyện cậu có chịu trách nhiệm không? Giang thần bất ngờ quát lớn, cầm miệng hết cho tôi. Một tiếng quát của anh vang lên, mọi người đều im bật lại. Giang thần đi tới chỗ hứa tinh, liếc qua vết thương ở đùi cô ta, đồng thời quan sát cả những biểu hiện khác của cô ta nghiêm túc quan sát sắc mặt hứa tinh đoạn lại vạch mí mắt cô ta lên xem con ngươi tiếp theo kéo cổ tay cô ta bắt mạch rắn hoa hổ giang thần híp mắt theo những gì anh biết thì rắn hoa hổ là động vật được thuần nuôi độc của rắn này được coi là một loại thuốc dẫn có thể kết hợp cùng dược liệu khác để chữa bệnh nhưng con rắn này lại có chất kịch độc người bị chúng độc này nếu trong vòng một giờ đồng hồ không giải được độc thì chất độc sẽ lan khắp cơ thể rồi chết anh nhìn sang quan tuyền Quan Tuyền ra vẻ đắc ý, nói: Sao không có cách nào đúng không? Tôi nói cho anh nghe, hiện giờ tôi đang rất tức giận đấy, sẽ không giúp đâu. Quan Tuyền đã ăn chắc giang thần rồi, để xem tên phế vật này chữa như nào. Cuối cùng vẫn quay lại cầu xin anh ta. Như vậy thì anh ta có thể đường đường chính chính về phòng với Hứa Tinh rồi. Sau khi giải độc cho cô ta xong, Quan Tuyền sẽ cho cô ta uống thuốc. Đến lúc đó Hứa Tinh sẽ do anh ta mặc sức chơi đùa. Giang thần cười nhạt. Anh điểm vào mấy huyệt trên người hứa tinh, sau đó đưa tay ra sau lưng rút ra một vài ngân châm, nhanh như cắt cắm xuống mấy chỗ trên người cô ta. Tốc độ tay của anh rất nhanh. Nhanh tới mức mọi người xung quanh không nhìn thấy rõ những gì anh vừa làm. Chẳng mấy chốc cả người hứa tinh đã đầy kim châm. Còn Giang thần bấy giờ đang sờ lên phần đùi của cô ta. Đường sở sở thấy vậy thì hơi nhíu mày. Nhưng Giang thần đang cứu người nên cô không nói gì giang thần đặt tay lên đùi hứa tinh nhẹ nhàng nhấn xuống ngay lập tức một búng máu đen trào ra ngoài miệng vết thương của hứa tinh cùng lúc đó mọi người xung quanh cũng thấy rõ dưới lớp da trắng nõn nà của hứa tinh mạch máu dần hiện lên còn phần máu đen đã nhanh chóng chảy lên bắp đùi chỗ máu đen tụ lại được giang thần nhẹ nhàng ép hết ra ngoài miệng vết thương sau khi hoàn thành giang thần mới nhổ hết kim châm trên người hứa tinh ra rồi tiện tay vứt vào thùng rác bên cạnh trong người không còn máu độc, hứa tinh dần dần hồi phục lại thần trí. Ban nãy mặc dù cô ta mơ mơ màng màng nhưng vẫn biết đang xảy ra chuyện gì, biết được Giang thần là người cứu mình, hứa tinh mở miệng yếu ớt nói cảm ơn anh. Giang thần xua tay đáp, tiện tay cứu người mà thôi. Quan tuyển thấy thế nhất thời đưa ra rồi lại vội kinh hô, không thể nào, tuyệt đối không thể, chỉ dựa vào mấy cây châm làm sao có thể ép hết chất độc trong người cô ta ra ngoài chứ, À, tôi hiểu rồi, có phải con rắn cắn hứa tinh là do anh nuôi không, cho nên anh mới có cách chữa. Một lời nói làm kinh động cả thượng đế trên trời. Tất cả mọi người đều dõi mắt về phía Giang Thần. Anh chỉ cười nhạt. Đúng là người ác lại luôn tìm cách tố cáo người khác trước. Giang Thần, không ngờ anh lại nuôi rắn độc. Anh đang làm gì vậy? Nhân cơ hội này muốn lấy được ấn tượng tốt đẹp của Hứa Tinh, anh đã là trai có vợ, còn Hứa Tinh chính là bạn thân của vợ anh đó đúng là lòng người hiểm ác. Không ít người mở miệng mắng chửi anh. chương 234, âm mưu. Quan tuyền rất vừa ý với kết quả này. Thằng khốn giang thần này dám làm hỏng chuyện tốt của anh ta, nếu không khiến anh thân bại danh liệt thì chẳng phải bao nhiêu công sức từ đó tới giờ của anh ta đều đổ sông đổ bể hết sao. Nói liều cái gì đấy? Đường sở sở đứng dậy nói giúp giang thần, chồng tôi không bao giờ là loại người như vậy, anh ấy làm gì nuôi rắn độc. Đường sở sở, Biết người biết mặt không biết lòng. Đúng vậy, cậu vừa kết hôn với Giang Thần chưa được bao lâu, anh ta là loại người gì, cậu làm sao hiểu hết được. Một nhóm người đứng ra phản đối đường sở sở. Hứa Tinh đã tỉnh táo hơn khá nhiều, cô ta từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào thành ghế, yếu ớt nói, tôi tin Giang Thần sẽ không nuôi rắn độc, tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Giang Thần nhìn Hứa Tinh, ánh mắt hiện lên vẻ đồng tình mặc dù người phụ nữ này khá nóng nảy bốc đồng nhưng ít ra cô ta còn hiểu lý lẽ quan tuyền bắt đầu cuống hứa tinh em đừng có để thằng khốn này lừa rắn này là rắn độc đó là kịch độc cần dùng phương pháp đặc thù để giải độc còn phải kết hợp thuốc chứ còn mấy cây châm thì sao mà giải được độc tố kể cả thầy của anh cũng không có bản lĩnh đó em đừng nể tình là bạn thân của đường sở sở mà đi tin anh ta giang thần liếc anh ta nhàn nhạt nói anh chưa từng thấy không có nghĩa là không có là do anh Hiểu biết hạn hẹp mà thôi. Quan Tuyền nhìn Giang thần, vẻ mặt anh ta thoáng hiện lên sự thù hận. Anh ta ra hiệu bằng mắt cho người đàn ông đứng bên cạnh. Người này Hiểu ý, lập tức rời đi. Quan Tuyền nói tiếp, hứa tinh, chẳng lẽ em còn chưa nhìn ra chuyện này là do đường sở sở và Giang thần cố ý cấu kết lừa em ư. Anh ta nhìn mọi người xung quanh, nói một cách gióng giạc, mọi người đều biết, Giang thần là tên đi ở rể, là loại phế vật, đường sở sở đưa anh ta đến mục đích là gì nhất định chính là đang giả vờ thể hiện cho mọi người thấy giang thần là một người giỏi giang theo tôi thấy rõ ràng hứa khung và đinh ngọc long đều là chỗ thân tình của đường sở sở bọn họ kết hợp với giang thần đi lừa bịp mọi người lời vừa nói ra mọi người lập tức tỉnh ngộ không phải không phải như vậy đường sở sở cố gắng giải thích giang thần lười chẳng muốn phân bua lại còn kết hợp để giả vờ anh có nhu cầu này không nhỉ này là dạng người gì mà ngay cả chuyện vô lý như vậy cũng nghĩ ra được? sở sở, chúng ta đi thôi. Giang Thần không muốn phí lời nữa. muốn đi sao? Quan Tuyền chặn đường hai người họ, lạnh giọng nói, sao hả? bị vạch trần rồi muốn chạy trốn ư? Giang Thần nhìn thẳng vào anh ta, nói anh còn muốn cái gì? Anh gần như có thể đoán ra người nuôi rắn độc thật sự chính là Quan Tuyền, chỉ là không có bằng chứng nên anh mới không muốn nói năng hồ đồ giờ anh lại còn bị quan tuyển tố cáo ngược sao? Quan tuyển nói to, các bạn học, chắc chắn Giang Thần Chính là kẻ nuôi rắn độc, nếu không tin thì chúng ta cùng nhau tới phòng anh ta kiểm tra là biết ngay, nếu không có thì tôi sẽ quỳ xuống nhận sai với anh ta, còn nếu trong phòng anh ta có rắn độc thì mọi chuyện như nào, chắc tôi không cần nói nữa nhỉ? Quan tuyển dứt lời, ngay lập tức Giang Thần đã cảm thấy có điều chẳng lành. Vừa nãy anh cũng nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh quan tuyển lén lút rời đi nếu anh không đoán lầm thì có lẽ người đàn ông kia đã lén tới phòng anh rồi thả rắn độc ra. Anh đã quá sơ suất rồi, ngay cả thủ đoạn đơn giản như vậy anh cũng không để ý. Đi thì đi, đường sở sở tự nhận mình trong sạch, chẳng có gì phải sợ. Còn giang thần lại đang cau mày. Thấy bộ dạng của anh, quan tuyền lạnh lùng nói, sao, sợ rồi à? Hứa tinh đang ngồi trên ghế cũng nhìn giang thần bằng ánh mắt hơi nghi ngờ, trong lòng thầm nhủ chẳng lẽ tên này thật sự nuôi rắn độc giang thần anh sợ cái gì giang thần quay lại nhìn hứa tinh nhún vai một cái việc đã tới nước này anh cũng chẳng thể nói được gì chỉ đành theo chân bọn họ về phòng kiểm tra về phần có thể tìm ra rắn độc không anh cũng không chắc chắn đi đoàn người cùng trở về khách sạn sơn trang hứa tinh được người khác dìu đi rất nhanh chóng bọn họ đã tới phòng của giang thần anh lấy chìa khóa phòng mở cửa ra bật đèn lên đoàn người lần lượt bước vào trong giang thần vừa bước vào phòng đã cảm thấy có điều kỳ lạ trên mặt bàn có một cái hộp nhỏ màu vàng trước lúc anh rời phòng trong phòng không hề có cái hộp nào đứng lại anh đừng động vào quan tuyền vừa bước vào đã hô lớn giang thần bất đắc dĩ đứng sang một bên quan tuyền dẫn theo một nhóm người đi vào trong bọn họ giả vờ tìm kiếm cuối cùng trước sự chứng kiến của mọi người bọn họ mở nắp hộp màu vàng kia ra vừa mở ra một con rắn độc nhỏ màu vàng lập tức trườn ra ngoài. Á, à, không ít bạn học nữ hét toáng lên vì sợ. Quan tuyển dũng cảm túm lấy con rắn độc nhỏ, đập một phát vào tường, tiếp theo xông tới dẫm mấy cái lên con rắn. Con rắn bị anh ta dẫm chết tươi, sau đó anh ta lại cầm con rắn lên, đi tới vứt xuống trước mặt giang thần. Thằng khốn, đây là gì? Đường sở sở nhìn sang giang thần, đây là... Cô nhớ lúc rời khỏi phòng trên bàn không hề có chiếc hộp nào sao trở về lại có rồi hóa ra thật sự là giang thần đúng là lòng giả dạ ác độc này rõ ràng là rắn độc có thể gây chết người rốt cuộc lòng giả dạ anh ta ác tới mức nào vậy có vài bạn học bắt đầu mắng chửi đồng thời né xa khỏi chỗ giang thần và đường sở sở đang đứng hứa tinh được người khác dìu nhìn thấy giang thần và đường sở sở cô ta tỏ ra nghi hoặc và khó hiểu sở sở cậu muốn tớ chết sao tớ có chỗ nào mắc tội với cậu tinh tinh cậu nghe tớ giải thích, không phải như vậy, tớ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Đường sở sở hoang mang giải thích. Đủ rồi, hứa tinh lạnh giọng, nói, đường sở sở, đủ rồi, tớ luôn nghĩ cho cậu, muốn cậu tìm được người đàn ông tốt, cậu lại kết hợp với chồng cậu hại tớ, lần này may mà có anh quan, chứ không thì tớ đã trở thành trò đùa của hai người rồi. Quan tuyển đi tới, nhắc nhở tinh tinh, sau này em nên cẩn thận khi kết bạn, đừng có với ai cũng toàn tâm toàn ý, hết lòng hết dạ như vậy, đường sở sở và giang thần không đáng để làm bạn với em đâu. Hứa tinh nhìn đường sở sở và giang thần, khuôn mặt đầy vẻ thất vọng, cô ta hừ lạnh rồi quay người bỏ đi. Những bạn học khác thi nhau chỉ trỏ mắng chửi. Chửi giang thần và đường sở sở là loại chó má mất dậy. Đường sở sở uất ức sắp phát khóc. Sau khi mọi người rời khỏi, cô mới bật khóc ngon lành. Tại sao, tại sao lại như vậy chứ? Giang thần đi tới, vỗ vai cô an ủi, chút chuyện nhỏ, không cần để tâm, chúng ta tự biết mình trong sạch là được. Giang thần không quan tâm người khác nghĩ gì. Nhưng, nhưng mà đây rõ ràng là ngậm máu phun người, em thật sự không thể thanh minh nổi cho bản thân mình. Giang thần vẫn an ủi cô, không sao, anh sẽ nhanh chóng điều tra rõ mọi chuyện, minh oan cho chúng ta. Giang thần không mở miệng giải thích là bởi vì anh thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Đây là phòng riêng của anh, chìa khóa chỉ có một chiếc và anh là người giữ nó hơn nữa quả thực đã tìm thấy có rắn độc trong phòng anh không có bằng chứng xác thực thì dù anh có giải thích thế nào cũng không ai thèm tin sau khi rời khỏi phòng giang thần quan tuyền bắt đầu đi lấy lòng hứa tinh 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 giờ em thấy trong người thế nào có còn choáng váng không anh thật sự không tin tưởng giang thần mặc dù anh ta đã giải độc giúp em nhưng anh cứ có cảm giác anh ta còn âm mưu gì đằng sau để an toàn thì trước hết anh sẽ đưa em về phòng kiểm tra tổng thể cho em, được không? Đầu hứa tinh đúng thật là vẫn còn hơi choáng. Cô ta lo lắng chất độc vẫn còn sót lại đâu đó trong cơ thể nên gật đầu đồng ý ừm. Nghe xong, quan tuyền nhếch miệng nở nụ cười xảo trá vì đạt được kế hoạch. Chỉ cần hứa tinh vào phòng anh ta, anh ta sẽ mượn cớ cho hứa tinh uống thuốc. Cô ta uống thuốc xong, anh ta sẽ mặc sức giày vò. Sau đó anh ta sẽ đặt máy quay lén, như vậy sẽ khiến cô ta không dám hé răng tố cáo thậm chí anh ta không cần dùng máy quay để uy hiếp thì sau này cũng sẽ được hứa tinh chiều chuộng miễn phí. Nghĩ tới đây, anh ta bỗng cảm thấy khoai khoái trong lòng. chương 235, xem anh làm thế nào để chờ mình. Trong phòng, đường sở sở đang buồn muốn chết. Cô không ngờ lần tham gia họp lớp này lại xảy ra xích mích không nhỏ với hai người bạn thân. Phía Kim Tĩnh Ân đành bất lực, cô ấy được gả cho nhà họ hứa, đương nhiên sẽ nói giúp nhà bọn họ, còn cô phải vì Hắc Long nên mới đắc tội với nhà họ Hứa. Nhưng cô thực sự bị oan uổng trong chuyện của Hứa Tinh. Ông xã, làm thế nào bây giờ? Anh mau nghĩ cách đi. Giang Thần đang ngồi ở ghế, anh rút điếu thuốc ra, "Không sao, chuyện lớn hơn ập đến với anh anh cũng có thể giải quyết được, em đợi trong phòng, anh xuống hỏi quản lý khách sạn xem có còn chìa khóa dự phòng không." Giang Thần nhìn căn phòng cửa sổ còn khóa, chắc người của quan tuyền sẽ không thể vào trong đây bằng con đường này. muốn vào trong phòng chỉ có duy nhất một cách là đi vào từ cửa phòng. mau, mau đi đi, cô dục anh, giang thần rời khỏi phòng, bắt đầu đi điều tra chuyện chìa khóa phòng, đồng thời kiểm tra xem rốt cuộc quan tuyển có quan hệ như thế nào với khu nghỉ dưỡng long tuyền này. nếu giữa bọn họ có quan hệ với nhau thì việc lấy được chìa khóa phòng anh là việc vô cùng dễ dàng. cùng lúc đó, hứa tinh rất cảnh giác thấy Quan Tuyền khóa cửa, cô ta không khỏi cau mày hỏi, anh Quan, này là. Hứa Tinh mặc bộ bikini gợi cảm bước vào trong phòng. Quan Tuyền vội giải thích, anh định sử dụng phương pháp trị liệu đặc biệt nên không thể để người ngoài nhìn thấy, bằng không thầy anh mà biết, ông ấy nhất định sẽ đánh chết anh. Bộ đồ này vô cùng hở hang, rất quyến rũ, quần bơi lọt khe, áo ngực còn hở bạo hơn, chỉ có hai mảnh vải đủ che đi bộ ngực, cộng thêm hai cái dây áo. Nghe anh ta nói vậy, Hứa Tinh mới hoàn toàn rũ bỏ hiểm nghi. Cùng lúc đó, Hứa Tinh mặc bộ bikini gợi cảm bước vào trong phòng. Quan Tuyền dìu Hứa Tinh vào phòng, anh ta lập tức khóa trái cửa lại. Hứa Tinh rất cảnh giác, thấy Quan Tuyền khóa cửa, cô ta không khỏi cau mày hỏi anh Quan, này là? Quan Tuyền vội giải thích, anh định sử dụng phương pháp trị liệu đặc biệt nên không thể để người ngoài nhìn thấy. Bằng không thầy anh mà biết, ông ấy nhất định sẽ đánh chết anh. Nghe anh ta nói vậy hứa tinh mới hoàn toàn rũ bỏ hiểm nghi. Tinh tinh, em nằm xuống đây. Anh ta đỡ hứa tinh tới chỗ cái giường, để cô ta nằm xuống. Hứa tinh trúng độc của rắn độc, mặc dù được giang thần dùng ngân châm ép hết chất độc ra ngoài nhưng đi một lát, cô ta lại thấy đầu óc choáng váng, bèn không tự chủ được mà nằm xuống giường, lúc này mới thấy người dễ chịu hơn chút. Quan tuyền làm bộ kiểm tra vết thương cho cô ta. Vết thương vẫn sưng tấy chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Tinh tinh, em chịu khó một chút chỉ còn một ít độc tố nếu không kịp thời nặn ra ngoài thì sẽ xảy ra chuyện lớn hứa tinh yếu ớt nói cảm ơn anh quan rất nhiều anh sẽ dùng miệng hút nó ra quan tuyền bắt đầu đỏ mặt nghe xong mặt hứa tinh cũng thoáng ửng đỏ dùng miệng ư dùng miệng thì ngại chết mất cô ta đỏ mặt đáp không không còn cách nào khác sao quan tuyền làm bộ nghiêm túc nói xin lỗi anh đường đột quá để anh đi lấy thuốc em uống vào phòng khi chất độc lan rộng. Anh ta đi về phía bàn làm việc, đoạn mở tủ lấy ra một hộp thuốc, sau đó đổ một viên thuốc ra. Đây, em uống đi. Hứa tinh từ từ mở miệng. Cô ta nuốt viên thuốc xuống cổ họng. Thấy hứa tinh ngoan ngoãn uống thuốc, quan tuyển bèn tỏ ra vô cùng đắc ý. Đây là loại thuốc anh ta chuyên tâm điều chế, một khi uống vào, cho dù là con gái nhà lành cũng sẽ trở thành con đàn bà dâm loàn. Sau khi uống thuốc, hứa tinh vẫn còn cảm thấy choáng cô ta tưởng đó là do chất độc trong người chưa hoàn toàn được tiêu trừ cũng không nghĩ nhiều bèn nhắm mắt lại nằm nghỉ một chút lúc này quan tuyền mới lấy máy quay lén từ trong túi ra để lắp đặt trong phòng sau khi chỉnh góc độ vừa ý anh ta mới quay lại nhìn hứa tinh đang nằm trên giường cô ta đang nhắm mắt gương mặt thoáng ửng hồng chiêm ngưỡng thân hình nóng bỏng của cô ta quan tuyền nuốt nước miếng anh ta chưa từng chơi qua món đồ chơi nào hấp dẫn kích thích như thế này anh ta là bác sĩ, thầy của anh ta còn là một thầy thuốc nổi tiếng, cho nên anh ta vừa nhìn đã biết ngay Hứa Tinh là gái còn trinh, chưa từng ngủ với đàn ông. Quan Tuyền cảm thấy lần này anh ta trúng mánh rồi. Sau này Hứa Tinh sẽ thành gái bao của anh ta. Tinh tinh, anh ta khẽ lay lay người Hứa Tinh. Cô ta từ từ mở mắt, ánh mắt mơ màng. Tầm nhìn của Hứa Tinh rất mơ hồ, cô ta nhìn thấy có một người trước mặt, nhưng lại không thấy rõ mặt người đó. Dần dần cô ta mới nhìn rõ đằng trước. Cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt rồi. Thân, là anh sao? Hứa tinh nhìn thấy, người đứng trước mặt mình bây giờ chính là bạn trai 10 năm trước của mình, là người mà cô vẫn hằng mơ tưởng. Là anh, là anh đây. Quan tuyển sướng dơn mỉm cười đáp. Đây chính là tác dụng kỳ diệu của loại thuốc anh ta điều chế ra, có thể làm mê hoặc thần kinh con người, khiến đàn bà nhầm tưởng rằng anh ta là người họ thực lòng thích, sau đó sẽ tình nguyện trao thân cho anh ta anh ta lập tức xả xuống ôm lấy hứa tinh lúc này hứa tinh đã hoàn toàn mê muội cô ta chủ động đáp lại ngoài cửa sổ đang có người là giang thần giang thần trông thấy cảnh tượng trong phòng không khỏi cau mày anh không muốn quan tâm nhưng thật sự là không nhìn nổi nữa nói thế nào thì hứa tinh cũng là bạn gái cố người năm trước của mình giang thần nghĩ vậy bèn cố sức đẩy cửa sổ cánh cửa lập tức bị mở ra quan tuyền đang ôm ấp hứa tinh nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên nhìn, đồng thời buông tay ra. Anh ta nhìn thấy Giang Thần đang trèo từ cửa sổ vào trong. Anh ta giận tím mặt, thằng khốn, mày muốn chết à, cút ngay cho tao. Giang Thần vào trong ngồi lên cái ghế, lấy một điếu thuốc ra rồi châm lửa hút, anh liếc qua Hứa Tinh, lúc này đang toàn thân đỏ ửng trên giường, mê man không còn phân biệt được cái gì, rồi ung dung nói, anh quan, anh thế này cũng thật là không biết đạo lý rồi, tôi giúp anh đổ vỏ vậy mà giờ anh ở đây ân ân ái ái hay là để tôi tới góp vui cùng nha quan tuyền còn tưởng giang thần tới gây chuyện anh ta từng thấy qua kỹ năng của giang thần mấy người đàn ông to con gộp sức lại cũng không phải đối thủ của anh nghe giang thần nói vậy quan tuyền bèn cười lớn không vấn đề gì thằng nhóc bao giờ tao xả xong thì tới lượt mày giờ mày đứng gọn một bên mà nhìn anh đây thể hiện này đúng rồi cô ta bị sao đây sao lại không phản kháng giang thần giả bộ không hiểu hỏi vậy thì chú lại không hiểu rồi cô ta vừa uống thuốc do đích thân anh đây chế ra cho dù là con gái nhà lành một khi uống vào cũng thành đàn bà dâm loàn giờ thì anh đây có thể tùy tiện dày vò cô ta giang thần lại hỏi đúng rồi thuốc này có tác dụng trong vòng bao lâu vậy nhớ đến lượt tôi thuốc hết tác dụng thì sao như thế thì tôi sẽ gặp phiền phức mất tôi nhung nhớ hứa tinh từ lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội đây ha ha cả đêm nay cô ta sẽ ngoan ngoãn hầu hạ chú quan tuyền cười đắc ý anh ta không nhịn nổi nữa lập tức bổ nhào vào người hứa tinh lúc này giang thần đột ngột xoay người túm lấy quan tuyền ném xuống đất quan tuyền bị quăng cho choáng váng mặt mày đau đến mức không có sức bỏ dậy anh ta chỉ tay vào giang thần gầm lên mày thằng chó chết này mày muốn hưởng trước chứ gì tao nói cho mà biết không thể nào tao tốn bao nhiêu công sức mới dụ được cô ta phải để tao hưởng trước phải để tao phá tia sao sao cô ta trước xin lỗi vì sự dịch quá sát này pro sao làm thế thôi ạ à? quan tuyền tưởng giang thần muốn hưởng lợi trước anh ta làm sao anh ta cho phép điều đó được lúc này giang thần mới đi tới chỗ cái máy quay lén được quan tuyền đặt trộm từ trước rút thẻ nhớ ra anh giơ thẻ nhớ trước mặt quan tuyền lắc qua lắc lại cười chế giễu lần này tôi muốn xem anh làm sao trở mình khụ quan tuyền hiểu dụng ý của giang thần anh ta tức tới mức ho ra máu. Giang thần đi tới giường chỗ hứa tinh đang nằm, nhìn cô ta, anh khẽ lắc đầu thở dài, đúng là gái đẹp toàn gây họa, xinh đẹp quá nên đi đến đâu là gây rắc rối đến đấy. Gái đẹp gây họa, anh đã sớm được trải qua tình cảnh này rồi. Ở bên cạnh đường sở sở, thỉnh thoảng anh cũng gặp phải chuyện tương tự. Giang thần đi vào nhà vệ sinh múc một gáo nước lạnh, đoạn anh đi ra hát trực tiếp lên người hứa tinh. Hứa tinh dùng mình vì lạnh, sau đó mới tỉnh táo lại một chút cô ta nhìn thấy giang thần bèn vùng dậy tát cho anh một cái nhưng ngay sau đó cô ta thấy toàn thân vô lực lần nữa ngã xuống đất ánh mắt mơ màng nhìn giang thần cô ta bỏ dậy người ngợm cứ xả vào vai anh hai chân quắp lên người anh tôi tôi muốn cho cho tôi giang thần nhíu mày tác dụng của thuốc này kinh khủng thật anh đẩy hứa tinh ra đồng thời rút mấy cây châm cắm xuống người cô ta lúc này Quan tuyền lặng lẽ bỏ dậy, anh ta vớ được cái ghế, bèn hung hăng định lao tới đập vào gáy giang thần. chương 236, chứng minh bản thân trong sạch. Chết đi! Quan tuyền cầm lấy tấm phản, hung hãn định đập xuống gáy giang thần. Giang thần phản ứng rất nhanh, kịp thời xoay người lại giơ tay lên chống đỡ, tấm phản đập vào cánh tay anh. Băng ghế này rất chắc chắn, được làm từ gỗ thật. Quan tuyền chỉ cảm thấy mình như va phải một bức tường cực kỳ kiên cố, anh ta bị bắn ngược lại còn chưa đứng vững đã ngã nhào xuống đất miệng nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn giang thần phủi phủi tay nhìn quan tuyền ngã lăn trên đất một cái đi tới dẫm một chân lên mắng thứ cặn bã a à, quan tuyền đau đến độ mặt mũi méo xệch, anh ta không ngừng la ó vì đau giang thần khinh anh ta vô cùng sau đó anh lại đi tới cạnh giường đỡ hứa tinh lên để cô ta ngồi khoanh chân nhưng cơ thể hứa tinh chẳng còn chút sức lực nào giống như người không xương, không cách nào ngồi thẳng được mà cứ thế ngã nhào xuống. Giang thần kịp thời đỡ lấy cô ta. Anh giữ vai hứa tinh phòng chứ cô ta lại đổ người xuống, đồng thời điểm huyệt phía sau lưng cô ta, ngón tay anh chậm rãi lướt xuống, dọc theo sống lưng tới xương cụt. Cứ thế lặp lại vài lần. Sau đó anh thả cô ta xuống, kéo cánh tay cô ta ra. Tiếp tục điểm vào vai hứa tinh, đoạn anh lại dùng tay lướt từ bả vai xuống tới đốt ngón tay cô ta đổi tay tiếp tục làm thế tương tự như vậy anh cũng điểm phần đùi của cô ta rồi di chuyển ngón tay từ trên xuống dưới tận lòng bàn chân cô ta sau khi điểm xong tám huyệt đạo cộng thêm châm cứu sơ bộ đã có thể đẩy được hết chất độc ra bên ngoài lúc này hứa tinh đã tỉnh táo hơn nhiều sau khi định thần lại cô ta trông thấy giang thần trước mặt dường như vẫn còn cảm nhận được cảm giác lúc nãy khi giang thần động vào người mình hứa tinh giơ tay ra định tát và mặt giang thần một cái mắng thằng khốn, anh định làm gì tôi đấy. Giang thần kịp thời chặn lại cái tát đó của cô ta. Anh nhạt nhẽo đáp, tôi cứu cô, vậy mà cô lại lấy oán báo ân. Anh, anh cứu tôi. Hứa tinh nghi ngờ. Đột nhiên cô ta nhớ ra, chuyện mình và quan tuyển cùng nhau đi vào phòng, nhưng những chuyện sau đó, cô ta lại không có ấn tượng gì nữa. Có thể cử động được thì ngồi dậy đi, về phòng mặc thêm quần áo vào người ấy, cô ăn mặc như này làm bọn đàn ông muốn phạm tội hết lượt rồi giang thần bỏ lại một câu rồi xoay người đi về phía cửa anh mở cửa đi ra giọng nói còn kéo dài ngân vang đâu đây người đâu mau tới đây mau tới đây xảy ra chuyện lớn rồi giang thần không muốn chuyện này ảnh hưởng gì tới hứa tinh chỉ là anh muốn thanh minh sự trong sạch của bản thân đồng thời thanh minh cả cho đường sở sở tiếng hô này đã thu hút không ít người sau khi hứa tinh ngồi dậy cô ta nhìn thấy quan tuyền đang la ó đau đớn trên sàn nhà, lúc này chẳng cần nghĩ cô ta cũng biết đã có chuyện gì xảy ra. Hứa tinh vội vàng chạy theo ra cửa. Vừa mới tới cửa phòng, hứa tinh bỗng cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, cô ta ngả vào người giang thần, kịp thời túm lấy anh mới có thể đứng vững. Cô ta dã rời dựa vào giang thần mới không bị ngã. Rất nhiều người nghe thấy tiếng kêu bèn lập tức xông tới. Đường sở sở cũng tới rồi thấy hứa tinh gần gũi quá đỗi với giang thần, cô hơi sững người. Giang thần trông thấy đường sở sở bèn vội vàng đẩy hứa tinh ra, sau đó nhanh chân chạy tới chỗ cô. Hứa tinh mất điểm tựa cứ thế ngồi bệt xuống sàn, cô ta bám vào tường, cố gắng gượng dậy, khuôn mặt tỏ ra oán trách, giang thần, đồ khốn, đỡ tôi một lát thì anh chết à. Giang thần tới chỗ đường sở sở, giải thích, sở sở, không phải như những gì em thấy đâu. Đường sở sở nhìn anh đầy giận dỗi, sau đó cô nhanh chóng chạy tới chỗ Hứa Tinh hỏi Tinh Tinh cậu sao thế Hứa Tinh lắc đầu tớ tớ cũng không biết cậu hỏi Giang Thần anh ta biết rõ nghe xong mọi người đều dồn sự chú ý vào Giang Thần ai ai cũng nhìn anh đầy nghi hoặc không phải Hứa Tinh đang được quan tuyền chữa trị sao tại sao Giang Thần lại chạy tới phòng quan tuyền lại còn từ trong sông ra mấy người lớp một đi vào trong phòng bọn họ nhìn thấy quan tuyền đang nằm trên sàn nhà kêu đau bèn lập tức tới đỡ anh ta dậy. Giang thần, thằng khốn kiếp nhà cậu, sao lại đánh người? Chuyện này mà không có lời giải thích thì không xong đâu. Mấy người lấp một cứ oang oang cái miệng. Quan tuyển cố nhịn đau, vừa ăn cướp vừa la làng, tôi đang chữa trị cho hứa tinh. Đột nhiên anh ta trèo từ cửa sổ vào muốn làm hại tinh tinh, tôi cố gắng ngăn anh ta lại thì bị anh ta đánh thành ra như bây giờ. Được lắm giang thần, hóa ra cậu là con người như vậy. Đúng là đồ khốn nạn. Một đám đàn ông xuống lại mắng chửi Giang thần, đồng thời nhìn sang Hứa Tinh. Quá gợi cảm, quá mê người rồi, thảo nào Giang thần có thể làm ra chuyện đó. Thật ra mấy tên đàn ông ở đây cũng từng nghĩ tới chuyện đó, có điều chỉ dám suy nghĩ vớ vẩn chứ nào có gan hành động. Đường Sở Sở không tin những gì Quan Tuyển nói, cô đỡ Hứa Tinh dậy, hỏi Tinh Tinh, là như vậy sao? Tớ, tớ cũng không biết nữa. Hứa Tinh bị chuốc thuốc xong, đầu óc mơ màng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra cô ta chỉ ấn tượng một điều duy nhất đó là giang thần đã sờ mó loạn xạ trên người cô ta cô ta ôm đầu yếu ớt kể lại tớ thật sự không nhớ rõ chỉ nhớ mang máng hình như giang thần đã bế tới lên còn sờ vào lưng tay và đùi của tớ phụt giang thần lập tức phụt cười anh có lòng tốt giải thuốc cho hứa tinh thế nào mà lại biến thành sờ mó lung tung rồi chính là như vậy quan tuyền chêm vào tôi muốn ngăn cản thì thằng khốn này bèn đánh tôi báo cảnh sát đi loại người cặn bã như vậy chính là mầm bệnh của xã hội mọi người nhao nhao lên nói lúc này chính bản thân hứa tinh cũng hồ đồ rồi cô ta nghĩ quan tuyền định dở trò gì đó với mình là giang thần đã cứu cô ta nhưng giờ cô ta nói như vậy lại có cảm giác như người muốn dở trò với mình là giang thần còn quan tuyền mới là anh hùng tới giải cứu cô ta rồi bị đánh vậy quan tuyền ra hiệu bằng mắt với mấy bạn học bên cạnh mình nhỏ giọng nói trong tay nó có cầm thẻ nhớ đi đánh một trận rồi nhân cơ hội cướp lại cho tôi mấy người đó lập tức hiểu ý giang thần thằng khốn này thằng cặn bã ông đây phải đánh chết mày mấy người này chen lấn xô đẩy nhau định xông tới chỗ giang thần đánh anh một trận rồi nhân lúc anh sơ ý cướp lại thẻ nhớ giang thần không hề nương tay anh giơ chân lên xông tới trong nháy mắt đã xử gọn năm thằng thân thủ của anh thật cao cường. Những người khác thấy vậy cũng không dám tới kiếm chuyện với anh. Giang thần nhìn hứa tinh một cái, nhạt nhẽo nói, hứa tinh, tôi đã nể tình trừ lại đường lui cho cô, nếu ngay cả cô cũng hiểu lầm tôi thì tôi cũng hết cách. Đành phải để mọi người ở đây xem phim sẽ miễn phí vậy. Anh lấy thẻ nhớ ra, đi vào phòng, lắp lại vào máy quay phim, rồi bật lên. Đám người lập tức xúm lại vây quanh máy quay phim. Trong phòng, tất cả mọi người mấy chục con người túm tụm lại, không rời mắt khỏi màn hình máy quay phim. Màn hình đang chiếu đến cảnh quan tuyền bổ nhào vào người hứa tinh, lúc anh ta đang ôm cô ta, hứa tinh đỏ mặt chạy tới tắt máy quay. Còn quan tuyền thì mặt mày sám ngoét như đống cho tàn. Hóa ra là vậy, quan tuyền mới là kẻ lòng lang dạ thú. Tất cả là do tên khốn quan tuyền, chúng ta đã hiểu lầm giang thần rồi. Giang thần mới là người tốt thực sự, cơ hội tốt như vậy còn bị lợi dụng để chiếm lợi, đúng là đấng quân tử. Đám người nhất thời ngộ ra. Giang thần nhìn thấy hứa tinh mặt mày đỏ lựng, cười nói còn chưa chiếu xong mà, cảnh hay còn ở phía sau, để mọi người xem, đồng thời chứng minh sự trong sạch của tôi. Hứa tinh lườm giang thần, mắng, còn nói nữa có tin tôi xé mỏ anh không? Giang thần cười, được rồi, không sao rồi, hứa tinh không sao, cũng may có tôi đến kịp, nhờ vào y thuật cao siêu của mình mà tôi đã giúp cô ta loại bỏ được hết độc tố trong người vừa nói anh vừa nhìn hứa tinh cười cười về phòng nhớ mặc nhiều quần áo chút cô mặc như này khiến cánh đàn ông không nhung nhớ cũng khó với cả về phòng nhớ uống nhiều nước ấm một chút trong người cô vẫn còn sót lại thuốc phải uống nhiều nước đi tiểu nhiều mới ra hết được ha ha cánh đàn ông được dịp cười ầm lên còn hứa tinh thì xấu hổ tới mức mặt mày đỏ như quả cà chua cô ta vội nói, sở sở, đỡ tớ về phòng. Ừ, đường sở sở gật đầu. Lúc này, Thái Khôn và quản lý của anh ta, chị Hồng cũng đi tới. Uầy, Khôn Khôn tới kìa. Rất nhiều cô gái phấn khích hét lên. Sau đó trước mặt bao nhiêu người, Thái Khôn trực tiếp quỳ gối trước mặt đường sở sở. Cái này là... Lại xuất hiện trò chơi gì nữa đây? mươi 237, sát thủ bí ẩn. Thái Khôn quỳ xuống, khiến mọi người sửng sốt. Đây là một ngôi sao lớn, nổi tiếng khắp cả Đại Giang Nam Bắc. Hầu như tất cả các bạn nữ lớp 1 và lớp 2 đều thích Thái Khôn. Bây giờ Thái Khôn lại quỳ xuống trước mặt đường sở sở. Thái Khôn cũng bị ép đến bất lực mà thôi. Anh ta không muốn chết. Anh ta quỳ trên mặt đất cầu xin, cô sở sở, tôi đã sai rồi, xin cô hãy tha thứ cho tôi, cứ coi tôi như một cái rắm đi mà. Một người hâm mộ của Thái Khôn ngay lập tức không hài lòng, Bước đến định đỡ Thái Khôn lên. Khôn Khôn, anh làm gì vậy vậy, sao anh có thể quỳ trước cô ta được, cơ thể anh quý giá, anh là ngôi sao lớn đấy, anh là thần tượng của em mà. Đường Sở Sở, cô đã làm gì Khôn Khôn vậy? Có rất nhiều người đều lên tiếng chỉ trích Đường Sở Sở. Thần tượng của họ lại phải quỳ xuống trước mặt Đường Sở Sở, bọn họ đều rất tức giận. Hứa Tinh cũng có chút nghi ngờ nhìn Đường Sở Sở. Chỉ Đường Sở Sở biết chuyện gì đang xảy ra? cô liếc nhìn Giang thần một cái. Giang thần nói, sẽ nói lý lẽ với Thái Khôn, tại sao bây giờ Thái Khôn lại đến quỷ gối nhận lỗi với cô chứ? Chồng à, cô nhìn Giang thần, Giang thần nhún vai nói, nhìn anh làm cái gì, anh không biết. Đường sở sở kịp thời nói, anh, anh đứng lên trước đã. Không được, nếu cô không tha cho tôi, tôi sẽ không đứng dậy. Thái Khôn sợ chết khiếp. Nếu như đường sở sở nếu không tha thứ cho anh ta, anh nhất định sẽ bị gian thần ném xuống biển cho cá ăn. Tôi, tôi tha thứ cho anh. Nghe vậy, Thái Khôn vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, "Cảm ơn, cảm ơn cô Sở Sở." Sau khi nói lời xin lỗi, anh ta đứng dậy, thất thần bỏ đi trước bao con mắt bàng hoàng của mọi người. Mọi người đều tỏ vẻ nghi ngờ, không biết đã xảy ra chuyện gì. "Sở Sở, sao vậy?" Hứa Tinh hỏi. "Không, không có chuyện gì đâu." Đường Sở Sở cũng không nói gì nhiều đỡ hứa tinh rời đi. Chẳng mấy chốc đã đến phòng của hứa tinh. Hứa tinh dựa vào gối. Sở sở, thực xin lỗi, là tớ đã hiểu lầm cậu, cảm ơn cậu và giang thần, nếu không có giang thần, tớ sợ rằng hôm nay sẽ khó lòng thoát khỏi kiếp nạn này. Đường sở sở cười nói, chúng ta là chị em tốt, giúp cậu không phải là chuyện nên làm sao. Đỡ mình dậy tắm rửa một chút đi, mình cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, mệt mỏi vô cùng. Sau khi tắm rửa, ngủ một giấc, việc còn lại thì ngày mai hắn nói, ngày mai sau khi nói chuyện với Hắc Long mình sẽ báo cảnh sát. Những chuyện quan tuyền làm đã động đến luật hình sự rồi. Hứa tinh nhất định phải gọi cảnh sát và bắt quan tuyền phải chịu sự trừng phạt mà anh ta đáng phải chịu. Đường sở sở đỡ hứa tinh đi tắm. Tắm rửa xong, cô cũng không rời đi. Sở sở, rót cho tớ một ly nước ấm đi. Hứa tinh nhớ tới lời nhắc nhở của Giang Thần. Ừm, đường sở sở đi rót nước sau khi rót nước xong cô vào phòng ở cùng hứa tinh đồng thời bên ngoài sơn trang đinh ngọc long đã đợi ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ rồi đợi suốt từ chiều đến giờ buổi chiều anh ta đã gọi cho anh tam thiên vào và yêu cầu anh tam thiên cử người đến người đã đến rồi tuy nhiên anh ta không hành động hấp tấp mà đang chờ đợi chờ cho đến khi trời tối trong một chiếc xe hơi đinh ngọc long quấn gạc quanh mũi anh ta kiểm tra thời gian Bây giờ đã 10 giờ tối rồi. Trong mắt anh ta lóe lên sự căm hận. Giang thần, tao muốn mày phải chết, Đường Sở Sở, Hứa Tinh, đồ khốn kiếp, sau này các người sẽ được vui vẻ. Một đàn em hỏi, anh Long, đã 10 giờ rồi, khi nào thì mới hành động? Đinh Ngọc Long hơi xua tay và nói, đừng nôn nóng, cứ đợi đã. Khi tất cả bọn họ đều đã ngủ rồi, chúng ta hãy hành động. Nhân tiện, đồ đạc đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Vâng. Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. À? Đàn em đó nói, thuốc lá đặc chế, chỉ cần anh hút một chút là có thể ngủ say như con heo chết vậy đó. Ha ha, Đinh Ngọc Long cười rất xấu xa. Làng Long Tuyền, khách sạn Sơn Trang. Giang thần đang nằm trong phòng khách sạn, nhàm chán nên chơi chơi Plan vs Zombie. Anh liếc nhìn thời gian, đã gần 10 giờ tối mà đường sở sở vẫn chưa về. Anh biết đêm nay đường sở sở có thể sẽ không về, chắc là cô sẽ ngủ lại phòng của hứa tinh anh đang xuất ra khỏi trò chơi, ngáp một cái thật dài, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Lúc này, anh cảm nhận được một luồng sát khí. Tinh thần căng thẳng, anh nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, ngay lập tức kéo mạnh rèm cửa ra. Khoảnh khắc mở ra, anh nhìn thấy một bóng người đang nhanh chóng nhảy khỏi ban công trên tầng 2 và chạy về phía ngọn núi phía sau. Giang thần không hề dừng lại, anh trực tiếp mở cửa sổ, cơ thể nhảy lên, xuất hiện ở trên ban công, đôi chân dẫm xuống mặt đất, thân thể nhảy lên, rồi nhảy đến hàng rào bảo vệ trên ban công, sau đó lại nhảy xuống. Trực tiếp từ trên ban công cao mấy mét nhảy xuống dưới, nhanh chóng đuổi theo bóng người đó. Tốc độ của Giang Thần rất nhanh, nhưng tốc độ của đối phương cũng không hề chậm. Giang Thần đuổi theo suốt cả quảng đường, đuổi đến núi sau của núi Long Tuyền. Phía trước là núi rừng Bao La. Giang Thần giảm tốc độ lại và cẩn thận đi về phía trước, đồng thời quan sát kỹ mọi thứ xung quanh xào xạc. Gió đêm thổi qua, cuốn đi không ít lá rơi, cành lá kêu xào xạc. Ai đấy, đi ra đây. Giọng nói của Giang thần vang lên. Lúc này, anh đột nhiên ngẩng đầu, thời điểm vừa ngẩng đầu lên, một cây kim bạc chợt phóng ra. Trên một cây lớn phía trước 20 mét, có một người mặc đồ đen, trên khuôn mặt đeo mặt nạ. Người đó nhanh chóng né tránh, giống như một con khỉ nhanh nhẹn, theo thân cây lớn nhanh chóng leo xuống, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trên mặt đất. Giang thần nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ ở phía trước. Anh cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ trên người của người này và luồng khí này là thứ mà anh chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Một người có sát khí như vậy, chắc hẳn là người hai tay đã nhuốm máu tươi. Anh là ai? Sắc mặt anh xa sầm lại, lạnh lùng nói. Kẻ sẽ giết anh, một giọng nói khàn khàn vang lên. Ngay sau khi vừa nói xong, đã nhanh chóng lao tới. Tốc độ của người đó rất nhanh, thời điểm lao tới, cuốn những chiếc lá rơi xuống mặt đất lên. Khoảng cách hơn 20 mét chỉ diễn ra trong vài giây, nhanh hơn cả tốc độ của nhà vô địch nước giúp thế giới. Xuất hiện trước mặt Giang Thần, giơ tay lên vẫy vẫy, tung ra một đòn rất ác liệt. Cú đánh này khí thế cực kỳ mạnh mẽ, uy lực cực lớn. Giang Thần giơ tay lên đỡ lấy. Một cú đấm đã chặn được đòn tấn công của đối thủ. Vào thời điểm va chạm, anh đã cảm nhận được một lực đạo cực kỳ mạnh mẽ cơ thể anh vậy mà lại bị đè đến hơi gặp người. Khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc. Người này là người mạnh nhất mà anh từng gặp kể từ khi ra đời. Dùng lực mạnh đã đẩy lùi người đeo mặt nạ. Cơ thể của người đeo mặt nạ bị đẩy, người đó bay lên không lộn ngược một vòng, đáp xuống đất một cách thuận lợi, vừa mới đứng vững, người đó lao tới, chuẩn bị tấn công lại. Giang thần cũng không ngừng đánh trả. Trong khi chiến đấu, Giang thần cũng đang quan sát đối thủ của mình người đó cao khoảng 1,7 mét, cơ thể không quá mập, cánh tay thon, đeo găng tay, găng tay được làm bằng chất liệu rất đặc biệt, đôi chân tuy mảnh khảnh nhưng lực bộc phát ra lại vô cùng mạnh mẽ. Giang thần phán đoán là một người phụ nữ. Chỉ là, chiêu thức của người phụ nữ này rất kỳ lạ, không phải những chiêu thức thông thường, chiêu nào cũng muốn lấy mạng người khác, chiêu nào cũng công kích vào ngay chỗ hiểm. Sát thủ Giang thần đã đưa ra một phán đoán chính xác. Người đeo mặt nạ này là một sát thủ trong khu rừng nhỏ cả hai người lại tiếp tục đánh nhau giang thần đấm ra một quyền thân hình của đối phương giống như một con rắn linh hoạt nhanh chóng trèo lên cây lớn anh đấm vào cây thân cây lớn trực tiếp bị đập trúng và rung chuyển trên thân cây ngay lập tức xuất hiện một cái lỗ lớn giang thần rút tay về đúng lúc này trên đầu truyền đến tiếng xé gió anh vội giơ tay ra đỡ chống lại một cú đấm nhưng không cản được cú đấm thứ hai của đối thủ vai của anh bị trúng một quyền. Cơ thể nghiêng ngả rồi ngã xuống đất. Anh còn chưa kịp bò dậy, một con dao gam sắc nhọn đã đâm về phía anh. Thật là một sát thủ mạnh, trong lòng giang thần sừng sốt. Cơ thể bật lên như lò xo, so, tránh con dao sắc nhọn đó, cơ thể điều chỉnh góc độ giữa không chung, dùng một chân đá mạnh vào đầu đối phương. chương 238, Mua chuộc lòng người. Sát thủ thân thủ nhanh nhẹn, sức lực rất mạnh. Nhưng Giang Thần cũng không chịu thua kém, Tốc độ thay đổi chiêu của anh quá nhanh, sát thủ không có cách nào phản ứng lại, chờ đến khi cô ta phản ứng lại, thì đã muộn rồi. Một đá này không đá vào đầu cô ta mà đá vào người cô ta. Cơ thể cô ta nhanh chóng bay ngược ra ngoài và đập vào một cái cây lớn. Ngay sau đó rơi xuống đất. Dầm. Cô ta nghiêng đầu, phun ra một ngụm máu tươi. Cô ta muốn đứng dậy, nhưng giang thần nhanh chóng đuổi theo, một chân dẫm lên người cô ta nữ sát thủ bị dẫm lên cơ thể không thể nhúc nhích được giang thần ngồi xổm xuống đưa tay tháo mặt nạ trên mặt cô ta xuống trong nháy mắt cô ta mạnh mẽ rút ra một con dao găm sắc bén từ trên đùi nhanh chóng đâm vào người giang thần giang thần đã sớm để phòng việc này trong nháy mắt lúc cô ta ra tay một cây kim bạc đã đâm vào cánh tay cô ta ngay lập tức cánh tay cô ta đã không còn chút sức lực dao găm trong tay cũng rơi xuống đất giang thần cười nhạt tháo mặt nạ trên mặt cô ta xuống quả nhiên là một người phụ nữ giang thần nhanh chóng lấy ra mấy cây kim bạc đâm vào trong cơ thể nữ sát thủ ngay sau đó anh nhấc chân lên đi đến tảng đá bên cạnh ngồi xuống lấy ra một điếu thuốc châm lửa nữ sát thủ cảm giác được cả người không còn chút sức lực nhưng cô ta nghĩ mình vẫn có thể đứng lên cô ta cố gắng đứng dậy nhưng lại ngồi bệt xuống mặt đất dựa vào gốc cây lớn giang thần hút thuốc nhìn cô ta Nhìn qua nữ sát thủ không lớn tuổi lắm, chắc cũng tầm 25-26 tuổi, bộ dạng rất xinh đẹp, chẳng qua trên khuôn mặt xinh đẹp lại mang theo vẻ lạnh lùng. Nói đi, ai phái cô tới? Rơi vào tay anh, tôi không còn lời nào để nói, muốn giết thì giết, tôi tuyệt đối không hề nhăn mặt. Giọng nói của nữ sát thủ lạnh như băng, thật giống như một tòa thành bằng băng. Không chịu nói. Giang Thần cười nhạt, anh nhặt một chiếc lá lên, tiện tay ném qua lá cây bay ra ngoài, công kích chính xác ở một huyệt vị trên người nữ sát thủ. A, à, trong nháy mắt cô ta ngã quỵ xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, huyệt đạo cả người đều đau nhức, giống như bị người khác đánh trọng thương. Nhưng thân là một sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp, sau khi phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cô ta lập tức cố gắng nhịn xuống, cắn răng, khổ sở chịu đựng cơn đau. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Thần nhíu mày anh biết nỗi đau này đau đớn đến mức nào anh không thể tin rằng một người phụ nữ lại có thể chịu đựng được cơn đau này giang thần đi qua và rút kim bạc ra khỏi cơ thể cô ta lúc này nỗi đau đớn trên người cô ta mới giảm bớt đi không ít giang thần ngồi lại trên tảng đá nữ sát thủ không ăn cứng vậy thì chỉ có thể ăn mềm cô tới giết tôi hẳn là biết thân phận của tôi cô cũng nên biết phần thắng không nghiêng nhiều về cô hơn nữa việc ám sát thất bại có kết cục là gì chắc cô cũng rõ. Nữ sát thủ đã từ trên mặt đất bò dậy, dựa vào gốc cây, nhìn chằm chằm vào giang thần, cô ta còn đang tìm cơ hội, chờ giang thần sơ ý sẽ dáng cho anh một đòn chí mạng. Nhưng ánh mắt của cô ta đã tự phản bội bản thân mình. Giang thần không chút để ý nói, đừng nghĩ tới những thứ vô dụng đó, cô không giết được tôi đâu, tôi chừa cho cô một con đường sống, tôi hỏi cái gì, cô đáp cái đó, chỉ cần câu trả lời làm cho tôi hài lòng, tôi đảm bảo sẽ không giết cô." Nữ sát thủ cười, "Nếu dám đến giết anh, tôi đã sớm chuẩn bị sẽ chết, hơn nữa công việc này của chúng tôi tựa như là liếm máu trên lưỡi dao, có thể chết bất cứ lúc nào, vì vậy tôi đã sớm xem nhẹ chuyện sống chết." "Việc này thì chưa chắc." Giang Thần cười nhạt nói, "Cô tới giết tôi chắc chắn là vì tiền, nếu đã xem nhẹ chuyện sống chết, vậy thì xem ra tiền so với mạng sống còn quan trọng hơn." mà không có mạng sống thì có nhiều tiền có ích lợi gì nói đi đối phương cho cô bao nhiêu tôi cho cô gấp đôi muốn giết thì giết gian thần nhíu mày nữ sát thủ này thật đúng là khó chơi không chịu mềm cũng không chịu cứng anh suy nghĩ một chút chợt đi tới một tay cởi bỏ quần áo của cô ta lộ ra một nụ cười nham hiểm rừng sâu hoang vắng là một nơi tiêu dao khoái hoạt cô cũng là một người đẹp cứ như vậy mà chết thì thật đáng tiếc chờ tôi sảng khoái xong rồi mới giết nữ sát thủ nhắm mắt lại cô ta không chống cự bởi vì cô ta biết rằng mình có chống cự cũng vô ích giang thần đưa tay sờ soạng trên người cô ta cô ta giống như một con cá chết không nhúc nhích trong lòng giang thần thầm nghĩ đây rốt cuộc là sát thủ do ai huấn luyện ra miệng khóa chặt như thế vốn dĩ anh chỉ muốn hù dọa nữ sát thủ này mà thôi không nghĩ tới sẽ thật sự phát sinh chuyện gì với cô ta giang thần dừng lại ngồi sang một bên và hút thuốc nữ sát thủ khẽ mở mắt ra nhìn giang thần ngồi ở một bên lo lắng đây là hắc long sao lời đồn hắc long giết người không chớp mắt thủ đoạn tàn nhẫn xem ra tin đồn cũng có chút không đúng cô đi đi giang thần nhìn cô ta một cái bất đắc dĩ phất tay ngoặc kép ngoặc kép nữ sát thủ ngây ngừng cả người cứ như vậy mà thả cô ta sao trước khi tới đây cô ta biết sau khi thất bại thì chỉ có một kết cục đó chính là chết nhưng cô ta không nghĩ tới giang thần sẽ tha cho cô ta thật thật sự thả tôi đi sao cô ta đặt câu hỏi thăm dò cút giang thần mắng nữ sát thủ kéo thân thể chật vật đứng lên xoay người rời đi đi được vài bước thì xoay người lại thấy giang thần ngồi trên tảng đá không biết đang suy nghĩ cái gì cô ta lại đi tới nhìn giang thần hỏi nói đi anh muốn biết gì khóe miệng giang thần hơi nhếch lên, phát họa ra một nụ cười khó có thể giấu giếm, anh ngẩng đầu nhìn cô ta, hỏi thế nào, bây giờ chịu nói rồi sao? Nữ sát thủ ngồi xuống, nói, điều này phụ thuộc vào những gì anh hỏi có liên quan đến những gì tôi không thể nói hay không? Giang thần hỏi, ai muốn giết tôi? Nữ sát thủ lắc đầu, nói, không biết. Không biết, vậy cô còn tới giết tôi? Nữ sát thủ trả lời, tôi là người tiếp nhận nhiệm vụ trong ám võng, hiện giờ ám võng trên toàn thế giới có nhiệm vụ giết chết anh, tiền thưởng lên đến 10 tỷ. Giang thần sờ sờ mũi. Anh chỉ đáng giá 10 tỷ sao? Cô là ai, thuộc về thế lực nào, sát thủ như cô có ở Trung Quốc từ khi nào? Giang thần nhìn chằm chằm vào nữ sát thủ, người này vô cùng có thực lực, không phải hạng người tầm thường, thực lực của cô ta có thể đạt tới cảnh giới võ đạo tông sư ở 28 quốc gia. Cái này, nữ sát thủ hơi trần chờ Giang Thần cũng hơi suy nghĩ. Người này vô cùng có thực lực, hiện giờ anh không còn là Hắc Long, nếu gây thù quá nhiều thì bên cạnh cần một ít cao thủ. Tôi biết cuộc sống sát thủ của cô rất mệt mỏi, cô có muốn ổn định lại không? Hiện giờ tôi cho cô một cơ hội, rời khỏi giang hồ, mai danh ẩn tích, một lần nữa làm lại cuộc đời. Cảm ơn đã nương tay, tôi đã nói điều cần nói, giờ anh hãy tự lo đi, trước khi đi, tôi muốn nhắc nhở anh, kế tiếp sẽ có một loạt sát thủ không ngừng tìm tới cửa để lại một câu nói, nữ sát thủ xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Giang thần nhíu mày, anh ở trong quân đội, không tiếp xúc với tổ chức sát thủ, cũng không biết nữ sát thủ này rốt cuộc có lai lịch gì. Anh không giết nữ sát thủ, chính là muốn từ trong miệng cô ta lấy ra nhiều tin tức hơn, đồng thời cũng có tính toán giữ cô ta lại, hiện giờ anh thật sự là thân cô thế cô, cần người đi theo để ổn định và tăng cường thực lực cho mình. Anh muốn gọi điện thoại cho tiêu giao vương, Bảo Tiêu Giao Vương điều tra thêm về lai lịch của nữ sát thủ này. Nhưng nghĩ đến hiện giờ Tiêu Giao Vương cũng bị không ít nhân vật lớn giám sát, anh quyết định không gọi. Muốn tìm ra lai lịch của nữ sát thủ này chỉ có thể đi tìm Quỷ Kiến Sầu. Anh định ngày mai sau khi trở về sẽ đi tìm Quỷ Kiến Sầu, để Quỷ Kiến Sầu vận dụng mạng lưới tình báo ngầm của ông ta, điều tra lai lịch thân phận nữ sát thủ này. Giang Thần đứng dậy, đi về phía con đường để trở về. Anh cũng không sốt ruột chậm rãi bước đi bỗng ngay lúc này tiếng súng vang lên vẻ mặt của giang thần khẽ thay đổi thân thể nhanh chóng tiến lên đi đến trước một cây cổ thụ bật mạnh người trong nháy mắt đã trèo lên cây cổ thụ anh nhanh chóng trèo lên ẩn nấp trong cành cây rậm rạp giống như một con khỉ một bóng đen từ xa nhanh chóng chạy tới đây là nữ sát thủ đã rời đi trước đó cô ta bị bắn vào ngực đang dùng tay che vết thương liều lĩnh chạy trốn vào núi sâu Giang thần đứng trên cây lớn, nhìn thấy rất rõ ràng. Anh nhìn thấy phía sau có một người đàn ông đuổi theo cô ta, trên người người này cũng mang mặt nạ, trong tay còn cầm một khẩu súng lục. Sau khi anh ta đuổi theo tới nơi này thì thái độ lập tức thay đổi, cẩn thận nhìn xung quanh, kêu to, mị, cô nên biết, nhiệm vụ thất bại thì chỉ có con đường chết, đây là quy tắc của tổ chức, lập tức bước ra đây. Giọng nói của người đàn ông vang lên. Giang thần đứng trên cây cổ thụ, nghe rõ ràng. Nhiệm vụ thất bại sẽ phải chết sao? Anh cảm thấy rất ngạc nhiên. Đây là tổ chức nào, sao có thể có quy tắc đáng sợ như vậy? Chương 239, Hắc Điện. Giang Thần ẩn nấp trên cây, không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng anh biết nữ sát thủ đã thất bại trong việc ám sát anh thì thứ chờ đợi cô ta chính là cái chết. Đây là một cơ hội tuyệt vời để mua chuộc lòng người. Cách đó không xa, núp sau một cái cây lớn, nữ sát thủ đưa tay ôm ngực, máu tươi tràn ra một lượng lớn. Cô ta đã bị bắn, nếu tình hình này kéo dài thì cô ta sẽ không kiên trì được bao lâu. Người đàn ông đeo mặt nạ nhìn thấy vết máu trên mặt đất, chậm rãi đi tới, rất nhanh đã đi tới trước cây cổ thụ mà nữ sát thủ đang lẩn trốn. Nghị, cô phải biết quy tắc, ám sát thất bại thì chỉ có con đường chết, nhưng cũng phải xem tình hình, cô vốn có thể sống sót, nhưng lại để cho kẻ địch tháo mặt nạ, để kẻ địch nhìn thấy bộ mặt thật của cô, dựa theo quy tắc của tổ chức, cô nhất định phải chết. Nữ sát thủ bước ra khỏi cái cây lớn. Sắc mặt cô ta tái nhợt, nhìn người đàn ông đeo mặt nạ trước mắt, nói ra từng chữ một, mấy năm nay tôi đã vì tổ chức mà lập rất nhiều công lao, chỉ bởi vì mặt nạ bị tháo mà giết tôi sao. Đó chính là Hắc Long, xác suất ám sát anh ta thành công không tới một phần trăm. Quy tắc chính là như vậy. Người đàn ông lạnh lùng mở miệng, giơ súng lên, hướng về phía nữ sát thủ. Vụt tiếng xé gió vang lên. Một cây kim bạc bắn ra, chuẩn xác ghim vào sau đầu người đàn ông đeo mặt nạ. Cơ thể của anh ta từ từ trượt xuống mặt đất. Âm ầm cuộn lên rất nhiều bụi. Giang thần chậm rãi đi tới. Nữ sát thủ nhìn giang thần một cái, cuối cùng cô ta cũng không kiên trì được nữa, ngã quỵ xuống đất. Giang thần đi tới, nhìn nữ sát thủ vừa ngã xuống đất, lại nhìn quần áo cô ta bị máu tươi nhuộm đỏ, anh ngồi xổm xuống, xé quần áo cô ta ra. Trên ngực cô ta có một vết thương chảy máu đầm đìa. Cũng may mạng cô lớn. Giang Thần mở miệng nói. Trong tay áo có một sợi dây thép gai trượt ra, một đầu dây thép gai trực tiếp lan về phía vết thương nữ sát thủ, trực tiếp tiến vào trong cơ thể cô ta. Đầu đạn được dây thép gai kéo ra. Ngay sau đó, Giang Thần lấy ra kim bạc, cầm máu cho cô ta, bảo vệ tâm mạch của cô ta. Anh đỡ nữ sát thủ ngồi xuống, tựa vào gốc cây lớn sắc mặt nữ sát thủ tái nhợt nhìn giang thần lời đồn hắc long có thực lực hơn người y thuật vô song hôm nay cuối cùng cũng thấy được cô ta bị y thuật của giang thần làm cho chấn động không chạm vào vết thương cứ như vậy lấy đầu đạn ra bản lĩnh này quá không thể tưởng tượng nổi tại sao phải cứu tôi cô ta nhìn giang thần trên khuôn mặt tái nhợt mang theo vẻ nghi hoặc giang thần không chút để ý nói bởi vì cô coi như cũng có chút lương tâm là một sát thủ hiểu quy tắc không vì muốn giết tôi mà ra tay với vợ tôi nếu cô bắt vợ tôi dùng vợ tôi uy hiếp tôi tỷ lệ thành công sẽ tăng lên rất nhiều nhưng cô thì không phải không vẻ mặt nữ sát thủ có chút không tin những người làm công việc như cô ta đều có một quy tắc họa không liên lụy người nhà đây là quy tắc của cô ta cũng là quy tắc của con đường này nếu vi phạm thì sẽ không có chỗ đứng giang thần nhìn cô ta nói tôi rất tò mò Rốt cuộc cô là người của tổ chức nào?" Nữ sát thủ hít sâu một hơi. Trải qua chuyện này, cô ta không thể trở về tổ chức nữa, mà tổ chức cũng sẽ phái người tới truy sát cô ta. Chuyện cho đến lúc này, cô ta cũng không có gì phải giấu giếm. "Tôi tên là Ngân Mị, là thành viên của Hắc Điện, là một trong ba đại sát thủ SSS của Hắc Điện." "Hắc Điện?" "Ừm." Ngân Mị nói, "Hắc Điện là tổ chức sát thủ thần bí nhất trên thế giới, trải rộng khắp toàn cầu." Hắc Điện cũng là tổ chức chuyên bồi dưỡng sát thủ. Giang thần gia nhập quân đội 10 năm, phục vụ cho quân đội 10 năm, chiến đấu trên chiến trường, sống trên lưỡi đao, nhưng đối với tổ chức sát thủ này, anh không hiểu rõ. Anh đầy hứng thú, hỏi cô nói cô là một trong ba sát thủ SSS của Hắc Điện, SSS là cái gì tôi không hiểu, nhưng từ lời nói của cô tôi hiểu được, thực lực người ở Hắc Điện có thể so với cô chỉ có hai. Có thể coi là như vậy, Ngân Mị gật đầu, bọn họ đều là người như thế nào ngân mỹ lắc đầu nói không rõ hắc điện có quy tắc nhất định phải mang theo mặt nạ tôi chưa từng thấy qua bộ mặt thật của bất kỳ sát thủ nào của hắc điện hắc điện còn có một quy tắc đó chính là tiếp nhận nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành không hoàn thành chỉ có con đường chết nhưng quy tắc này có thể dựa theo tình huống mà phán định còn có một quy tắc nữa nếu bị tháo mặt nạ nhất định phải chết giang thần nhìn cô ta hỏi tiếp theo cô định làm gì hắc điện không về được người kết nối đi theo cô chấp hành nhiệm vụ cũng đã chết hắc điện nhất định sẽ triển khai truy sát cô chỉ sợ con đường trước mắt cô một bước cũng khó đi ngân mị khẽ lắc đầu cô ta không nghĩ nhiều về điều này giang thần thản nhiên nói hiện giờ tôi đang ở cùng cô nếu như có thể vậy thì đi theo bên cạnh tôi đi tuy rằng tôi không dám chắc có thể bảo vệ cô chu toàn nhưng trong một thời gian ngắn vẫn có thể làm được ngân mị nhìn giang thần một cái giữ lại tôi chẳng lẽ anh không sợ tôi âm thầm tìm cơ hội cho anh một phát mang đầu anh đi giao nộp nhiệm vụ giang thần cười nhạt nói cái này phải xem cô có thực lực này hay không ngân mị chìm vào suy nghĩ bây giờ cô ta không thể quay trở lại cả thế giới không có chỗ nào dành cho cô ta ngoại trừ cái chết cũng chỉ có một con đường dành cho cô ta đó chính là đi theo bên cạnh giang thần suy nghĩ một chút cô ta gật đầu được rồi tôi đi với anh khóe miệng Giang Thần nhếch lên, hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Anh lấy điện thoại ra và gọi cho một người tên là Mộc Vinh. Mộc Vinh là một trong một ngàn người từ Nam Hoang được anh điều tới, cũng là người dẫn đầu một ngàn người này. Một ngàn người này từ Nam Hoang đi tới thành phố Giang Trung, vẫn ẩn nấp ở Giang Trung, chờ đợi mệnh lệnh của Giang Thần. Đại ca, trong điện thoại truyền đến một giọng nói kích động, xin phân phó. Mộc Vinh dẫn theo anh em đã đến thành phố Giang Trung mấy ngày, nhưng Giang Thần vẫn không liên lạc với anh ta, hiện giờ nhận được điện thoại của Giang Thần, anh ta vô cùng kích động. Giang Thần phân phó nói, cho xe đến làng Long Tuyền, dẫn người trở về. Được. Sau khi Mộc Vinh nhận được mệnh lệnh, lập tức đi sắp xếp. Giang Thần cúp điện thoại, anh nhìn Ngân Mị, hỏi có thể đi được không? Ngân Mị miễn cưỡng đứng lên, trên trán lấm tấm mồ hôi, trên mặt mang theo vẻ đau đớn, đi thử đi vài bước, không có sức lực nói, không, không thành vấn đề. Giang thần biết, đây là một sát thủ được huấn luyện bài bản, tố chất thân thể vô cùng mạnh, năng lực chịu đựng cũng rất khủng bố. Mặc dù bị trúng một phát đạn và mất máu quá nhiều, nhưng bây giờ viên đạn đã được lấy ra. Nếu như ngay cả chuyện này cũng không thể đi lại, vậy thì người như vậy cũng không xứng đi theo bên cạnh anh. Ngân Mị nhìn thi thể trên mặt đất một cái, cô ta lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một ít bột lên thi thể, trong nháy mắt thi thể bị thiêu đốt, ngay sau đó hóa thành cho tàn. Giang thần cũng không nói nhiều, xoay người rời đi. Ngân Mị đi theo phía sau. Hai người một trước một sau rời đi, đi về phía làng Long Tuyền. Khi Giang Thần đi tới ngọn núi phía sau nơi Ngân Mị bị đuổi giết, Đinh Ngọc Long cũng triển khai hành động. Anh ta đã sử dụng khói mê, khiến nhân viên bảo vệ hôn mê và cắt điện. Lúc mất điện, mọi người lần lượt đi ra khỏi phòng, nhưng khi đi ra, thì lập tức ngửi thấy một mùi thơm mê người, khi hít khói vào những người này trong nháy mắt ngất xỉu sau khi mọi người hôn mê đinh ngọc long bắt đầu tìm giang thần không tìm được giang thần chỉ tìm được đường sở sở và hứa tinh thằng nhóc kia chạy đi đâu rồi đinh ngọc long đi từng phòng tìm kiếm nhưng không phát hiện giang thần anh ta tức giận đạp cửa lớn đại ca vợ của thằng nhóc đó vẫn còn ở đây em tin chắc nó sẽ không đi xa chúng ta hãy kiên nhãn chờ nó nhất định sẽ trở về đại ca nhiều gái đẹp như vậy, để cho các anh em vui vẻ một chút nhé. chương 240, ông đây xử chết nó. Bốp, Đinh Ngọc Long tát vào mặt tên đàn em này. Có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp ở đây. Nhưng, không thể động vào bọn họ. Nếu không sẽ có chuyện xảy ra. Anh ta chỉ nhằm vào giang thần, đường sở sở và hứa tinh. Những người khác, anh ta sẽ không động vào. Nếu gây chuyện ẩm ý thì ngay cả đại ca của anh ta cũng không ém xuống được. Đi mở công tắc nguồn điện cho tao. Dạ. Tên đàn em nhanh chóng bật điện lên. Phòng Hứa Tinh. Đinh Ngọc Long nhìn Đường Sở Sở và Hứa Tinh đang nằm trên giường. Hứa Tinh tắm rửa xong, mặc áo ngủ nằm trên giường, mà Đường Sở Sở thì nằm sấp trên giường. Nhìn thấy hai cô gái đẹp, Đinh Ngọc Long cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Hai người này từng là hoa khôi học đường, lúc đi học, anh ta cũng từng theo đuổi, nhưng đều bị từ chối một cách vô tình không nghĩ tới 10 năm sau lại rơi vào tay anh ta. Anh ta bước qua và đánh giá hai người phụ nữ này. Đường Sở Sở mặc quần áo khá kín, còn Hứa Tinh chỉ đủ che những bộ phận quan trọng, quá mê người. Anh ta lấy ra một cái bình nhỏ, đi về phía Hứa Tinh, mở bình ra, đặt ở trước mũi Hứa Tinh. Một mùi hôi thối truyền vào mũi. Khụ. Hứa Tinh tỉnh lại, ho khan kịch liệt. Tình cảnh trước mắt dần dần biến thành sự thật, nhìn thấy Đinh Ngọc Long trong phòng cô ta thay đổi sắc mặt cô ta nhanh chóng kéo tấm vải lên che khuất thân thể mềm mại sắc mặt hơi tái nhợt anh sao anh lại ở trong phòng tôi ha ha đinh ngọc long cười to hứa tinh cô không ngờ tới chứ gì hứa tinh nhìn thấy đường sở sở đang hôn mê ở một bên cô ta khẽ đẩy cô nhưng đường sở sở ngủ say như chết đinh ngọc long đi tới một tay túm tóc cô ta đè cô ta xuống giường lạnh lùng nói tôi cho cô giả bộ thanh cao tôi cho cô giả bộ thuần khiết bốp cô ta bị tát một cái ha ha trên khuôn mặt trắng nón của hứa tinh trong nháy mắt có thêm một dấu bàn tay màu đỏ cô ta là phụ nữ sức lực không lớn như đinh ngọc long căn bản là không có cách nào phản kháng đinh ngọc long buông hứa tinh ra bước tới một cái ghế đầu ngồi xuống trước giường anh ta nhìn hứa tinh đang nước mắt lưng tròng cười lớn lấp trường không nghĩ tới có một ngày cô cũng sẽ rơi vào tay tôi năm đó tôi viết cho cô bao nhiêu thư tình, cô cự tuyệt tôi, còn đọc ra trước mặt cả lớp. Hứa tinh nước mắt giàn rụa, nhìn chằm chằm Đinh Ngọc Long, cô ta lạnh lùng nói, Đinh Ngọc Long, anh có biết anh đang làm gì không, anh đang phạm pháp, tôi cảnh cáo anh, sớm thả tôi ra, nếu không nửa đời sau anh sẽ phải ở trong tù. Ha ha, uy hiếp tôi. Đinh Ngọc Long cười lớn, tôi cái gì cũng sợ, chỉ không sợ mỗi uy hiếp. Anh ta lấy điện thoại di động của mình ra lắc lắc ông đây cưỡng hiếp cô lại quay video tôi xem cô có dám công khai chuyện này hay không nếu cô dám báo cảnh sát vậy thì chờ thanh danh bị hủy hoại đi đinh ngọc long không có chút sợ hãi điều phụ nữ quan tâm nhất là thanh danh của họ đặc biệt là loại phụ nữ cao ngạo như hứa tinh anh hứa tinh tức giận đến run rẩy đinh ngọc long lại lấy ra cái bình để đường sở sở người thuốc giải khụ đường sở sở bị sặc cô ho khan cô tỉnh lại đinh ngọc long giơ chân lên đạp cô ngã xuống đất ngay sau đó anh ta đi tới túm tóc cô kéo cô từ trên mặt đất lên tát cô mấy cái tát con điếm thối tha giang thần đâu anh ta vừa tát vừa chất vấn đường sở sở vừa tỉnh lại còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh đến choáng váng vài giây sau cô mới phản ứng lại sợ hãi kêu lên đinh đinh ngọc long anh muốn làm gì làm gì đinh ngọc long liếm đôi môi khô khốc của mình cười lớn, trai đơn gái chiếc, cô nói xem tôi muốn làm gì. Đường sở sở sợ hãi, nhanh chóng lui sang một bên. Hứa tinh lạnh lùng nói, Đinh Ngọc Long, có chuyện gì thì nhắm vào tôi, thả sở sở đi. Nhắm vào cô sao? Đinh Ngọc Long nhìn hứa tinh đang mặc đồ ngủ quyến rũ, da thịt trắng nón, dáng người gợi cảm, cả người mang theo nét dụ dỗ. Anh ta cười ha ha nói, được rồi, vậy thì nhắm vào cô. Anh ta đi qua, hứa tinh cũng sợ, thân thể cô ta không ngừng co rúm lại lui ra bên giường không cẩn thận từ trên giường ngã xuống đinh ngọc long đi tới dùng sức ôm lấy hứa tinh hứa tinh muốn phản kháng nhưng trước đó cô ta bị rắn độc cắn lại bị quan tuyền bỏ thuốc hiện giờ độc tố trong cơ thể còn chưa loại bỏ hoàn toàn cả người cô ta không có chút sức lực ngay cả sức lực phản kháng cũng không có giờ phút này cả người hứa tinh không có sức lực gần như đều sắp dựa vào trong lòng đinh ngọc long Đinh Ngọc Long cười ha ha, ha ha, Hứa Tinh, đây là cô chịu không nổi sao? Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cho cô sảng khoái. Đặt cô ta xuống giường, anh ta bắt đầu cởi quần áo. Sau đó, nhìn sắc mặt sợ hãi của Đường Sở Sở, gương mặt xinh đẹp biến sắc, anh ta nở nụ cười dâm đãng nói, "Cô yên tâm, sẽ sớm đến lượt cô thôi." Giang Thần và Ngân Mị trở về khách sạn Sơn Trang. Trên đường trở về, Giang Thần lập tức nhận thấy có gì đó không ổn. Anh nhìn thấy rất nhiều người lạ mặt ở cửa sơn trang. Anh vội vã trở lại khách sạn. Khi bước vào, Giang Thần thấy tất cả các cầu thang đều có người canh giữ. Anh không chút do so dự xông về phía bọn họ, nhanh chóng vào tới lầu 2, đạp ngã không ít người. Đi tới phòng Hứa Tinh, nhìn thấy trước cửa cũng có mấy người canh giữ. Trong phòng, Ninh Ngọc Long đã cởi đồ ra. Anh ta cười ha ha, nhìn hai con cừu nhỏ, nói: "Bảo bối, anh tới đây." ngay lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đánh nhau chuyện gì đang xảy ra vậy anh ta xoay người hét lớn vừa xoay người cửa phòng đã mở ra một người đàn ông bình tĩnh đi vào giang thần cuối cùng anh cũng trở về rồi ông đây tìm anh rất lâu đinh ngọc long còn chưa nói xong giang thần đã bước tới anh bắt lấy anh ta mạnh mẽ ném về phía cửa sổ đinh ngọc long đập vào cửa sổ thủy tinh lập tức vỡ nát thân thể anh ta trực tiếp bay ra ngoài từ lầu hai rơi xuống đất bên ngoài vang lên một tiếng kêu đau đớn sau khi kêu vài tiếng giọng nói lập tức nhỏ đi bà xã em không sao chứ giang thần đến kịp thời nhìn đường sở sở đang co rúm trên giường thấy trên mặt đường sở sở có dấu bàn tay anh lập tức giận giữ ông đây với nó anh đi thẳng về phía cửa sổ và nhảy ra khỏi tầng hai a à, bên ngoài truyền đến tiếng rên rỉ đầy đau đớn nghe được tiếng rên rỉ hứa tinh và đường sở sở không khỏi run lên. Rất nhanh, Giang thần đã vội vã trở về. Vợ à, không có việc gì, tên đó đã bị anh phế rồi. Ông xã, anh, anh giết người. Sắc mặt của đường sở sở trở nên trắng bệch. Giang thần hơi dừng tay, nói, không đâu, anh ta rơi từ lầu hai xuống, gãy xương, nhiều lắm thì chỉ chấn động não một chút. Hiện giờ chân thứ ba cũng bị phế đi, từ đây về sau, anh ta chính là kẻ tàn phế. Này, Giang thần, tôi chính là nạn nhân, anh tốt xấu gì cũng nên quan tâm tôi một câu được không? Giang thần nhìn hứa tinh một cái. Thấy cô ta mặc quần áo ngủ gợi cảm, nhưng quần áo rất hoàn chỉnh, không bị cởi ra, làm sao có thể bị hại. Nhiều lắm chỉ mới ôm một chút, cũng không có gì to tát. Giang thần thản nhiên nói. Anh! Hứa tinh tức giận đến mức mặt mày xanh mét. Giang thần lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Lá gan của Đinh Ngọc Long quá lớn, cư nhiên lại dám dùng khói mê làm mất nhiều người như vậy. Lúc này Ngân Mị mới đi vào. Ông xã, đây là... Đường sở sở nhìn thấy Ngân Mị đi vào phòng, không khỏi nhíu mày. Cái này, Giang Thần cũng có chút khó xử, trong lúc nhất thời anh không biết nên giải thích thế nào. Ngân Mị phản ứng lại rất nhanh, cô ta vội vàng nói, sở sở, xin chào, tôi tên là Ngân Mị, là vệ sĩ cậu Giang thuê đến, tôi sẽ luôn âm thầm bảo vệ cô, những người này xông vào, tôi giao đấu với bọn họ nên bị thương, đây là tôi không làm tròn bổn phận, khiến cô sợ hãi. Vệ sĩ, đường sở sở nghi hoặc nhìn Giang thần một cái. À, đúng vậy. Giang thần gãi đầu một cái, nói, lần trước không phải em bị trói sao, anh lo lắng em sẽ xảy ra chuyện nên âm thầm bỏ tiền thuê một vệ sĩ. Lần này nhờ ngân mị, anh cũng bị hôn mê, là cô ta đánh thức anh dậy nên anh mới kịp tới cứu hai người. À, thì ra là như vậy đường sở sở hiểu ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 240.